Thấy hành động cổ quái của Quý Hồng, Bùi Đông Lai hơi ngạc nhiên nhưng Đông Phương Lãnh Vũ tựa như đã quen thuộc nên không thèm quan tâm. Bị Đông Phương Lãnh Vũ nói móc nhưng Quý Hồng không hề tức giận, rót rượu vào hai ly trước mặt Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ, đợi cả hai cầm ly rồi mới hỏi. Tiểu bằng hữu, tài khoản của ngươi vẫn thế à? Tất nhiên, nhanh đi. Đông Phương Lãnh Vũ hơi mất kiên nhẫn, trong lòng hắn không hề ghét Quý Hồng, chỉ là... Quý Hồng là đối thủ một mất một còn với cô Liễu Nguyệt nên hắn đành chim khôn chớ đậu cành cong vậy. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nhắc, Quý Hồng cũng không nói nhảm nữa, lập tức bấm máy chuyển khoản, giọng điệu chắc nịch khiến người khác khó lòng nghi ngờ. Chuyển vào tài khoản Đông Phương Lãnh Vũ 1.200.000. Nói xong, chưa đợi bên kia trả lời Quý Hồng đã tắt máy. Rất nhanh tiền sẽ được chuyển. Cúp máy xong Quý Hồng tựa lưng vào ghế salon mỉm cười nói. Thú thực nhé tiểu bằng hữu, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ đấy, nếu hôm nay ngươi không đột nhiên phát huy thì tỷ tỷ cũng không dám tin khả năng lái xe của ngươi lợi hại tới vậy. Đông Lai ca, chúng ta đi chứ. Đông Phương Lãnh Vũ không quan tâm lời Quý Hồng nói, hắn nghe nàng gọi mình là tiểu bằng hữu trong lòng cũng nóng lên, vừa rồi là Bùi Đông Lai thắng nên hắn cũng cảm thấy ngại ngùng. Đừng nóng, tiểu bằng hữu. Thấy Đông Phương Lãnh Vũ hỏi Bùi Đông Lai có đi hay không? Quý Hồng lớn giọng rồi cười nói. Sa Vương Hàn Quốc muốn gặp ngươi, ta mang ngươi tới được chứ? Hắn muốn ta tới thì ta phải tới sao? Nếu trước kia, Đông Phương Lãnh Vũ biết Thôi Vĩnh Tình muốn gặp hắn nhất định sẽ vô cùng kích động, nhưng, lúc này thấy trình của Bùi Đông Lai, Thôi Vĩnh Tình trong mắt hắn chỉ là con gà công nghiệp. Ngại quá, đã quấy rầy quý tiểu thư rồi. Đông Phương Lãnh Vũ vừa dứt lời Thôi Vĩnh Tình đã xuất hiện ngoài cửa. Hắn đã chờ Quý Hồng mang Đông Phương Lãnh Vũ tới nhưng chờ dài cổ vẫn chẳng thấy đâu. Nhịn không được nên phải mò mặt sang. Mặc dù nói xin lỗi nhưng mà Thôi Vĩnh Tình vẫn dày như cái cơi, bước vào phòng liền đi tới trước mặt Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ. Vừa tới hắn đã nhíu mày nhìn Đông Phương Lãnh Vũ tựa như trên mặt đối phương có rát vàng vậy. Tự giới thiệu một chút, tôi là Thôi Vĩnh Tình, đến từ Hàn Quốc. Thôi Vĩnh Tình tới bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ mà không thèm quan tâm tới Bùi Đông Lai, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống. Sư phụ ngươi là ai? Ta quen ngươi sao? Là dân chơi nổi tiếng của Đông Hải cho nên Đông Phương Lãnh Vũ trong giới ăn chơi được xưng là hỗn thế ma vương nổi danh không sợ trời, không sợ đất, hắn có một thói quen, chỉ cần nhìn ai không vừa mắt thì cũng chẳng cần nể mặt. Lúc này Thôi Vĩnh Tình khiến hắn rất ngứa mắt nên giọng điệu tỏ rõ sự khó chịu. Trước sự kiêu ngạo của Đông Phương Lãnh Vũ, Thôi Vĩnh Tình khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút mỉa mai. Chúng ta không quen, nhưng có lẽ sư phụ ngươi rất quen thuộc với ta. Ngại quá, ta không có sư phụ. Đông Phương Lãnh Vũ pha trò. Ha ha, ngươi cũng không cần che giấu. Thôi Vĩnh Tình đã khẳng định Đông Phương Lãnh Vũ là đồ đệ của người thần bí kia nên vẫn nói. Ở Trung Quốc. Người có thể chiến thắng đồ đệ của ta thì có thể chứng minh, ngươi là đồ đệ của kẻ đó. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Đông Phương Lãnh Vũ cũng mơ hồ đoán ra người có thể đua như Bùi Đông Lai và kẻ đối phương nói là một, nhưng cũng không muốn nói nhiều nên giọng điệu không chút khách khí. Trở về nói với sư phụ ngươi, 3 năm trước hắn thắng ta ở Hàn Quốc, giờ ta tới Trung Quốc tìm hắn. Thôi Vĩnh Tình lạnh lùng nói. Ta hy vọng hắn không yếu đuối như phần lớn những người Trung Quốc khác. Cũng như câu nói của người Trung Quốc các ngươi, làm con rùa rút đầu. Nghe giọng điệu cuồng vọng của Thôi Vĩnh Tình, Bùi Đông Lai cẩn thận suy nghĩ lại việc đua xe của Tiêu Phi lúc trước, từ tin tức trước kia liền có thể khẳng định, kẻ Thôi Vĩnh Tình muốn tìm là Tiêu Phi. Hiểu ra việc này, Bùi Đông Lai liếc Thôi Vĩnh Tình một cái, nghĩ gì đó rồi nói với Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu Vũ, chúng ta đi. Đông Phương Lãnh Vũ đang ghét chỉ muốn chửi lên. Nghe Bùi Đông Lai nói liền ngoan ngoãn nuốt lại. Quý tiểu thư, hẹn gặp lại. Bùi Đông Lai khách sáo với Quý Hồng một chút rồi mang Đông Phương Lãnh Vũ rời đi. Quý tiểu thư, có cách gì để kéo sư phụ hắn đấu với ta một trận không? Đợi Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ bỏ đi, Thôi Vĩnh Tình mới hỏi Quý Hồng. Chỉ cần cô có thể làm được, tiền không thành vấn đề. Giọng Thôi Vĩnh Tình vang vọng bên tai, Quý Hồng cũng không đáp lời ngay. Dưới ánh đèn, nàng nhìn theo bóng lưng Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ xa dần, sắc mặt hiện rõ sự tò mò. Nàng muốn biết rốt cuộc Bùi Đông Lai là thần thánh phương nào lại có thể khiến hỗn thế ma vương Đông Phương Lãnh Vũ ngoan ngoãn như đứa trẻ như vậy. Quý tiểu thư,
thấy Quý Hồng ngơ ngẩn, Thôi Vĩnh Tình có chút bất mãn. Thôi tiên sinh, chắc ông vẫn nhớ rõ lời trước đó của ta, hắn là cháu của đối thủ một mất một còn với ta. À, đối thủ không đội trời chung của ta rất có thực lực ở Đông Hải. Quý Hồng nhìn Thôi Vĩnh Tình đang tức giận mỉm cười nói. Vậy nên ta không thể ép hắn làm việc, nhưng mà... Ta nói rồi, tiền không thành vấn đề. Thôi Vĩnh Tình hơi mất kiên nhẫn, hắn cảm thấy trong mắt Quý Hồng chỉ có tiền và tiền mà thôi. Quý Hồng định trả lời thì phát hiện Đông Phương Lãnh Vũ quay lại, đang đứng ở cửa phòng làm việc. Cao Lệ Bổng Tử, 3 năm trước người khiến ngươi chuốc nhục nhã là sư phụ của sư phụ ta. Lúc ra ngoài, Đông Phương Lãnh Vũ đã được Bùi Đông Lai dặn dò nên đứng trước cửa phòng nhìn Thôi Vĩnh Tình bằng nét mặt khôi hài gằn giọng. Đồ gà công nghiệp như ngươi không có tư cách để khiêu chiến với tổ sư nhà ta, sư phụ ta ra tay là quá đủ rồi. Mấy miếng võ mèo cào của ngươi không đủ tư cách khiêu chiến với sư tổ của ta. Sư phụ của ta là đủ rồi. Giọng Đông Phương Lãnh Vũ không lớn nhưng như sét đánh ngang tai Thôi Vĩnh Tình. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ nói, Quý Hồng buồn bực vì đang chuẩn bị nắm lấy cơ hội bắt chẹt Thôi Vĩnh Tình nhưng giờ lại bị hố. Chán nản, Quý Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ và Thôi Vĩnh Tình lại cùng có liên quan tới người thần bí kia. Nhưng Đông Phương Lãnh Vũ nói sư phụ của hắn có năng lực thắng Thôi Vĩnh Tình thì Quý Hồng lại cho rằng Đông Phương Lãnh Vũ quá khoa trương. Quý Hồng còn không tin chứ nói gì bản thân Thôi Vĩnh Tình. Với Thôi Vĩnh Tình mà nói, hắn từng thắng Sa Vương Nhật Bản, Sa Vương Đông Nam Á, Sa Vương Hồng Kông, đang đứng thứ 7 bảng xếp hạng Hắc Sa, thực xứng với hai chữ Sa Vương. Mà mục đích chính của hắn khi tới Trung Quốc chính là khiến kẻ thần bí kia lộ mặt, để hung hăng dẫm nát đối phương dưới chân. Hôm nay, chẳng những Đông Phương Lãnh Vũ chiến thắng Kim Hy Mỹ, lại còn nói kỹ thuật Thôi Vĩnh Tình chỉ là siếc vặt, đến tư cách khiêu chiến với người thần bí kia cũng không có. Việc này đã khiến Thôi Vĩnh Tình nổi giận. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trở nên xám xịt, ánh mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ tràn ngập sắc khí. Ngươi nói gì? Ta nói sư phụ ta lái xe một tay cũng thắng được ngươi. Đông Phương Lãnh Vũ, được xưng là hỗn thế ma vương nên chẳng biết sợ là gì. Hắn đối chọi một cách gay gắt. Được, được, được lắm. Gặp phải sự cuồng ngạo của Đông Phương Lãnh Vũ, Thôi Vĩnh Tình cười như điên, giọng khàn khàn. Sư phụ ngươi đã to mồm vậy, hắn có gan so tài với ta hay không? Rõ là nói nhảm, nếu sư phụ ta không định giày xéo ngươi thì lão tử đến đây tốn nước bọt xuông thôi sao? Đông Phương Lãnh Vũ nhìn Thôi Vĩnh Tình như nhìn một kẻ ngu ngốc, lại quay sang nói với Quý Hồng. Quý A-di. Vừa rồi sư phụ của tôi nói về việc của Cao Lệ Bổng Tử, sư phụ tôi tính toán để cho hắn về Hàn Quốc ổn định tinh thần một giờ sau sẽ đấu, người xem có nên lùi lịch thi đấu lại một hồi không? Không thành vấn đề. Quý Hồng khẽ cười, đôi mắt lóe lên tinh quang không hiểu là đang nghĩ gì. Cứ quyết vậy đi, ta đi đón sư phụ. Nghe Quý Hồng trả lời xong Đông Phương Lãnh Vũ liền quay người rời đi, không thèm quan tâm tới Thôi Vĩnh Tình đang phẫn nộ. Bên tai vẫn vang lên lời của Đông Phương Lãnh Vũ, nhìn bóng lưng hắn xa dần Quý Hồng cảm thấy nao nao, suy đoán Bùi Đông Lai là sư phụ Đông Phương đã đúng. Đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất. Thôi Vĩnh Tình cười lạnh nắm chặt tay, ánh mắt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy sát ý trong mắt Thôi Vĩnh Tình, Quý Hồng nhíu mày rồi không nói gì thêm. Lúc này, Đông Phương Lãnh Vũ và Bùi Đông Lai đang đi thang máy xuống lầu. Có lẽ biết thang máy có camera nên Đông Phương Lãnh Vũ không nói gì với Bùi Đông Lai mà chờ ra ngoài mới giải tỏa những nghi vấn trong lòng. Trong đại sảnh dưới lầu, thân là người phía sau màn của CLB siêu bào, lúc này vẻ mặt của Khang Tử Kiện vô cùng âm trầm. Ngoài Tôn Vệ Đông cùng Chu Đào ra, những thành viên khác của câu lạc bộ đều sôi nổi đứng ở đại sảnh nhìn, người đông nghịt. Khang Thiếu, bọn họ xuống kìa. Thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ ra khỏi thang máy. Một thành viên CLB vội vàng tới báo với Khang Tử Kiện. Đưa họ tới đây. Khang Tử Kiện vẫn ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo. Dạ, Khang Thiếu. Kẻ kia gật đầu rồi chạy về phía Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Thấy hai người tới đại sảnh, những thành viên của câu lạc bộ siêu bào đều nhao nhao nhìn sang. Nhận ra mình và Đông Phương Lãnh Vũ bị hàng trăm ánh mắt soi mói. Bùi Đông Lai biết đối phương muốn gây sự nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, bước chân vẫn rất chậm rãi. Đông Phương Lãnh Vũ cũng nhận ra, hắn không bình tĩnh được như Bùi Đông Lai,
tay nắm chặt tựa như những thành viên câu lạc bộ siêu bào kia dám làm phiền thì hắn cũng không ngại dùng nắm đấm nói chuyện thân mật với khuôn mặt kẻ đó một phen. Đông Phương Lãnh Vũ, Khang Thiếu gọi ngươi qua. Lúc này thành viên câu lạc bộ siêu bào đã tới chặn đường Bùi Đông Lai và Đông Phương Lãnh Vũ. Cút! Bùi Đông Lai chưa nói gì nhưng Đông Phương Lãnh Vũ đã quát lên, giọng điệu vô cùng cứng rắn. Đông Phương Lãnh Vũ, ngươi! Thấy thái độ của Đông Phương Lãnh Vũ làm cho kẻ vừa tới sợ đến xanh mặt. Hắn chưa nói hết lời Đông Phương Lãnh Vũ đã bước tới sóng vai với Bùi Đông Lai, cười lạnh nói. Danh con, Đông Hải không phải nơi mà đám người phương Bắc các ngươi lớn tiếng, phán nhanh nếu không ta cam đoan ngươi sẽ vĩnh viễn nằm tại Đông Hải. Bên tai văng vẳng lời của Đông Phương Lãnh Vũ, sắc mặt thành viên câu lạc bộ siêu bào đến từ Yên Kinh cực kỳ khó coi, vài kẻ đến từ phương Bắc cũng trợn mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Cũng có vài thành viên câu lạc bộ siêu bào sớm đã biết sự hung hăng càn quấy của hỗn thế ma vương nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Đông Phương Lãnh Vũ, khẩu khí ngươi cũng lớn thật. Thấy Đông Phương Lãnh Vũ cao ngạo, Khang Tử Kiện ngồi không yên nên đứng dậy, lạnh lùng bước tới. Đông Phương Lãnh Vũ từng sùng bái Khang Tử Kiện, từng cố gắng gia nhập câu lạc bộ siêu bào, bái Khang Tử Kiện làm thấy nhưng cuối cùng bị Tôn Vệ Đông phá rối, nguyện vọng cũng không thành công. Từ đó về sau hắn không có hảo cảm gì với câu lạc bộ siêu bào, cũng chẳng thích thú gì với Khang Tử Kiện. Lúc này hắn chứng kiến tài nghệ của Bùi Đông Lai, Khang Tử Kiện trong mắt hắn chẳng khác nào trẻ trâu lái xe bỏ đua với công nông. Khang Tử Kiện vừa nói xong Đông Phương Lãnh Vũ đã cười lạnh. Sao, Khang Tử Kiện, ngươi cảm thấy có thể làm gì ta ở Đông Hải à? Sắc mặt Khang Tử Kiện cực kỳ khó coi, quyền lực gia tộc hắn chỉ coi như tam lưu ở Yên Kinh. Uy vọng của câu lạc bộ siêu bào hoàn toàn nhờ xa kỹ của hắn mà có. Lúc này Đông Phương Lãnh Vũ châm chọc, Khang Tử Kiện lạnh lùng nói. Đông Phương Lãnh Vũ, có phải ngươi cho rằng toàn bộ câu lạc bộ siêu bào cũng không đấu lại ngươi? Thấy Khang Tử Kiện và thành viên câu lạc bộ siêu bào tới hăm dọa mình, Đông Phương Lãnh Vũ nhíu mày, dù lúc này hắn nói gì thì Khang Tử Kiện cũng không cho hắn cơ hội. Đông Phương Lãnh Vũ, người của ngươi cắt hai chân của Chu Đào. Ngươi cũng nên cho ta một cái công đạo chứ. Mặc dù Khang Tử Kiện không thích việc Tôn Vệ Đông thua trận, hắn cũng không ưa gì Chu Đào nhưng dù gì hắn cũng là chủ nhân sau màn của câu lạc bộ siêu bào, Bùi Đông Lai cắt hai chân Chu Đào hắn cũng nên tỏ thái độ, nếu không làm sao câu lạc bộ siêu bào còn mặt mũi nào mà nhìn người. Khang Tử Kiện, đạo lý được ăn thua chịu chẳng lẽ ngươi không hiểu? Đông Phương Lãnh Vũ tức giận phản pháo. Hoặc là hắn biến khỏi tầm mắt ta. Hơn nữa còn phải bò ra khỏi Đông Hải. Khang Tử Kiện nghiến răng nghiến lợi. Hoặc để sư phụ ngươi đấu với ta, sư phụ ngươi thua thì hắn tự xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Nói xong, Khang Tử Kiện lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai. Ý tứ rất rõ ràng, Tôn Vệ Đông thua ảnh hưởng đến thể diện của Khang Tử Kiện, đồng thời cũng làm dao động địa vị Sa Vương của hắn. Hắn nhất định dùng hành động thực tế chứng minh hắn mới là Sa Vương Đại Lục. Coi Bùi Đông Lai thành tiền cược rõ ràng là một công đôi việc. Đối mặt với sự cao ngạo của Khang Tử Kiện, Bùi Đông Lai vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi híp lại. CMM, Khang Tử Kiện, người nghĩ lão tử sợ câu lạc bộ siêu bào của ngươi sao? Đông Phương Lãnh Vũ biết thành viên câu lạc bộ siêu bào có mạng lưới quan hệ rất rộng, không phải mình hắn chống được, nhưng thấy Khang Tử Kiện ép Bùi Đông Lai hắn không thể không ra mặt. Tiểu Vũ, không phải sư phụ ngươi đồng ý đấu với Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Tinh sao? Đã vậy thì cũng tương đương với việc phân cao thấp cùng Khang Thiếu. Liếc nhìn Khang Tử Kiện một chút, Bùi Đông Lai mỉm cười nói với Đông Phương Lãnh Vũ. Có lẽ không ai ngờ lúc này Bùi Đông Lai còn cười được, nhìn nụ cười của hắn ai cũng bất ngờ, còn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không ngoại lệ. Sư phụ ngươi sắp thi đấu. Khang Tử Kiện hoài nghi hỏi. Việc này hắn không hề biết. Đông Phương Lãnh Vũ hiểu ra dụng ý của Bùi Đông Lai liền lạnh lùng nhìn Khang Tử Kiện. Khang Tử Kiện, ngươi nói sư phụ ta thua thì Đông Lai ca nhảy sông Hoàng Phố, ngươi thua thì sao đây? Cũng nhảy sông Hoàng Phố sao? Ta thua sao? Khang Tử Kiện khinh thường cười. Nụ cười khinh miệt của Khang Tử Kiện khiến Đông Phương Lãnh Vũ nóng đầu lên, theo bản năng muốn nện vào mặt đối phương nhưng Bùi Đông Lai cản lại. Bùi Đông Lai nói, Tiểu Vũ, đón sư phụ của cậu trước đã. Tiểu tử, trước khi trận đấu kết thúc đừng mong bỏ trốn, dù mày trốn ở chân trời góc bể câu lạc bộ siêu bào cũng sẽ tìm ra mày.
Thấy Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ rời đi, Khang Tử Kiện lạnh lùng nói. Bùi Đông Lai vẫn thản nhiên đi ra ngoài. Đông Phương Lãnh Vũ nhìn chằm chằm vào Khang Tử Kiện vài giây rồi mới đuổi theo. CMN, Khang Tử Kiện này rõ là ngông cuồng. Ra khỏi lầu 4, Đông Phương Lãnh Vũ tức giận mắng, sau đó hắn hỏi. Đông Lai ca, vừa rồi vì sao ca không đánh cuộc với Khang Tử Kiện? Không cần đánh cuộc. Bùi Đông Lai khẽ lắc đầu. Hả? Đông Phương Lãnh Vũ khó hiểu. Hắn muốn ta bò khỏi Đông Hải, vậy thì Đông Hải sẽ là mồ chôn hắn. Trong mà đêm, một thiếu niên mang dã tâm đến Đông Hải rốt cuộc cũng hiển lộ sát khí. Đêm tối như mực, một cơn gió lạnh thổi qua, nghe được lời nói ẩn chứa sát khí của Bùi Đông Lai thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy cả người phát lạnh. Thân là hỗn thế ma vương là hoàn khố ở Đông Hải, cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã dẫm đạp lên không ít người, thậm chí hắn từng đánh mấy tên hoàn khố phải vào bệnh viện nằm. Nhưng mà, hắn chưa từng giết người. Chưa từng. Dưới một dạng tình hình như thế thì đối mặt với tử vong, đối mặt với việc giết người thì trong lòng hắn cũng còn sợ hãi. Phát hiện được vẻ dị thường của Đông Phương Lãnh Vũ nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không có giải thích nhiều. Lúc trước, hắn từ miệng của Đông Phương Lãnh Vũ đã biết được Thôi Vĩnh Tình đã tuyên chiến với mình, bởi vì hoàn toàn thông qua trí nhớ của Tiêu Phi, biết được nguyên nhân vì sao lúc trước Tiêu Phi đã cùng đua xe với Thôi Vĩnh Tình. Căn cứ theo trí nhớ của Tiêu Phi thì lúc trước Tiêu Phi phải đi SQ chấp hành nhiệm vụ, kết quả biết được Thôi Vĩnh Tình dẫn đầu một đám người tổ chức một cuộc tranh tài, hơn nữa phần thưởng là một tiểu cô nương người Trung Quốc. Mà căn cứ theo ước định của Thôi Vĩnh Tình thì ai thắng trận thứ nhất sẽ được cô gái kia, thích mang về làm cái gì cũng được. Sau khi biết được chuyện này thì Tiêu Phi trực tiếp nổi giận, hắn thông qua con đường bí ẩn nên đã có tư cách tranh tài, hơn nữa lại hung hăng vũ nhục Thôi Vĩnh Tình, cứu được tiểu cô nương ấy. Trong cuộc đua ấy Tiêu Phi đã khiến cho hai tên phải ôm hận mà chết. Mà trong cuộc thi đấu đó, bởi vì bị Tiêu Phi vũ nhục cho nên Thôi Vĩnh Tình đã sống như một cái xác không hồn, thẳng cho đến 2 năm trước thì hắn mới khôi phục lại ý chí chiến đấu. Hiện giờ, Thôi Vĩnh Tình đã lấy tư cách vào Trung Quốc, hơn nữa lại gọi tên của Tiêu Phi ra, điều này làm cho Bùi Đông Lai cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu, hắn chuẩn bị thay Tiêu Phi làm ra sự việc cách đây 3 năm. Hiện giờ, Khang Tử Kiện nửa đường bị chết, thì hắn lại càng thêm kiên quyết. Đông Lai ca, vì sao lại không trực tiếp tham gia trận đấu? Bởi vì nghi hoặc lời nói của Bùi Đông Lai cho đến khi đi đến trước chiếc Aston Martin 177 thì Đông Phương Lãnh Vũ mới dần dần khôi phục bình thường, hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình. Sở dĩ Bùi Đông Lai không trực tiếp tuyên chiến với Thôi Vĩnh Tinh là bởi vì trong 18 năm qua hắn chưa từng lái xe. Dưới tình hình như vậy thì một khi đột nhiên trở thành Sa Vương thì tuyệt đối sẽ gây náo động. Bởi vì có một ít nguyên nhân đặc thù, nên tạm thời không thể ra mặt. Bùi Đông Lai nói tiếp. Ta nhớ trong phòng ngủ của ngươi có một bộ đồ, ngoài ra còn có một chiếc mặt nạ, đúng không? Ừ. Đông Phương Lãnh Vũ hiểu rõ dụng ý của Bùi Đông Lai cho nên cũng không có lắm lời, gật đầu, rồi khởi động chiếc Aston Martin 177. Sau khi ô tô tăng tốc, vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên Đông Phương Lãnh Vũ đã để Bùi Đông Lai lên lái xe. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ trở lại biệt thự Đàn Cung, Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Uyển Nhi cũng không có ở nhà. Đối với lần này thì Bùi Đông Lai liền trực tiếp vào biệt thự thay đồ, sau đó đeo chiếc mặt nạ lên. Xem ra thì chiếc mặt nạ này là lúc trước khi đi du lịch ở châu Âu thì Đông Phương Lãnh Vũ đã mua được. Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì Bùi Đông Lai liền khởi động ô tô chở Đông Phương Lãnh Vũ đi tới Bảo Sơn. Lúc này đã là hơn 12 giờ. Mặc dù đã muốn nhưng người ở Bảo Sơn vẫn không có ít, ngược lại còn có xu thế tăng lên. Mà không khí ở đây cũng trở nên náo nhiệt, nguyên bản những kẻ yêu thích đua xe này đều là nhân vật nổi tiếng, đã tràn ngập vẻ chờ mong, hiện giờ lại xuất hiện một nhân vật thần bí, hơn nữa người đó lại là sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ. Mà trong trận đấu vừa rồi Đông Phương Lãnh Vũ đã thắng đệ tử của Khang Thiếu là Thôi Vĩnh Tinh. Tin tức này truyền ra thì làm cho cả trường đua xe sôi trào lên. Mặc dù bọn hắn không biết vị nhân vật thần bí kia là ai, đến từ nơi nào nhưng mà bọn hắn lại biết một sự thật, nếu Đông Phương Lãnh Vũ đã có thể thắng được đồ đệ của Khang Thiếu cùng với Thôi Vĩnh Tinh thì nhân vật như vậy đủ để ngông nghênh, khiêu chiến với Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện. Trong màn đêm, những nhân vật nổi tiếng trong xã hội sôi nổi chăm chú nhìn vào màn hình TV ở trên tường để theo dõi tỷ lệ đặt cược,
mà những tên yêu thích đua xe lại chăm chú vào màn hình lớn đặt trên tòa nhà 4 tầng. Lái xe số 1, Khang Tử Kiện. Quốc tịch, Trung Quốc. Chiến tích, 52 thắng, 2 thua. Thành tích xếp hạng trên hắc bảng, thứ 10. Tỷ lệ đặt cược, 3.0. Chấm chấm. Lái xe số 2, Thôi Vĩnh Tinh. Quốc tịch, Hàn Quốc. Chiến tích, 46 thắng, 1 thua. Thành tích xếp hạng trên hắc bảng, thứ 8 trước đó không lâu đã chiến thắng Sa Vương của Nhật Bản, Sa Vương HK cùng Sa Vương Trung Quốc nên mới được thăng lên. Tỷ lệ đặt cược, 2.8. Chấm chấm. Lái xe số 3, không biết. Quốc tịch, không biết. Thành tích, không biết. Tỷ lệ đặt cược, 2. Không. Ta kháo, nhà cái cũng quá xem trọng tên cao thủ thần bí kia a. Đúng a, tỷ lệ đặt cược chỉ 2.0, thật sự là hố mie rồi. Theo ta thấy, nhà cái nếu mở tỷ lệ đặt cược thấp như vậy thì nhất định là có mục đích muốn chúng ta đặt cược vào tên cao thủ thần bí kia. Các ngươi không thấy thực lực của tên cao lệ bổng tử kia sao? Theo ta thấy thì hắn đang che giấu thực lực, ta tính toán sẽ cược vào hắn. Không nên nhìn vào thành tích và thứ hạng, theo ta được biết thì Khang Thiếu đã từng khiêu chiến với hai vị Sa Vương ở Bắc Mỹ và Âu Châu, mà hai người kia lại chiếm lấy vị trí trên hắc bảng, theo ta thấy thì phần thắng của Khang Tử Kiện cũng không nhỏ a. Trên đất trống, những tên yêu thích đua xe đều nhìn vào màn hình lớn, mỗi người phát biểu ý kiến của mình nhưng không giống nhau. So với những tên yêu thích đua xe kia thì những nhân vật nổi tiếng trong xã hội này đối mặt với tỷ lệ đặt cược như vậy cũng không có đặt liền. Bởi vì bọn hắn không thể xác định được người thần bí kia kia là sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ hay là người mà nhà cái nhờ. So với mấy nhân vật nổi tiếng trong xã hội mà nói thì những thành viên trong câu lạc bộ siêu bào không do dự nhiều như thế, tất cả bọn hắn đặt cược vào Khang Thiếu, tiền đặt cược đã lên tới 6 tia. Mà Thôi Vĩnh Tinh cũng không chịu yếu thế. Hắn tự đặt cho bản thân mình là 3 tia. Đã ném hơn 9 tia rồi, chờ sau khi Đông Phương Lãnh Vũ tiểu bằng hữu đặt xong thì số tiền đã vượt qua 10 tia rồi. Trong phòng trên tầng cao nhất, Quý Hồng đối với số tiền là 9 tia thì cảm thấy có chút lo lắng, nhưng mà lại cũng thấy hưng phấn, cười nói. Xem ra, đêm nay chúng ta đã sáng tạo ra một lịch sử mới rồi đây. Cách đó không xa, tên nam nhân trung niên kia cũng không hoài nghi lời nói của Quý Hồng. Cùng lúc đó, Khang Thiếu mặc trên người một bộ đồ đua xe, bưng một ly rượu đỏ ngồi ở trên ghế salon, một nữ nhân cũng là thành viên trong CLB siêu bào đứng ở sau lưng hắn, mà những thành viên khác trong CLB siêu bào lại ngồi hút thuốc, bọn chúng muốn dùng chất nicotine để giảm sự hưng phấn ở trong lòng. Ở bọn hắn xem ra, Thôi Vĩnh Tinh đã liên tục thắng 3 gã Sa Vương, chỉ cần đêm nay Khang Tử Kiện giành thắng lợi trong trận đấu này thì sẽ trở thành Sa Vương của châu Á. Mà danh tiếng của CLB siêu bào cũng sẽ vang động giới đua xe. Điều này đối với bọn hắn mà nói, đó chính là một phần quang vinh. Khang Thiếu, Đông Phương Lãnh Vũ sẽ không cố ý lấy cái cớ đón sư phụ hắn để rời khỏi đây sao? Cần phải đem tên kia đánh cho bỏ ghét. Một tên thành viên không nhịn được mà hỏi. Lấy thực lực của chúng ta, tại sao phải sợ hắn chạy? Đúng rồi, hắn chạy thoát khỏi hòa thượng nhưng lại chạy không khỏi miếu. Không đợi Khang Thiếu trả lời thì hai gã thành viên trong CLB đã mở miệng đáp. Đối với việc này thì Khang Tử Kiện cũng không nói lên ý kiến của mình, vẻ mặt của hắn hơi âm trầm. Hắn ngồi lên chỗ Sa Vương này cũng quá lâu rồi, dưới một dạng tình hình như thế mà đồ đệ của hắn lại bại dưới tay của Đông Phương Lãnh Vũ, như thế thì không khác gì đánh mất mặt mũi của hắn, hắn nhất định phải chiến thắng sư phụ của Đông Phương Lãnh Vũ. Đồng dạng hắn cũng giống như hai tên thành viên kia. Bùi Đông Lai tên kia dám cắt đứt hai chân cu ả Chu Đào thì tuyệt đối hắn sẽ không buông tha. Mặc khác bên trong đại sảnh. Bởi vì thua trận cho nên Kim Hy Mỹ đang đứng phía sau Thôi Vĩnh Tinh, vẻ mặt tự trách, mà Thôi Vĩnh Tinh lại bưng ly rượu đứng ở trước cửa sổ. Thôi Vĩnh Tinh liếc mắt nhìn Kim Hy Mỹ một cái rồi nói. Kim Hy Mỹ, không cần phải tự trách. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Thôi Vĩnh Tinh thì KMS ngẩng đầu lên. Bởi vì sau khi thua trận, nàng trở lại phòng thì bị Thôi Vĩnh Tinh tát một tát vào mặt. Nhưng mà, từ sau khi Thôi Vĩnh Tinh từ trong phòng của Quý Hồng trở lại thì vẻ tức giận trên khuôn mặt của Thôi Vĩnh Tinh đã biến mất, thay vào đó là vẻ âm lãnh, cùng vẻ tươi cười hưng phấn. Tuy rằng nàng rất tò mò muốn biết nhưng bởi vì thua trận cho nên cũng không dám mở miệng.
Lúc này nghe được Thôi Vĩnh Tinh nói như thế thì Kim Hy Mỹ mới cắn chặt răng, nói. Xã trưởng, sau này ta sẽ cố gắng. Biết không, ta đã tìm được tên tiểu tạp chủng kia. Thôi Vĩnh Tinh một đằng, trả lời một nẻo. Vẻ mặt Kim Hy Mỹ biến đổi, đột nhiên đoán được cái gì đó. Xã trưởng, chẳng lẽ người chiến thắng ta cùng người kia có quan hệ sao? Đúng, thiếu niên kia chính là đệ tử của tên tiểu tạp chủng đó. Thôi Vĩnh Tinh nói xong, uống một ngụm rượu rồi nói. Ngươi nói nếu trong trận đấu, ta khiến tên đệ tử của hắn chết thì hắn sẽ xuất hiện không? Không trả lời. Kim Hy Mỹ cảm thấy lạnh cả người. Tương tự trong chàng săn bắn thì có rất nhiều người đều tự cho mình là thợ săn nhưng cuối cùng lại bị chính con mồi của hắn ngốn sạch. Thôi Vĩnh Tinh cũng tốt mà Khang Tử Kiện cũng thế. Đều không ngoại lệ. Bọn hắn bị tuyên án tội chết. 0:45, âm thanh du dương của ban tổ chức từ các dàn loa vang vọng khắp trường đua Bảo Sơn. Ngao! Khu đất trống trên trường đua, tất cả những kẻ mê đua xe đều đang chờ người thần bí kia, lúc này nghe người chủ trì nói thì hưng phấn gào hét vang trời. Lẫn giữa tiếng hò hét là tiếng nhạc chát chúa khiến không khí của cuộc tàn sát giữa các sa vương càng bị đẩy cao tới đỉnh điểm. So với những kẻ điên cuồng ca thì đám nhân vật nổi tiếng rất quý thời gian. Tuy nhiên để chứng kiến sa vương chiến nên họ không hề rời đi, khi người chủ trì nói xong thì tất cả đều đi tới gần cửa sổ, dường như ai cũng muốn xem thử người thần bí kia rốt cục là thần thánh phương nào. Quý Hồng biết Đông Phương Lãnh Vũ cùng sư phụ sắp đến nên vội gọi gã trung niên xuống lầu chuẩn bị tiếp đón. Thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện mặc trang phục thi đấu xong vẫn kiêu ngạo dường như với họ thi đấu chẳng khác nào dạo chơi. Rất nhanh Quý Hồng và gã trung niên kia đã tới gần đường đua. Giống như những kẻ đua xe điên cuồng đứng đó nhìn về phía xa trong sự chờ đợi. B.M.M.M. Ánh sáng phía xa truyền tới những ánh mắt chờ mong, rất nhanh đã có thể nghe thấy tiếng ô tô từ xa. Đã tới. Người thần bí đã tới. Nhất thời trong đầu mỗi người đều có suy nghĩ riêng, không ít kẻ mê đua xe đang rướn cổ tựa như muốn biết rốt cục người thần bí kia mặt mũi ra sao. B.M. Ánh đèn chói mắt khiến mọi người không nhìn rõ được gì, chỉ nghe thấy tiếng động cơ ồn ả. Két! Tiếng phanh gấp, rất nhanh chiếc Aston Martin 177 đã xuất hiện trong tầm mắt rồi chậm rãi dừng lại trong đường đua. Chiếc xe dừng lại khiến không khí trở nên yên tĩnh, những kẻ yêu đua xe đều mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào chiếc Aston Martin. Trong biệt thự, những nhân vật nổi tiếng, thành viên CLB siêu bào cũng dán mắt về phía chiếc xe, ngay cả Khang Tử Kiện cũng không ngoại lệ. Quý Hồng cùng gã trung niên kia vội vàng ra đón. Lúc Quý Hồng đi về phía chiếc Aston Martin dưới ánh mắt của mọi người, cửa xe mở ra, Đông Phương Lãnh Vũ bước xuống. Dầm! Xuống xe, Đông Phương Lãnh Vũ tiện tay đóng cửa lại khiến không ai kịp nhìn lén xem người bên trong ra sao. CMN, thần bí vậy sao? Đúng vậy, còn chẳng thèm xuống xe nữa. Thấy chỉ có mình Đông Phương Lãnh Vũ bước ra, đám người điên cuồng kia bắt đầu làm nháo. Quý Hồng cũng nhíu mày bước về phía Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu Vũ, sao sư phụ ngươi lại không xuống? Có quy định nào bắt sư phụ ta phải xuống xe? Đông Phương Lãnh Vũ hỏi. Trường đua xe lớn nhất trên đất liền, trường đua Bảo Sơn danh tiếng không chỉ trong nước mà cả ở châu Á cũng không tầm thường. Ở nơi này dù châu chó đến đâu nhưng vào bãi là phải xuống xe, nhưng lúc này sư phụ Đông Phương Lãnh Vũ lại không muốn xuống. Điều này khiến Quý Hồng cảm thấy khó xử. Lại càng thêm tò mò. Ta nói Quý A Di này, sao ngươi nhỏ mọn thế? Sư phụ ta mà tỷ lệ cược có 2.0. Khi Quý Hồng đang trầm mặc thì Đông Phương Lãnh Vũ cảm thấy khó chịu khi nhìn màn hình lớn thấy tỷ lệ cược nên vội vàng hỏi. Quý Hồng đang suy nghĩ, nghe câu hỏi của Đông Phương Lãnh Vũ mà cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn tươi cười. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể thắng đồ đệ Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện cũng chứng minh tài nghệ sư phụ ngươi. Ta thấy tỷ lệ này là rất chính xác. Ta đặt 1.2 triệu, sư phụ ta thắng. Đông Phương Lãnh Vũ cũng không nói nhiều, đem hết tiền vừa thắng đặt cho Bùi Đông Lai. Không thành vấn đề. Quý Hồng mỉm cười, lại nhìn về phía chiếc Aston Martin, bởi cửa kính đặc chế nên không thể thấy được bên trong. Lúc này tiếng bàn tán ngày càng lớn. Bùi Đông Lai ngồi trong xe chẳng nghe thấy gì. Dù đây là lần thứ hai đua xe hoặc có thể nói là nghịch xe nhưng chuẩn bị đối đầu với Sa Vương nhưng hắn vẫn cực kỳ bình thản. Một phút sau, khi mọi người đang bàn tán xôn xao,
Thôi Vĩnh Tinh xuống lầu hướng về chiếc Bugatti Veyron. Khang Tử Kiện cũng không chịu thua kém, khi Thôi Vĩnh Tinh khởi động Bugatti Veyron ra trường đua thì hắn cũng xiết lầu đi về phía chiếc U Linh Chi Tử Koenigsegg Arega. Tên lái xe số 3 quá kiêu ngạo, Khang Thiếu cố lên, củ hành hắn. Bởi Bùi Đông Lai không xuống xe khiến đám mê đua xe bất mãn, Khang Tử Kiện đi ra thì không ít kẻ vẫy ta cổ vũ. Khang Tử Kiện kiêu ngạo nhếch miệng rồi chậm rãi vào xe. Các quý ông, quý bà, mọi người sắp được thưởng thức xa vương chiến nên mọi người hãy dùng những sự cổ vũ nhiệt tình nhất để hoan nghênh các đấu thủ. Thấy Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện vào trường đua, âm thanh người chủ trì lại vang lên. Ngao! Khắp nơi truyền tới tiếng hò hét, thậm chí vài kẻ còn không ngừng múa may quay cuồng. Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh đã vào vị trí, cả hai chiếc đều dừng bên cạnh Aston Martin rồi đồng thời nhìn về phía cửa kính. Bởi cửa đặc chế nên không ai thấy được Bùi Đông Lai nhưng hắn lại thấy rõ ánh mắt hai người, hắn cảm nhận được sự tự tin và ngạo mạn của cả hai, thậm chí còn cả địch ý không thèm che giấu. Địch ý kia cũng như Bùi Đông Lai từng nói, đua xe chính là trò chơi nguy hiểm bậc nhất. Nhận thấy địch ý của hai kẻ này, mắt Bùi Đông Lai híp lại. Ở phía dưới, số đếm ngược từ 10 và trận đấu sắp sửa bắt đầu. Bảng điện tử hiện lên số 10 thật to, người chủ trì cực kỳ kích động hô lên. 10, 9, 8. Nhất thời tất cả những kẻ cuồng xe đều nhìn theo con số trên bảng điện tử hò hét theo. 3, 2, 1, rừng. Âm thanh gào rú vang vọng khắp trường đua. Giữa màn đêm, ba chiếc xe thể thao tựa như ba con quái thú gào rít lao về phía trước. Vua của dòng xe thể thao, Bugatti Veyron ra tốc từ 0 đến 100 km trong 2.9s, so với F1 còn nhanh hơn 0.3s. Koenigsegg Arega và Aston Martin không thể sánh bằng. Tuy nhiên tốc độ phản ứng của Bùi Đông Lai không phải là thứ Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện có thể so bì, bước đầu dung hợp tiêu phi đã xong nên năng lực của Bùi Đông Lai cũng tăng mạnh. Lúc này phản ứng tốc độ của tiêu phi và hắn là một. Dù Aston Martin khởi động kém hơn nhưng phản ứng khủng bố bù lại nên chiếc Aston Martin chẳng những không bị bỏ xa mà còn có xu hướng dẫn đầu. Biểu hiện của Bùi Đông Lai khiến Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh không dám tiếp tục coi thường. Đối với họ, tạm thời không nhắc tới chiếc xe của Bùi Đông Lai, chỉ cần phản ứng tốc độ kia đã quá mức khủng bố. Dù sao thì họ cũng là xa vương, tốc độ phản ứng vượt xa người thường. Chỉ một đoạn đường thẳng ngắn ngủi nhưng bằng phản ứng khủng bố, Bùi Đông Lai đã chiếm tiên cơ. Két! Tiếng lốp xe ma sát, chiếc Aston Martin lướt đi trong màn đêm mãnh liệt rồi đột nhiên ra tốc, chính thức giành lấy vị trí dẫn đầu. Mà chiếc Bugatti Veyron của Thôi Vĩnh Tinh bằng ưu thế tốc độ khởi động mà giành được vị trí thứ hai, Khang Tử Kiện thứ ba. Cục diện này khiến Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện không dám có chút khinh thường, cả hai đều sốc lại tinh thần. Tục ngữ nói người trong nghề vừa ra tay là biết mánh lới. Chỉ bằng việc Bùi Đông Lai làm một cách hoàn hảo như vừa rồi cả hai đều khẳng định mình gặp phải cao thủ. Nhưng không ai nhụt chí, với họ trận đấu mới chỉ vừa bắt đầu. Đúng vậy, chỉ mới là khởi đầu. Nhưng, Bùi Đông Lai lại bẻ cua một cách hoàn mỹ khiến ưu thế của hắn càng lúc càng rõ rệt. Đã được nửa vòng đầu, người thần bí lái xe Aston Martin đang dẫn đầu. Ưu thế vượt trội bỏ xa hai chiếc xe phía sau. Tin tức nhân viên công tác truyền tới, người chủ trì cũng vội vàng thông báo. Xôn xao. Tin tức truyền ra khiến toàn trường chấn động. Do biểu hiện của Đông Phương Lãnh Vũ ở trận trước nên tất cả đều cho rằng người thần bí không kém. Nhưng mới nửa thời gian đã bỏ lại Sa Vương Hàn Quốc và Sa Vương Đại Lục ở phía sau sao. Dù là Sa Vương Bắc Mỹ đứng đầu hắc bảng cũng chưa chắc đã làm được. Đông Lai ca rõ là châu bò. Trường đua không ngừng truyền tới tiếng kinh hô, Đông Phương Lãnh Vũ vẫn đứng yên nhưng trong lòng cảm thấy tự hào, hắn chỉ hận không thể tuyên bố thân phận Bùi Đông Lai nên chỉ biết âm thầm hứng phấn. Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía màn hình lớn quan sát chiếc Aston Martin. Trận đấu vẫn tiếp tục. Trong màn đêm, chiếc Bugatti Veyron cùng Koenigsegg đang giằng co nhưng vẫn không thể giảm bớt khoảng cách. Cả hai đều có hết sức không để bị rơi lại và khát vọng đuổi kịp người thần bí kia. Tuy nhiên, khi phát hiện chiếc Aston Martin biến mất nơi cuối đường, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập cõi lòng Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh. Tuyệt vọng! Đây mới chỉ là khởi đầu. Không biết qua bao lâu,
lại có tiếng động ầm ầm truyền đến trong trường đua xe, phá tan sự yên tĩnh cả màn đêm. Bùi Đông Lai lái Aston Martin 177 mơ hồ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chết tiệt, còn chưa tới 18A. Nếu ta nhớ không nhầm thì kỷ lục nhanh nhất là 19, 30 giây, tên lái xe số 3 lái như vậy cũng quá nghịch thiên A. Theo Aston Martin 177 càng ngày càng gần, hiện trường nguyên bản vốn yên lặng cũng dần dần náo loạn, gần như tất cả mọi người đều bị biểu hiện nghịch thiên của Bùi Đông Lai mà cảm thấy khiếp sợ. Thời điểm Aston Martin 177 tới, mọi người chỉ cảm giác có một chiếc bóng trắng vụt qua. Sau đó, không chờ họ lấy lại tinh thần, Aston Martin 177 đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có âm thanh của động cơ không ngừng vang vọng bên tai. Lái xe số 3 thật sự quá trâu bò. Đúng vậy, lấy thực lực của hắn chỉ sợ kẻ đứng đầu trên bảng xếp hạng Bắc Mỹ Sa Vương cũng chưa chắc thắng được. Mắt thấy Aston Martin 177 biến mất, mấy kẻ yêu thích đua xe lại bắt đầu nghị luận, đồng thời theo bản năng nhìn về cùng một bên quan sát trận đấu của Đông Phương Lãnh Vũ. Cảm thụ được sự kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ, không thể tưởng tượng nổi của khán giả, trong lòng Đông Phương Lãnh Vũ vô cùng thích thú. Cảm giác kia, giống như tất cả những chuyện này đều do hắn làm ra chứ không phải Bùi Đông Lai. Có người vui mừng thì cũng có kẻ lo lắng. Đông Phương Lãnh Vũ vì Bùi Đông Lai mà cảm thấy kiêu ngạo, tự hào, còn đám thành viên CLB siêu bào thì cứng hết cả người lại, hoàn toàn choáng váng. Trong đại sảnh một đám người trừng mắt to nhỏ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cảm giác như đang cố hỏi đối phương đây là con mẹ nó chuyện gì xảy ra. Cái tên lái xe thần bí kia rốt cuộc là người phương nào? Hắn sao lại kinh khủng như vậy? Không có ai trả lời. Cho dù bọn hắn đối với Khang Tử Kiện có lòng tin tuyệt đối, có rất nhiều lý do để chứng minh Khang Tử Kiện sẽ không tụt lại phía sau, chỉ là sự thật thắng hùng biện, bọn hắn chỉ có thể ngậm chặt miệng. Ngoài đám thành viên câu lạc bộ, Kim Hy Mỹ đứng ở cửa sổ bên dưới cũng nắm chặt hai tay chờ mong Thôi Vĩnh Tinh đuổi theo. Kim Hy Mỹ, ngươi nói xem. Nếu ta khiến cho tên đồ đệ của tên tiểu tạp chủng kia chết trong trận đấu này thì hắn sẽ xuất hiện sao? Trước trận đấu, câu nói phảng phất như nguyền rủa của Thôi Vĩnh Tinh không ngừng vang lên bên tai nàng, khiến trong lòng nàng có một dự cảm không tốt. Theo nàng thấy, Thôi Vĩnh Tinh khổ luyện 2 năm chính là vì có thể chiến thắng kẻ năm đó làm nhục hắn. Dưới tình hình bây giờ, nếu Thôi Vĩnh Tinh thua tên đồ đệ kia, không cần nghĩ Kim Hy Mỹ cũng biết hắn sẽ phải chịu đả kích cực lớn. Khoảng một phút đồng hồ sau, trong sự chờ đợi của mọi người, Koenigsegg Arega cùng Bugatti Veyron lần lượt hoàn thành vòng thứ nhất. Hai chiếc xe thể thao gần như là dính sát nhau, chênh lệch thập phần mỏng manh, thứ hạng của cả hai tùy lúc đều có thể thay đổi. Mẹ kiếp, tên số 3 đã lái không biết đến chỗ nào rồi, hai tên các người còn ở chỗ này mà tranh nhau không biết trời đất. Đúng vậy, theo ta thấy hai tên này cũng không cần so nữa, nhanh dừng xe luôn đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy Koenigsegg Arega cùng Bugatti Veyron xông qua vạch, đám đông sôi nổi bàn tán. Đối với tất cả những chuyện này, vô luận là Khang Tử Kiện hay là Thôi Vĩnh Tinh đều không nghe thấy. Trong ô tô, biểu tình của hai người cơ hồ giống hệt nhau giống như chiến sĩ ra sa trường giết chóc, cơ mặt vặn vẹo, hai mắt đỏ bừng, làm cho người ta có cảm giác muốn liều mạng. Mà trên thực tế, bọn hắn lúc này đúng là đang liều mạng. Đối với bọn hắn mà nói, hành động của Bùi Đông Lai giống như một quả chùy đập thẳng vào nội tâm, trực tiếp đập nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Chỉ riêng việc đuổi theo Aston Martin 177 đã quá không có hy vọng. Dưới tình hình này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, cuối cùng khiến cho bọn họ rơi vào trạng thái bị giằng xé. Không riêng gì vòng thứ nhất, vòng thứ hai cũng như vậy, bọn họ thủy chung không có cách nào rút ngắn cự ly. Aston Martin 177 thành công thông qua nửa vòng thứ hai. Hoàn thành 3/4 trận đấu nếu số 3 tiếp tục bảo trì được tốc độ như vậy, 9 phút nữa hắn sẽ về đích. Khi Bùi Đông Lai đi qua nửa vòng thứ hai, người dẫn chương trình lại thông báo diễn biến trận đấu. Có lẽ đã chết lặng đối với sự thần kỳ của Bùi Đông Lai, lúc này đám đông đều bảo trì trầm mặc. Bọn hắn đang chờ đợi trận đấu kết thúc, chờ đợi Bùi Đông Lai sáng tạo kỳ tích. Đông Phương Lãnh Vũ là ngoại lệ. Theo hắn thấy, kỹ năng của Bùi Đông Lai hoàn toàn không cần dùng kỳ tích để chứng minh. Hắn lúc này đang tự hỏi một vấn đề, Đông Lai ca nói phải cho Khang Tử Kiện một trận, hiện giờ đã qua 3/4 trận đấu, chẳng lẽ hắn định đợi sau khi đấu xong sao? Trong khi Đông Phương Lãnh Vũ tự hỏi vấn đề này,
Bùi Đông Lai đã dừng xe. Đúng vậy. Hắn đã dừng xe lại. Trong ô tô, hắn lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa. 18 năm nay, Bùi Đông Lai chưa bao giờ hút thuốc, chẳng qua vì thấy Bùi Vũ Phu hút thuốc, hắn cũng đem theo thốc. Đây là lần đầu tiên hút thuốc, nhưng hắn cũng không ho khan, chỉ là có chút không thích ứng. Cửa xe thủy tinh chậm rãi hạ xuống, một làn gió thổi qua, thổi tan sương khói trước mặt Bùi Đông Lai, làm người ta có thể nhìn rõ vẻ mặt bình tĩnh của hắn phản xạ sau mặt kính, tựa hồ như đang chờ đợi hai người Thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện đuổi theo. Đến khi Bùi Đông Lai hút được một nửa điếu thuốc, trong kính chiếu hậu xuất hiện hai ngọn đèn. Dần dần, ngọn đèn càng ngày càng rõ, thanh âm vù vù điếc tại cũng từ xa truyền lại. Vèo! Bùi Đông Lai vẩy tàn thuốc bay bay theo gió, chậm rãi rơi xuống, đốm lửa trong bóng đêm có vẻ rực rỡ chói mắt. Cùng lúc đó, vô luận là Khang Tử Kiện hay Thôi Vĩnh Tinh đều mơ hồ nhìn thấy Aston Martin 177. Phát hiện này làm bọn họ có chút ngạc nhiên, Aston Martin 177 đang chủ động chờ đón bọn họ. Bọn hắn không biết Aston Martin 177 tại sao đậu ở chỗ này, bọn hắn chỉ biết, chỉ cần vượt qua Aston Martin 177, như vậy bọn hắn liền có hy vọng thắng được trận đấu đêm nay. Bọn hắn giờ phút này đều thấy được ánh sáng của thắng lợi. Chỉ là, khi bọn hắn vừa mới thấy được hy vọng, theo một tiếng rư-ưm nổ vang, chiếc Aston Martin 177 đang dừng lại đột nhiên khởi động. Là cố ý chờ bọn hắn, dùng phương thức này nhục mạ bọn hắn. Mắt thấy Aston Martin 177 khởi động, trong phút chốc Khang Tử Kiện cùng Thôi Vĩnh Tinh đều minh bạch, cảm giác phẫn nộ tràn ngập khuôn mặt hai người. Bọn hắn giống như bị người ta đá một đá vào địa ngục, rồi lại may mắn kéo lại đến thiên đường, kết quả vẫn sẽ bị người ta đá vào địa ngục. Điều này trực tiếp đập nát lòng tự tôn, kiêu ngạo của bọn hắn. Vẻ mặt hai người đều trở nên dữ tợn. Rư-ưm. Gần như cùng lúc, hai người đều muốn cố gắng một lần cuối, tăng tốc về phía Aston Martin 177, không để cho số 3 một cơ hội nào. Sự thật cùng lý tưởng vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau, giống như hai đường thẳng song song. Ngay khi Thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện tăng tốc, Aston Martin 177 dưới sự thao túng của Bùi Đông Lai cũng tăng tốc. Thấy một màn này, Thôi Vĩnh Tinh cùng Khang Tử Kiện cũng không nới lỏng, bọn hắn đều không muốn bỏ qua cơ hội. Brum, brum, brum. Trong tiếng nổ điếc tai của động cơ, khoảng cách của ba chiếc xe dần dần ngắn lại. 500 thước, 300 thước. Trong chiếc Koenigsegg Arega, Khang Tử Kiện giống như người điên, hai mắt đỏ ngầu, răng cắn chặt, đánh tay lái vượt qua. Nhìn qua kính phản quang, chứng kiến Koenigsegg Arega sắp đuổi kịp, Bùi Đông Lai tháo mặt nạ xuống, quay đầu nhìn về phía Khang Tử Kiện. Cùng lúc đó, trong Koenigsegg Arega, Khang Tử Kiện nhìn thấy sắp vượt qua Aston Martin 177, hắn không khỏi nở nụ cười lạnh, theo bản năng nhìn lướt qua Aston Martin 177. Ngay sau đó, bốn mắt nhìn nhau, Bùi Đông Lai nở một nụ cười ngây ngô rốn như Bùi Vũ Phu. Là hắn. Nhìn Bùi Đông Lai không có gì quen thuộc, nhưng nụ cười lại không xa lạ gì, trong mắt Khang Tử Kiện phóng đại, trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi. Vèo. Koenigsegg Arega chỉ gặp Aston Martin 177 một chút liền thành công vượt qua. Cùng lúc đó, một nỗi khiếp sợ từ sâu thẳm linh hồn nháy mắt tràn ngập toàn thân Khang Tử Kiện. Lúc mới bắt đầu trận đấu, hắn từng nghĩ tới trong nước còn ai có thể kỹ năng lái xe sánh được với hắn. Chính là suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không đoán ra. Quá nửa thời gian trận đấu, hắn đã xem như số 3 là một trong 5 vị đứng đập trên bảng hắc xa. Kết luận hắn chính là Sa Vương Bắc Mỹ. Bởi vì, theo hắn nghĩ, ngoại trừ đệ nhất Sa Vương Bắc Mỹ không ai có thể hoàn toàn ngược đãi hắn và Thôi Vĩnh Tinh. Kết quả hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Không phải Sa Vương Bắc Mỹ. Cũng không phải một vị vương nào trên bảng. Là cái tên lúc thiếu tiền cược, bị hắn yêu cầu nhảy sông Hoàng Phố hoặc tùy tiện cút khỏi Đông Hải. Kết quả này hoàn toàn tương phản, khiến cho hắn không cách nào hình dung, khiến cả người hắn chìm trong khiếp sợ, hoàn toàn quên giảm tốc độ. Trong màn đêm, Koenigsegg Arega lấy tốc độ cao nhất phóng tới khúc cua phía trước. Vèo! Rất nhanh, Thôi Vĩnh Tinh lái Bugatti Veyron không dám tụt lại phía sau, lấy tốc độ cao nhất đã lặng yên vượt qua Aston Martin 177. Trong chiếc Bugatti Veyron,
Thôi Vĩnh Tinh không giống Khang Tử Ca kiện vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà nhìn mặt Bùi Đông Lai, hai mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm chiếc Koenig sách Arega phía trước. Mẹ nó! Một khúc cua xuất hiện phía trước, tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thôi Vĩnh Tinh. Chỉ là chứng kiến Koenig sách Arega cũng không có dấu hiệu giảm tốc, hắn cắn răng một cái, cũng không giảm tốc. Giờ khắc này, hắn vô cùng gấp rút. Hắn tức giận. Khang Tử Kiện vẫn duy trì trạng thái kinh ngạc. Trong xe, hắn dường như đã mất đi linh hồn, không ngừng tự hỏi chính mình, hắn không phải là một tên tùy tùng của Đông Phương Lãnh Vũ sao? Vì cái gì mà lại lợi hại như vậy? Không có đáp án. Một giây, hai giây. Theo thời gian trôi qua, Koenig sách Arega vẫn không giảm tốc độ, hướng tới khúc cua với tốc độ cao nhất. Khoảng cách không ngừng ngắn lại. Gần lắm rồi. Trong màn đêm, khúc cua giống như cánh cửa đến địa ngục, không ngừng kêu gọi Khang Tử Kiện. Đột nhiên chứng kiến khúc cua gấp trước mặt, Khang Tử Kiện như tỉnh mộng, giống như thấy quỷ, hoảng sợ thét chói tai cố gắng ngoặt tay lái. Đã muộn. Không. Trong tiếng kêu tuyệt vọng của Khang Tử Kiện, chiếc Koenig sách Arega không kịp giảm tốc giống như ngựa hoang mất hết hiên cương lao thẳng vào lan can. Đông Phương Lãnh Vũ, người của ngươi đã cắt đứt hai chân của Chu Đào. Ngươi cho rằng ngươi không nên cấp cho ta một lời nào sao? Hoặc là để cho hắn cút đi, hơn nữa là quỳ gối lết ra khỏi Đông Hải. Hoặc là bảo sư phụ của ngươi theo ta thi đấu một hồi, nếu sư phụ ngươi thua tự động nhảy sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Ta sẽ thua sao? Tiểu tử, trận đấu còn chưa kết thúc, không cần phải chạy trốn, vì ngươi có chạy tới chân trời góc biển, người của câu lạc bộ cũng tìm được ngươi. Giờ khắc này, Khang Tử Kiện đã hoàn toàn quên những lời nói lúc trước. Hắn cũng không muốn biết cái tên người hầu của Đông Phương Lãnh Vũ tại sao lại biến hóa nhanh chóng như vậy. Hắn thậm chí chẳng còn muốn tranh cái gì mà Sa Vương. Hắn chỉ nghĩ làm sao còn sống. Còn sống, có thể sao? A, à, dầm. Trong lúc Khang Tử Kiện kêu lên tuyệt vọng, Koenig sách Arega va thẳng vào lan can, lực đạo khủng bố trực tiếp phá nát lan can, lao thẳng vào vách đá. Bùm! Koenig sách Arega hung hăng va đập vào vách đá phía trước, nháy mắt nổ tung, ánh lửa sáng lên tận trời. Thấy một màn như vậy Thôi Vĩnh Tinh đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức vẻ mặt cuồng biến, đạp mạnh chân phanh. Sau khi bừng tỉnh hắn mới ý thức được hành động của mình thập phần nguy hiểm, không cẩn thận là theo gót Khang Tử Kiện. Cho nên, hắn lập tức dừng lại. Kít! Tiếng ma sát của lốp xe cùng mặt đất vang lên. Chiếc Bugatti đang phóng nhanh bắt đầu giảm tốc. Phía sau, Aston Martin 177 chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, Bùi Đông Lai ngồi trước tay lái, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi việc phía trước, giống như ở thưởng thức cảnh đẹp, lại giống như ở thưởng thức một bộ phim Hollywood kinh tâm động phách. Trong lúc Bùi Đông Lai chăm chú nhìn, chiếc Bugatti trượt thẳng tới chỗ lan can bị đâm hỏng. À, không. Thôi Vĩnh Tinh sợ tới mức hồn phi phách tán, điên cuồng đánh tay lái. Cố gắng thay đổi phương hướng. Chỉ là... đã muộn. Vèo. Mặc kệ nỗ lực của Thôi Vĩnh Tinh, chiếc Bugatti trực tiếp theo lỗ hổng lao ra ngoài, rơi xuống vực sâu không đáy. A! À, tiếng kêu tuyệt vọng lại vang lên, vọng lại không ngừng trong sơn cốc. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa quang phóng lên cao, đem sơn cốc tối đen chiếu sáng như ban ngày. Một lát sau, ánh lửa biến mất. Màn đêm tiếp tục bao phủ sơn cốc, vẻ yên tĩnh làm cho người ta sởn tóc gáy. Trong màn đêm, còn sống chính là thiếu niên bị coi là con mồi kia. Chính tay hắn đã đem hai gã thợ săn quăng vào địa ngục. Ngay khi sơn cốc khôi phục lại yên tĩnh thì chẳng biết lúc nào chiếc Aston Martin 177 đã khởi động, giống như là một trận lốc, rời đi. Trong màn đêm, ánh trăng xuyên qua kính thủy tinh chiếu rọi vào khuôn mặt của Bùi Đông Lai, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh. Cảm giác giống như tất cả mọi chuyện lúc nãy đều chưa từng xảy ra. Mà trên thực tế, Khang Tử Kiện cũng tốt mà Thôi Vĩnh Tinh cũng thế, tất cả cũng được Bùi Đông Lai đưa cho xuống uống trà với anh Diêm Vương rồi. Sau khi trận đấu bắt đầu, BDDL đã xuất ra toàn lực, đem hai người Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh bỏ lại phía sau, khiến cho hai người bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó, trong quá trình thi đấu thì Bùi Đông Lai liền dừng xe lại. Hắn cố ý chờ Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh xuất hiện, làm cho bọn hắn có cảm giác từ địa ngục trở lên thiên đường. Sau đó, Bùi Đông Lai lại khởi động ô tô, dùng phương thức này nói cho hai người bọn hắn biết,
là ta cố tình chờ ở đây, muốn chơi đùa với các ngươi. Nguyên bản thì Thôi Vĩnh Tinh và Khang Tử Kiện hai người đã hoàn toàn tức giận, một lòng muốn vượt qua mặt Bùi Đông Lai. Dưới một dạng tình hình như thế thì Bùi Đông Lai cũng không có lựa chọn phóng nhanh về đích, mà hắn để bọn hắn vượt mặt. Đây là kế hoạch tốt nhất của Bùi Đông Lai. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì trận đấu này chẳng những là so đấu trình độ đua xe mà càng so đấu tâm lý và mưu trí. Hắn là người duy nhất chiến thắng. Xem chừng hai xe đã gặp nạn rồi, cũng không biết là ai. Còn phải nói nữa, nhất định là số 1 và số 2 rồi. Ta cũng cho rằng như vậy, số 3 đang dẫn đầu, lại không có áp lực cạnh tranh, xem ra thì xác suất gặp tai nạn là nhỏ nhất, chỉ có thể là số 1 và số 2 thôi. Đúng vậy, so sánh với số 3 mà nói thì số 1 và số 2 đang cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng vì sai lầm nên đã phát sinh tai nạn. Coi như lúc Bùi Đông Lai lái xe về phía đích thì cả Bảo Sơn một mảnh xôn cao, bởi vì tai nạn xe cách đây không quá xa nên tất cả mọi người đều nghe rõ hai tiếng nổ, còn thấy được ánh lửa nữa. Tại đây, những kẻ yêu thích đua xe một bên nghị luận, một bên đợi người chủ trì điều tra kết quả, ở lúc hai tiếng nổ vang lên thì người chủ trì ở đây đã phái nhân viên đến hiện trường điều tra. Xem ra thì Đông Lai ca đã động thủ, cũng không biết là hắn làm như thế nào. Bên tai vang lên những lời nghị luận này thì Đông Phương Lãnh Vũ cho rằng người gặp tai nạn là Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh. Còn về phần Bùi Đông Lai, ở Đông Phương Lãnh Vũ xem ra lấy trình độ lái xe của Bùi Đông Lai thì xác suất xảy ra tai nạn còn khó hơn là sinh viên nữ ở Trung Quốc còn Jin nữa. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, ta không thể không mang theo tâm trạng nặng nề mà hướng về mọi người tuyên bố một tin tức, căn cứ theo tin tức của nhân viên thì lái xe số 3 vẫn đang dẫn đầu. Mà số 1, số 2, bọn hắn đã cạnh tranh quá ác liệt, cho nên đã đụng phải lan can bên đường, ngã xuống sơn cốc, sinh tử hiện giờ vẫn chưa rõ. Sau đó, lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận thì một giọng nói vang lên, lúc này đây giọng nói của nàng không còn là vui sướng nữa mà mang theo vài phần tiếc nuối. Nghe được người chủ trì nói như vậy, thì nguyên bản hiện trường đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh lại. Đối với những tên này thì bọn hắn biết rõ là đua xe thì sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mỗi lần đua xe thì bọn hắn đã tập thói quen đối mặt với cái chết. Sở dĩ bọn hắn trầm mặc là bởi vì tin tức này thật sự quá rung động. Phải biết rằng hai người này là vương giả của giới đua xe. Mà hiện giờ, ở đây lại đột nhiên xuất hiện một người thần bí, chẳng những từ đầu đến cuối vẫn dẫn đầu mà còn là cho hai Sa Vương banh chè. Bọn hắn có một vạn lý do để tin tưởng. Qua đêm nay thì tên thần bí cao thủ kia sẽ hoàn toàn nổi danh ở giới đua xe. Biểu hiện của tên thần bí cao thủ này đã làm cho những tên yêu thích đua xe khiếp sợ, mà thành viên trong CLB siêu bảo sau khi nghe được tin tức này thì hoàn toàn bị hù sợ rồi. Mặc dù bối cảnh cùng quyền lực của Khang Tử Kiện ở Yến Kinh chỉ có thể được gọi là thế lực tam lưu nhưng mà toàn bộ người trong CLB siêu bảo này đều tôn kính hắn. Tất cả chuyện này đơn giản là vì trình độ đua xe của Khang Tử Kiện đã chinh phục bọn hắn, đối với bọn hắn mà nói thì Khang Tử Kiện chính là thần tượng của bọn hắn, là sa thần trong lòng bộ hắn. Mà hiện giờ, sa thần trong lòng bọn hắn chẳng những thua trận, hơn nữa lại còn bỏ mạng. Điều này làm cho bọn hắn không thể tin được, không có cách nào để chấp nhận sự thật này. Nhưng mà, trong đại sảnh, cũng không ai mở miệng chất vấn tin tức này là thật hay giả, bọn hắn mở to hai mắt ra nhìn nhau. Chỉ thấy đồng bạn đứng im như một pho tượng. Rừng. Một lát sau, một tiếng gầm rú điếc tai vang lên, trên đường đua lại xuất hiện một đạo góc lốc. Két. Nương theo một âm thanh ma sát giữa bánh xe với mặt đường, ở dưới sự chăm chú của mọi người thì chiếc Aston Martin 177 ở trên đường đua làm ra một động tác quay người 365 độ, vững vàng đứng ở giữa đường. Mắt thấy Aston Martin 177 dừng lại thì đám người trong CLB siêu bào liền đem ánh mắt nhìn về chiếc Aston Martin 177, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hận ý. Đối với bọn hắn mà nói, người thần bí này chẳng những chiến thắng Khang Tử Kiện hơn nữa lại còn đem Khang Tử Kiện làm chết đi, chẳng khác gì là đem bọn hắn dẫm nát ở dưới chân. Sa Vương, Sa Vương. Cùng với đám người trong CLB siêu bào bất đồng, một đám người yêu thích đua xe đều hăng máu. Điên cuồng gieo hò. Bọn hắn cũng sợ chết, nhưng mà bọn hắn cũng rất hứng thú với trò mạo hiểm này. Dưới tình hình như thế, thì bọn hắn liền dùng phương thức này để biểu đạt sự sùng bái của mình đối với người thần bí đã chiến thắng cả hai Sa Vương.
Bên tai nghe được những tiếng hò hét này thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng liền bước nhanh đến chiếc Aston Martin 177, hắn không muốn làm bại lộ thân phận của Bùi Đông Lai. Rất nhanh, Đông Phương Lãnh Vũ lao vào chiếc Aston Martin 177 mà Bùi Đông Lai cũng không ngừng lại, hắn liền khởi động ô tô. Trong màn đêm, dưới sự reo hò của đám người thì chiếc Aston Martin 177 liền biến mất trong tầm mắt của bọn hắn. Sau khi tiến vào xe thì Đông Phương Lãnh Vũ cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhưng mà hắn cảm giác được bản thân đã ăn được thuốc kích thích, làm sao cũng không thể kìm nén được xúc động trong nội tâm. Đông Lai ca, dạy đua xe cho ta, có được không? Cuối cùng, Đông Phương Lãnh Vũ vẫn là nhịn không được mở miệng. Giờ khắc này, trên mặt hắn, người được xưng là hỗn thế ma vương ở Đông Hải cũng không có lộ ra vẻ càn quấy, mà thay vào đó là vẻ sùng bài và khẩn trương. Hắn sùng bái Bùi Đông Lai, khẩn trương Bùi Đông Lai sẽ không đáp ứng. Được. Nhìn bộ dạng khẩn trương của Đông Phương Lãnh Vũ, BDLD không nhịn được mà cười nói. Bất quá, vẫn là câu nói kia, nhất định phải nâng cao thành tích học tập, không được làm mất mặt của ta. Ách! Nghe được Bùi Đông Lai nói như thế thì Đông Phương Lãnh Vũ liền ngạc nhiên. Ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu như gà mổ thóc, nói. Không thành vấn đề. Nghe Đông Phương Lãnh Vũ trả lời thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì thêm. Đối với hắn mà nói thì Đông Phương Lãnh Vũ là một người đáng để hắn dạy, hơn nữa hắn cũng không muốn phụ hảo ý của Cổ Bồi Nguyên. Trừ việc đó ra thì hắn cũng biết, đêm nay hắn đã đánh tàn phế Chu Đào, còn một cước đá Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh vào địa ngục, mặc dù là không có việc gì xảy ra ngay bây giờ nhưng mà hắn không cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện phiền toái. Dưới tình hình như thế thì hắn đành phải tạm thời ở bên cạnh Đông Phương Lãnh Vũ một thời gian, để khiến cho những thế lực muốn đối phó hắn phải băn khoăn, đồng thời hắn mượn cơ hội này để dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi. Mắt thấy Aston Martin 177 đi xa, trên tòa nhà 4 tầng kia, nam nhân trung niên lo lắng hỏi. Lão bản, kế tiếp chúng ta cần phải làm gì? Đua xe vốn là một môn thể thao nguy hiểm. Bọn hắn nếu đã lựa chọn đua xe thì cần phải có tâm lý đón nhận những sự cố. Dưới ánh đèn, QS cũng đã biết được nam nhân đang lo lắng cái gì, nàng mỉm cười nói. Bọn hắn chính là chết ở trong lúc đua xe, trách nhiệm cũng không thuộc về chúng ta, nếu không phải thế thì nhiều chàng đua xe ngầm trên thế giới này đều phải giải tán hết rồi sao? Khang gia có một người cấp phó bộ, Thôi gia là một trong những gia tộc cường đại ở SQ, cá nhân ta cho rằng bọn chúng sẽ làm phiền chúng ta. Nam nhân trung niên do dự một chút, nói ra lo lắng trong lòng. Làm phiền ư? Nghe được lời nói của nam nhân trung niên này, thì QS cũng không có tỏ ra lo lắng mà cười to lên. Chắc lẽ bọn hắn không biết được một quy tắc tiền có thể sai khiến cả ma quỷ sao? Trên thế giới này, tiền tài có thể làm ra nhiều việc, huống hồ Khang gia cũng không phải là Khang gia của lúc xưa, không đủ để làm loạn. Còn về phần Thôi gia thì ta thừa nhận năng lực của Thôi gia ở SQ rất mạnh. Nhưng mà đây là Trung Quốc, Thôi ra có thể ra tay sao? Lúc này, nam nhân trung niên không có hé răng. So sánh với việc làm sao ứng phó với Khang gia và Thôi ra thì ta cảm thấy hiếu kỳ với vị lái xe thần bí kia, rốt cuộc hắn là thần thánh ở nơi nào? QS đứng dậy, chậm rãi đi tới sát cửa sổ, nhìn phương hướng rời đi của chiếc Aston Martin 177, trong đầu hiện ra một thân ảnh cao ngạo, cặp mắt gợi hồn của nàng hiện lên vẻ suy tư. Đông Lai tiểu bằng hữu, là ngươi sao? Nàng nở một nụ cười quyến rũ, tự nói một mình. Rạng sáng lúc 2 giờ, nhìn khu nhà giàu so với ban ngày có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Khu nhà giàu lớn như vậy nhưng chỉ có một vài tòa biệt thự sáng đèn, trong đó có cả biệt thự Đông Phương Lãnh Vũ hơn cả trăm triệu kia. Trong biệt thự, Liễu Nguyệt mặc áo ngủ, bưng một ly rượu vang đỏ, đứng trên ban công, tầm mắt hướng về phía cổng vào trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Dưới ánh trăng, mái tóc dài phiêu giật tùy ý choàng trên vai, trên khuôn mặt mỹ lệ vẻ lãnh mạc thường ngày đã không thấy đâu, mà thay vào đó vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Dần dần, Liễu Nguyệt nhìn kỹ hai đạo đèn xe xuất hiện ở lối vào của khu nhà giàu, ầm ầm thanh âm phá tan sự im lặng của đêm tối. Thấy như vậy, Liễu Nguyệt dường như cái gì cũng đã minh bạch, từ trong suy tư lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ngửa cổ rồi một hơi đem ly rượu đỏ uống sạch. Mấy phút sau, cỗ xe Aston Martin 177 chậm rãi chạy vào biệt thự. Tại sao tiểu cô đã trở lại? Trong ô tô,
Đông Phương Lãnh Vũ nhìn lên trên ban công thì thấy Liễu Nguyệt, trong lòng hắn không khỏi lộ ra vẻ thập phần buồn bực. Bên tai vang lên lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Bùi Đông Lai hiểu được sở dĩ Liễu Nguyệt quay trở lại đây, chắc hẳn là đã nhận được tin gì đó. Đồng thời, Bùi Đông Lai cũng biết chuyện đêm nay có thể giấu giếm những người khác, nhưng nếu muốn giấu Liễu Nguyệt thì e là ít có khả năng thực hiện được. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không che không giấu, trực tiếp xuống xe, chủ động hướng về phía ban công mỉm cười chào hỏi. Liễu tỷ muộn như vậy còn chưa ngủ. Trên ban công, Liễu Nguyệt nhìn Bùi Đông Lai thân mặc đấu phục, mỉm cười gật đầu. Đang chờ các ngươi. Nghe được trong lời nói, Đông Phương Lãnh Vũ tựa hồ có thể đoán được Liễu Nguyệt chắc nghe được tin tức gì đó, không khỏi liếc mắt nhìn Bùi Đông Lai một cái, cảm giác kia giống như đang nói, Đông Lai ca, nếu tiểu cô hỏi ta nói như thế nào? Liễu tỷ, ta về phòng trước, ngày mai gặp. Bùi Đông Lai không để ý đến Đông Phương Lãnh Vũ, giọng nói hạ xuống, thẳng hướng phòng mình mà đi. Thái độ của Bùi Đông Lai làm cho Đông Phương Lãnh Vũ đầu tiên là một trận lập lờ nước trôi, sau đó hắn tựa hồ hiểu được, nụ cười của Liễu Nguyệt hướng từ ban công vào đại sảnh của biệt thự. Tiểu cô làm sao lại còn không ngủ à? Bước vào đại sảnh, thấy Liễu Nguyệt mặc áo ngủ từ lầu 2 đi xuống, biết rõ còn cố hỏi. Liễu Nguyệt không trả lời ngay, mà rót cho mình một ly rượu vang đỏ, sau đó đi đến đối diện Đông Phương Lãnh Vũ ngồi xuống, thản nhiên hỏi. Khuya hôm nay chơi có vui không? A ca. Đối mặt với câu hỏi của Liễu Nguyệt, Đông Phương Lãnh Vũ theo bản năng phấn khích muốn nói cho đã, nhưng rất cứng rắn nhịn được, cười xấu hổ. Nếu ta đoán không sai, đêm nay cháu có thể thắng Tôn Vệ Đông cùng Hàn Quốc Xe Vương đồ đệ, vốn là chủ nhân tới giúp cháu ha. Liễu Nguyệt thấy hắn không nói lời nào, ngữ khí phức tạp nói. Mặt khác cái gọi là Xe Vương thần bí, cũng sẽ là của sư phụ cháu, kỳ thật cũng là Đông Lai. Hắn che giấu thân phận tham gia trận đấu, hơn nữa làm cho Khang Tử Kiện cùng Thôi Vĩnh Tinh bị chết trong trận đấu. Tiểu cô cũng không biết kỹ thuật lái xe Đông Lai đại ca thực sự rất giỏi. Có lẽ là biết không thể giấu Liễu Nguyệt nên Đông Phương Lãnh Vũ không giả bộ, vẻ mặt xúc động nói. Thần mã Khang Tử Kiện cùng Thôi Vĩnh Tinh ở trước mặt ca ấy chính là cặn bã. Theo cháu thấy, cho dù được mệnh danh là Sa Vương ở Bắc Mỹ cũng nhất định không có khả năng thắng Đông Lai ca. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đông Phương Lãnh Vũ, Liễu Nguyệt không nói gì nữa. Đúng như Đông Phương Lãnh Vũ suy nghĩ, Liễu Nguyệt khi hắn cùng Bùi Đông Lai trở về biệt thự, cơ hồ cũng đã khẳng định suy đoán trong lòng. Bởi vì, nàng thông qua video của biệt thự, biết được Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ nửa đường đã trở lại một lần, hơn nữa Bùi Đông Lai còn đổi lại đấu phục, mà vừa rồi Bùi Đông Lai xuống xe như cũ vẫn mặc đấu phục, nên nàng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Tiểu cô, chẳng những Đông Lai ca có thành tích học tập như bài, có một người bạn gái đẹp như tiên, hơn nữa lại được lão quái vật thu làm đồ đệ, kỹ thuật lái xe cũng là siêu cấp. Mắt thấy Liễu Nguyệt không nói lời nào, Đông Phương Lãnh Vũ tò mò hỏi han. Ca ấy rốt cuộc là ai? Từ nay về sau, cháu cần phải học tập nhiều cùng Đông Lai, hơn nữa cháu phải đối đãi với hắn như một ca ca. Liễu Nguyệt hỏi một đằng trả lời một nẻo, thông qua chuyện đêm nay. Nàng cơ hồ có thể khẳng định Bùi Đông Lai là con trai của Bùi Vũ Phu. Ân. Ngạc nhiên trước lời nói của nàng, Đông Phương Lãnh Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì Bùi Đông Lai biết sở thích của Đông Phương Lãnh Vũ, bởi vì sùng bái kỹ thuật lái xe của Bùi Đông Lai, nên Đông Phương Lãnh Vũ hiện giờ coi Bùi Đông Lai như bằng hữu duy nhất của mình. Mà Liễu Nguyệt vừa rồi lại muốn hắn coi Bùi Đông Lai giống như ca ca. Tiểu cô. Sau vài phút ngây người, Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt khiếp sợ, hắn thật sự không hiểu vì sao Liễu Nguyệt lại làm như vậy. Trong ký ức của hắn, từ khi phụ thân hắn qua đời, thái độ của Liễu Nguyệt đối với hắn cùng Uyển Nhi không biểu hiện ra ngoài, cơ hồ xa ngàn dặm. Có một số việc sau này cháu sẽ biết. Vừa rồi Liễu Nguyệt vốn định nói cho Đông Phương Lãnh Vũ chuyện của phụ thân Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Vũ Phu, nhưng lại cảm thấy nhất thời không thể nói, và lại Bùi Đông Lai đến Đông Hải, chưa có nói rõ thân phận. Cũng không có lời chào hỏi, điều này làm cho nàng không đoán được Bùi Đông Lai là có ý gì. Dưới tình hình này, nàng nghĩ không nên làm gì, cứ thuận theo tự nhiên. Bởi vì, nàng có một vạn lý do để tin tưởng, nam nhân từng được xưng là vũ thần, nếu làm như vậy, ác hẳn là có dụng ý. A ca, được. Mặc dù, Liễu Nguyệt không nói rõ thân phận Bùi Đông Lai nhưng là hắn hoàn toàn có thể khẳng định, thân phận của Bùi Đông Lai thật không đơn giản.
Mặt khác, cháu không cần chủ động đến hỏi ra thế của Đông Lai ca, ngoài ra cháu không cần phải thay đổi thái độ đối với hắn, cứ giả bộ cái gì cũng không biết. Liễu Nguyệt mới vừa nghĩ nghĩ, lại dặn dò một câu. Đông Phương Lãnh Vũ khoát tay. Tiểu cô quá lo lắng rồi, cháu hiện tại cùng Đông Lai ca vô cùng thân thiết, đêm nay cháu cùng Đông Lai ca dùng 100.000 thắng đến 2.400.000, Đông Lai ca trực tiếp cầm một nửa đưa cho cháu. Nghe lời nói cùng nhìn điệu bộ của Đông Phương Lãnh Vũ, Liễu Nguyệt trong lòng không khỏi cười khổ. Theo nàng thấy, chỉ cần cái kia đã từng khinh thường ý nguyện của Bùi Vũ Thần thì tiền đối với Bùi Đông Lai chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Bùi Đông Lai không ngờ rằng hành động đêm nay của hắn đã là chứng thật cho nghi vấn trong lòng Liễu Nguyệt, hắn càng không biết, Liễu Nguyệt cùng Bùi Vũ Phu có quan hệ. Sau khi trở lại phòng, hắn thay quần áo, tắm táp sạch sẽ, sau đó suy nghĩ về chuyện đêm nay. Hồi tưởng lại, Bùi Đông Lai mơ hồ cảm thấy được, một ít hoàn cảnh đặc thù có thể làm cho hắn cùng Tiêu Phi dung hợp. Ví dụ đêm nay, hắn ngồi trong Aston Martin 177, bởi vì Đông Phương Lãnh Vũ đua xe mà dung hợp Tiêu Phi, nhưng không ngờ trí nhớ của Tiêu Phi lại có phương diện đua xe này, mà không phải tầm thường chút nào, kỹ thuật siêu hạng. Nếu như mình cùng người khác luận bàn võ công thì coi như không thể trực tiếp dung hợp trí nhớ của Tiêu Phi về võ, nhưng là có thể tăng nhanh dung hợp. Có vết xe đổ, Bùi Đông Lai cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Điều này không khỏi làm hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Phấn khích, Bùi Đông Lai âm thầm quyết định, ngày mai cùng Đông Phương Lãnh Vũ thương lượng một phen, xem có thể hay không cùng hai tên bảo tiêu của Đông Phương Lãnh Vũ tỉ thí. Bởi vì, đối với toàn bộ trí nhớ cùng năng lực của Tiêu Phi, hắn để ý nhất chính là phương diện võ thuật của Bùi Vũ Phu bởi vì sức mạnh nghịch thiên, là một tay cao thủ, mạnh mẽ làm hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn nhìn ra được hai gã bảo tiêu đã từng luyện qua, thực lực không tầm thường, nếu có thể cùng đối phương tỉ thí thì không cần nói thực lực của mình sẽ tăng lên bội phần, thế mới nói dung hợp Tiêu Phi cũng có chỗ tốt rất lớn. Quyết định xong, Bùi Đông Lai lại liên tục thở sâu ba cái, bình ổn tâm tình một chút, sau đó lấy kinh tế học ra nhìn lại một chút. Cùng lúc đó, Liễu Nguyệt mới vừa cùng Đông Phương Lãnh Vũ nói chuyện với nhau xong, đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi chỉ mặc một cái phim hoạt hình tiểu nội nội, cái dáng ngủ hiện lên chữ nhân, giống như một chú tiểu miêu nhỏ say ngủ. Cho tới nay, Tiểu La Lị Đông Phương Uyển đều có cái bộ dạng như thế mỗi khi ngủ, đều là đầu hướng choáng đầu, chờ ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì bộ dạng ngang ngủ vẫn y nguyên. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc Liễu Nguyệt đi vào phòng, Uyển Nhi đã xoay một góc 90 độ không lệch một chút, nằm ngang chung thủy choáng hết ở giữa. Nhưng vẫn hồn nhiên không biết gì. Thấy như vậy, Liễu Nguyệt vẫn luôn khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vài phần cương triều, nàng cười khổ tiến lại, ôm lấy Uyển Nhi sửa lại tư thế ngủ. Làm xong, nàng không lập tức ngủ, mà đi đến cửa sổ, theo bản năng ánh mắt hướng về phía phòng của Bùi Đông Lai. Ca từng nói với ta, Vũ Thần đưa cho huynh muội chúng ta tất cả, là cha mẹ của chúng ta nhất định phải hết lòng báo đáp hắn. Nhìn thấy phòng Bùi Đông Lai vẫn còn sáng đèn, Liễu Nguyệt trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt thương cảm. Ca thậm chí trước khi chết cũng nói, cả đời này bị cha mẹ vứt bỏ, ca có oán hận nhưng lại không tiếc nuối. Tiếc nuối duy nhất chính là 18 năm trước, Vũ Thần gặp biến cố ca vội vàng muốn giúp nhưng ngay cả một cơ hội cũng không có. Ca, Vũ Thần xuất sơn, con trai của hắn cũng đã tới Đông Hải, hơn nữa lại vào nhà chúng ta. Ta không biết Vũ Thần vì sao lại biệt tích. 18 năm sau lại xuất sơn, ta cũng không biết, nếu con trai của Vũ Thần đã tới Đông Hải, Vũ Thần vì sao ngay cả tiếp đón cũng không nói một tiếng. Nhưng theo ta nghĩ, nếu Vũ Thần một lần nữa xuất sơn, khẳng định là có dụng ý của hắn. Ta lại không dám hỏi con của Vũ Thần, cũng không dám đi tìm Vũ Thần. Bởi vì, ta cảm thấy được trước khi Vũ Thần xuất hiện, ta không nên làm gì cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Ca, lúc này không giống ngày xưa nữa. Chúng ta cũng đã có được rất nhiều đồ vật này nọ, cho nên, ta nghĩ, chúng ta mới có thể báo đáp Vũ Thần, cho dù Vũ Thần muốn chúng ta cùng vào sinh ra tử, thì chúng ta cũng có thể ra vài phần lực. Nói tới đây, Liễu Nguyệt không khỏi đôi mắt mơ hồ phiếm hồng. Ca có thể yên nghỉ rồi. Giọng nói hạ xuống, Liễu Nguyệt nhắm đôi mắt đã phiếm hồng lại, trong đầu không khỏi xuất hiện bóng dáng một nam nhân vĩ ngạn. Liễu Thần. Một cái tên từng một thời hô phong hoán vũ từ Đông Hải cho đến vùng Tam Giác Trường Giang. Đông Phương. K.
cái này vốn là do Vũ Thần ban cho hắn. Bùi Đông Lai bắt đầu tiến vào giai đoạn dung hợp thứ hai, nhưng mà hắn lại không có lười biếng chút nào. Ngày hôm sau tờ mở sáng, hắn chỉ ngủ không quá 4 tiếng đồng hồ thì liền tỉnh dậy, bắt đầu luyện công cùng luyện quyền buổi sáng. Cho đến khi mặt trời dần dần lên cao, thời điểm buổi sáng một số người giàu có bắt đầu luyện công thì Bùi Đông Lai mới kết thúc luyện quyền, chạy chậm trở về biệt thự. Giống như mọi ngày, những người luyện công buổi sáng nhìn thấy Bùi Đông Lai gương mặt xa lạ, cũng không lưu ý quá mức, chính là nhìn thấy Bùi Đông Lai chủ động mỉm cười. Khi thời gian Bùi Đông Lai trở lại biệt thự, Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Uyển Nhi mà đã muốn dậy rồi, mà Đông Phương Lãnh Vũ giống như cũ vẫn là ngủ nướng. Trong đại sảnh của biệt thự, Đông Phương Uyển Nhi thì bắt chước những động tác thể dục trong TV để luyện tập, mà một bên thì Liễu Nguyệt lại buộc tạp dề, ở trong phòng ăn chuẩn bị bữa sáng. Trên thực tế, mỗi ngày Liễu Nguyệt đều nấu bữa ăn sáng cho Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi, điều này làm cho Bùi Đông Lai thật là giật mình. Bởi vì, theo hắn trong thư tịch trên Inte biết, một ít nhân vật cường đại thì lại không có thiên phú về mặt nấu ăn, hơn nữa cũng không có thời gian xuống bếp. Điều Bùi Đông Lai không biết, trước khi phụ thân Đông Phương Lãnh Vũ mất đi thì một tay Liễu Nguyệt lo công việc tập đoàn Thiên Tường. Mà sau khi phụ thân của Đông Phương Lãnh Vũ qua đời thì Liễu Nguyệt liền tiếp nhận đống của cải khổng lồ ấy, hơn nữa mỗi ngày còn nấu cơm cho Đông Phương Lãnh Vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi. Hô, hô, mắt nhìn thấy Bùi Đông Lai đi đến đại sảnh, tiểu la lị Đông Phương Uyển Nhi đình chỉ luyện tập, lau mồ hôi trên đầu sau đó chớp đôi mắt to, hỏi. Đông Lai ca ca, ca kết thúc luyện công buổi sáng rồi sao? Đông Lai gật đầu cười, hỏi. Làm sao lại không tập nữa? Đã luyện xong rồi. Đông Phương Uyển Nhi thè lưỡi nói, sau đó chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt tò mò hỏi. Đông Lai ca ca, cả ngày hôm qua cùng Vũ ca ca đi làm cái gì thế? Có vẻ như các người đã tới khuya đều vẫn chưa về đâu, ta cùng mụ mụ chờ hai người kết quả không cẩn thận đã ngủ thiếp đi. Ta vừa tới Đông Hải, không quen thuộc để cho tiểu Vũ mang ta đi ra ngoài dạo chơi. Bùi Đông Lai cũng không muốn nói chuyện hôm qua cho Đông Phương Uyển Nhi biết, hắn liền tùy tiện tìm lấy cái cớ. Nga! Đông Phương Uyển làm ra một bộ mặt diễn cảm. Hai người không phải đi đến rạp chiếu phim để tán gái chứ? Mặc dù Bùi Đông Lai biết tiểu La Lị có thể làm cho người ta xấu hổ, nhưng mà lúc này nghe được lời nói của tiểu La Lị thì Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy đau đầu, cũng không nói gì nữa. Trong phòng bếp, Liễu Nguyệt vẫn một mực chút ý đến Depeun và Bùi Đông Lai, mắt thấy Bùi Đông Lai làm ra bộ dáng khó chịu, thì nàng liền cười khổ một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, mỉm cười với Bùi Đông Lai. Đông Lai, sớm. Liễu tỷ. Thấy được vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Liễu Nguyệt thì Bùi Đông Lai mỉm cười, trả lời một câu. Uyển Nhi, trước tiên hãy đi rửa mặt đi rồi sau đó gọi Tiểu Vũ dậy ăn sáng. Liễu Nguyệt nói. Mụ mụ, người cũng biết rằng Tiểu Vũ ca ca phiền nhất là đang ngủ mà bị người khác quấy rầy, con không gọi đâu. Tiểu La Lị làm ra bộ dạng đáng thương. Bùi Đông Lai thấy thế, cười cười nói. Liễu tỷ, để ta đi. Đông Lai ca ca. Khuyên huynh vẫn là không nên đi Nga, dù sao chuyện ngày đó thì tiểu Vũ ca đã canh canh ở trong lòng. Tiểu La Lị hảo tâm nhắc nhở. Cùng với Đông Phương Uyển Nhi bất đồng, Liễu Nguyệt rất rõ ràng, hiện giờ Đông Phương Lãnh Vũ đối với Bùi Đông Lai sung bái đến cỡ nào, ở nàng xem, Đông Phương Lãnh Vũ có lẽ sẽ không nghe lời của nàng, nhưng tuyệt đối sẽ đối Bùi Đông Lai nói gì sẽ nghe nấy. Bởi vì hiểu được điều này, Liễu Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau đó trở về nhà bếp. Mà Bùi Đông Lai lại là đi lên lầu kêu Đông Phương Lãnh Vũ. Mắt thấy Bùi Đông Lai lên lầu, Đông Phương Uyển Nhi lại không có đi rửa mặt, mà là chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bùi Đông Lai. Đồng thời đang suy đoán có thể hay không cùng Đông Phương Lãnh Vũ tiếp tục đánh một trận. Một phút sau, Đông Phương Lãnh Vũ đi phía sau Bùi Đông Lai, sắc mặt hắn vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng mà không ngừng sám hối. Đông Lai ca, ta thề. Bắt đầu từ ngay mai ta nhất định sẽ không ngủ nướng nữa, sẽ dậy sớm bắt trước Đông Lai ca luyện công buổi sáng. Nghe được lời nói, lại thấy bộ dạng lo lắng của Đông Phương Lãnh Vũ thì khóe miệng của Depeun liền há to ra, cảm giác kia đang hỏi. Đông Lai ca ca, làm sao lại làm được thế? Bệnh viện 455 là một khu nhà có lịch sử hơn 70 năm, có danh khí không nhỏ ở Đông Hải. Lúc mấy người Bùi Đông Lai đang dùng điểm tâm buổi sáng thì trong một phòng bệnh cao cấp tại bệnh viện 455, cả người Chu Đào Băng Bột nằm ở nơi đây.
Bên giường bệnh một người phụ nữ mặc một bộ đồ hàng hiệu, ngồi trước giường bệnh nhìn vào Chu Đào, nhỏ giọng khóc. Sáng sớm, bà đừng có sướt mướt nữa được không? Bên cửa sổ, một nam nhân trung niên mang giày tây vốn không biết suy nghĩ cái gì, nghe được người phụ nữ trung niên khóc, nhìn không được quay đầu lại mắng. Chu Phúc Thái, ngoài trừ gầm rú ra thì ông còn có thể làm gì? Đối mặt với lời của mắng của người nam nhân trung niên kia thì người phụ nữ liền tức giận nói. Ông có bản lĩnh thì đi báo thù dùm nhi tử của mình đi. Tối hôm qua, Tôn Vệ Đông đem Chu Đào mang đến bệnh viện 455 đồng thời cũng gọi điện thoại thông báo cho cha mẹ Chu Đào biết. Bởi vì phụ thân của Tôn Vệ Đông là người nắm quyền của quân khu Đông Hải, hắn lợi dụng đặc quyền để điều chuyên gia tới để kiểm tra thân thể cho Chu Đào, kết quả thì xương chân Chu Đào đã bị dập nát. Sau khi kiểm tra kết thúc, chuyên gia chỉnh hình của bệnh viện 455 liền làm phẫu thuật cho Chu Đài, mặc dù là đã bảo vệ được hai cái chân của hắn nhưng mà cũng chỉ là giữ được mà thôi. Căn cứ theo như lời nói chuyên gia khoa chỉnh hình, Chu Đào coi như nửa đời sau phải ngồi xe lăn, sau này không có khả năng hoạt động giống như người bình thường. Sau khi biết được kết quả này, mẫu thân Chu Đào luôn khóc kêu Chu Phúc Thái phụ thân của Chu Đào đi báo thù, mà sau khi Chu Phúc Thái biết được chân tướng sự việc, bởi vì không rõ ràng thân phận chân chính của Bùi Đông Lai, lại thêm kiêng kỵ Liễu Nguyệt, Xê Hỉ có thể tạm thời đem nổi hận nuốt vào trong bụng, không dám tiến đến tìm Liễu Nguyệt gây chuyện. Hiện giờ, nhìn thấy Chu Mẫu lại làm rầm rĩ lên bảo mình đi báo thù, Chu Phú Thái tức giận đến cả người run lên lại không biết phản bác như thế nào. Kêu ông dành nhiều thời gian lo lắng cho hắn đi mà ông không nghe, cả ngày chỉ biết kiếm tiền. Mắt thấy Chu Phúc Thái không lên tiếng, tâm tình của Chu Mẫu càng thêm xúc động lại nhảy nói. Hiện tại hai chân của hắn đã bị phế đi, ông kiếm nhiều tiền như vậy lại có ích lợi gì? Có khả năng giúp đỡ nhi tử báo thù sao? Có thể làm cho hai chân của hắn khôi phục lại bình thường sao? Còn bà thì sao? Sao bà không đi làm cái gì đi? Nghe được lời nói Chu Mẫu, Chu Phúc Thái thiếu chút nữa ngất đi. Chu Mẫu lớn tiếng nói lại. Nếu như ta có thể quản Tiểu Đào, ta còn cần ông đi quản sao? Bà, ở trong mấy năm qua, Chu Phú Thái bởi vì sinh ý quá bận, không rảnh chăm sóc Chu Đào, mà Chu Mẫu hướng Chu Đào quá mức nuông chiều, trực tiếp dưỡng Chu Đào thành tính cách ngạo nghễ, lúc này đối mặt với chỉ trích của Chu Mẫu, Chu Phúc Thái hết đường chối cãi. Đồng thời, hận ý của hắn đối với người đã gây ra tổn thương cho nhi tử mình cũng dâng cao. Giác chi? Coi như Chu Phúc Thái đem hận ý và phẫn nộ đều rời trên người Bùi Đông Lai thì cửa phòng bị người đẩy ra, Tôn Vệ Đông đi vào phòng bệnh. Vệ Đông, có tin tức gì sao? Mắt thấy Tôn Vệ Đông tiến vào phòng bệnh, Chu Phúc Thái trước tiên chào hỏi, vội vã hỏi han, cảm giác giống như hận không thể ngay lập tức đem tên đánh nhi tử hắn bị thương lập tức biến thành tro. Tôi hôm qua đối với Tôn Vệ Đông mà nói tuyệt đối là một cái ác mộng. Chẳng những hắn bại bởi Phương Lãnh Vũ đánh mất thể diện. Sư phụ của hắn Khang Tử Kiện trong trận đấu ở lúc sau đã chết, tâm tình của hắn có thể nói là buồn bực tới cực điểm. Buồn bực rất nhiều, hắn đối Bùi Đông Lai cùng Đông Phương Lãnh Vũ hận ý ngập trời. Hận thì hận nhưng mà hắn cũng biết có Liễu Nguyệt bao che cho Đông Phương Lãnh Vũ, không phải hắn có khả năng động tới, hắn cũng chỉ có thể đem lửa giận và oán khí phát tiết trên người Bùi Đông Lai. Hơn nữa hắn đã thay đổi hành động, tối hôm qua hắn liền gọi điện thoại vận dụng quan hệ đi điều tra thân phận Bùi Đông Lai. Chu Thúc, đã điều tra ra được, tiểu tử đó là Tráng Nguyên thi vào đại học năm nay, xuất thân bần hàn, không có bối cảnh gì, trước mắt là thầy dạy kèm tại nhà cho cháu Liễu Nguyệt là Đông Phương Lãnh Vũ. Tôn Vệ Đông nói ra tin tức điều tra được trong vòng một đêm, lộ ra vẻ tươi cười âm hiểm. Hiển nhiên là ở trong khoảng thời gian ngắn này đi điều tra thân phận chân thật của Bùi Đông Lai thì có chút khó khăn, nhưng sau khi điều tra được thì hắn lại không băn khoăn. Hắn tin tưởng Liễu Nguyệt sẽ không vì một tên gia sư kia mà đắc tội với hắn và Chu Phúc Thái. Gia sư sao? Nghe được lời nói của Tôn Vệ Đông thì hắn căm giận nói. Gan chó của hắn thật lớn. Chu Thúc, một hồi ta cùng Thúc đi đàn cung, cùng Liễu Nguyệt bàn chuyện quan trọng. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông âm trầm, nói. Chu Phúc Thái, ông còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi đi. Tôn Vệ Đông vừa nói xong thì không đợi Chu Phúc Thái mở miệng, Chu Mẫu theo chỗ ngồi đứng lên, nước miếng phun tùm lum khẩn cấp nói. Ta muốn tên hỗn đản kia quỳ dưới nhi tử ta nhận sai, sau đó cắt đứt hai chân hắn. Không, không ta còn muốn chặt đứt hai tay hắn. Ta muốn đem hắn đến sông Hoàng Phổ ném cho cá ăn.
vẻ mặt Chu Phúc Thái lạnh lẽo, đối với hắn mà nói mặc kệ nhi tử hắn có làm sai hay không, một tên gia hỏa không có thân phận không có bối cảnh mà dám chặt đứt hai chân nhi tử của hắn, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá. Chu Thúc nói không sai đúng như vậy thì tiện nghi cho hắn quá. Nghĩ đến tư thế tối hôm qua của Bùi Đông Lai, vẻ mặt Tôn Vệ Đông cũng âm trầm. Khi hắn xem ra, Bùi Đông Lai ỷ có Đông Phương Lãnh Vũ ở đấy không biết trời cao đất rộng, không có một chút giác ngộ làm cầu, quả thực là muốn tìm chết. Muốn chết sao? Thật là muốn chết, châu chấu đá xe. Lúc trước, Liễu Nguyệt mỗi ngày đều cùng hai người Lãnh Vũ và Phương Uyển ăn sáng, sau đó tách rời nhau đi học đi làm. Nhưng hôm nay thì khác. Ăn hết bữa sáng, Liễu Nguyệt giống bà nội trợ đảm đang thu dọn mọi thứ, chứ không có nóng lòng rời đi như trước. Mụ mụ, hôm nay không vội đi sao? Tiểu La Lị thấy Liễu Nguyệt cơm nước xong rồi còn chưa đi, mắt to tròn tò mò hỏi. Đông Lai ca chúng ta lên lầu học đi. Không đợi Liễu Nguyệt trả lời Đông Phương Uyển Nhi, Đông Phương Lãnh Vũ liền chủ động đứng dậy. Hở! Nghe được lời nói của Đông Phương Lãnh Vũ, Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi trợn tròn hai con mắt đen láy của mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Sở dĩ như vậy, bởi vì Đông Phương Uyển Nhi biết ca ca mình cái gì cũng thích, chỉ riêng học tập là ghét không muốn học, hơn nữa từ sau khi Bùi Đông Lai giáo huấn Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Lãnh Vũ đã học tập lại, rất khuya mới trở về phòng ngủ. Tiểu Vũ ca ca, ngươi không sao đó chứ? Hơi giật mình, Đông Phương Uyển Nhi hoài nghi nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Tiểu Vũ, chờ một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Đông Lai. Không giống Đông Phương Uyển Nhi, Liễu Nguyệt đối với sự thay đổi của Đông Phương Lãnh Vũ không hề kinh ngạc mà hết sức vui mừng. Các người đều bị làm sao vậy? Đông Phương Uyển Nhi như người lạc vào sương mù, ngày hôm nay chẳng những Đông Phương Lãnh Vũ không bình thường, đến Liễu Nguyệt cũng vậy. Trước giờ Liễu Nguyệt đều hy vọng Đông Phương Lãnh Vũ học tốt, mà hiện tại giờ, không cố vũ Đông Phương Lãnh Vũ thì thôi chớ, lại còn ngăn cản thời gian quý giá hắn đi học nữa. Không riêng gì Đông Phương Uyển Nhi chẳng hiểu, ngay cả Bùi Đông Lai cũng hoài nghi nhìn Đông Phương Liễu Nguyệt, chủ động hỏi. Liễu tỷ, có việc gì sao? Đông Lai, sáng nào cậu cũng tập thể dục, lại còn luyện quyền. Liễu Nguyệt nghĩ nghĩ hỏi. Chẳng lẽ cậu cũng có hứng thú với việc luyện võ à hát? Ừ, tuy không biết tại sao lại bị hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu trả lời. Ta biết một nơi ở Đông Hải có huấn luyện viên rất chuyên nghiệp nhiều người lui tới. Nơi đó có huấn luyện chuyên dành cho đối kháng, hơn nữa lại có thể đụng tới vũ khí lạnh lạnh, súng ống. Tuy rằng Liễu Nguyệt đã biết Bùi Đông Lai là con của Bùi Vũ Phu nhưng mà vì sao Bùi Đông Lai không tập võ thì chuyện này Liễu Nguyệt cũng không hỏi nhiều, mà là tính toán cấp cho Bùi Đông Lai một cơ hội. Nàng nhìn ra được Bùi Đông Lai có ham mê đối với võ thuật. Tiểu cô nói đến hội sở Đông Nguyệt. Nghe được những lời đó, Đông Phương Lãnh Vũ lấy làm kinh hãi, là cháu của Liễu Nguyệt. Hắn biết rõ hội sở Đông Nguyệt là nơi như thế nào. Cô đã nói với người trong hội sở, Đông Lai nếu cậu muốn đi lúc nào cũng được. Liễu Nguyệt vừa nói vừa liếc nhìn Đông Phương Lãnh Vũ một cái. Nhưng mà, Tiểu Vũ a hát, cháu chưa đi được đâu. Tiểu cô à, không thể bất công như vậy chứ. Trước giờ Đông Phương Lãnh Vũ luôn nghĩ cách để gia nhập vào hội sở Đông Nguyệt, nhưng Liễu Nguyệt luôn không đồng ý, mà giờ Liễu Nguyệt lại mời Đông Lai ca gia nhập hội ngay trước mặt mình. Điều này khiến hắn kỳ quái, đồng thời vô cùng ủy khuất. Bùi Đông Lai tối hôm qua mới cùng bảo tiêu của Lãnh Vũ luận bàn, để tiến nhanh hơn giai đoạn dung hợp thứ hai, có thể nhanh chóng học được phần trí nhớ võ học của Tiêu Phi, giờ lại nghe Liễu Nguyệt mời mình đến hội sở Đông Nguyệt, chẳng những có thể đánh nhau thoải mái, mà còn có thể dùng súng và vũ khí lạnh, thật là giúp người khi họ ân nạn mà. Đối với việc này, hắn mặc dù có thắc mắc vì sao Liễu Nguyệt lại làm như vậy, nhưng hắn cũng lười hỏi, mà chỉ gật đầu cảm tạ. Cảm ơn Liễu tỷ. Tốt lắm, Tiểu Vũ, cháu cùng Đông Lai lên lầu đi. Thấy Bùi Đông Lai đã đồng ý, Liễu Nguyệt liền kết thúc câu chuyện. Đông Phương Lãnh Vũ bày ra vẻ mặt đáng thương mong chờ, nhưng mà khi thấy vẻ mặt băng lãnh của Liễu Nguyệt, chỉ có thể tự nhận mạng khổ mà lẽo đẽo theo Bùi Đông Lai lên lầu. Tiểu Vũ, cô của ngươi có biết chuyện tối qua hay không? Lên lầu. Bùi Đông Lai nhìn không được mà hỏi, hắn ngờ Liễu Nguyệt biến chuyển như thế phải chăng vì hôm qua hắn đã hào phóng cho Lãnh Vũ một tia 200. Ngoài nguyên nhân này, hắn thật sự không nghĩ ra chuyện gì khác. Đông Phương Lãnh Vũ gật đầu, sau đó vẻ mặt buồn khổ nói. Đông Lai ca không biết chứ, hội sở Đông Nguyệt rất thần bí,
cơ bản hạn chế giao tiếp với bên ngoài. Mỗi huấn luyện viên được mời lương rất cao, nghe nói là tinh anh trong tinh anh. Ta luôn muốn đi vào đó một chuyến, nhưng cô luôn cự tuyệt ngăn cấm ta. Vậy ư? Đông Phương Lãnh Vũ nói một tràng làm Bùi Đông Lai kinh ngạc, không ngờ Liễu Nguyệt lại quen biết một hội như thế. Đồng thời, hắn đối với Đông Nguyệt hội rất tò mò, muốn đi xem thử. Chừng 10 phút sau, một chiếc xe Audi A6 có treo cờ của cảnh bị khu Đông Hải cùng một chiếc Mercedes-Benz S600 chạy dừng trước cổng vào Đông Phương biệt thự. Các người gặp ai? Thấy hai chiếc xe dừng trước cổng, hai vệ sĩ của Đông Phương gia liền đi tới, không vì hai chiếc xe bất thường mà khinh thị, ngược lại, giọng nói còn mang chút ngờ vực. Chúng ta muốn gặp Liễu Nguyệt. Cửa Audi A6 mở ra, Tôn Vệ Đông bước xuống liền kiêu ngạo liếc nhìn hai gã vệ sĩ. Thân là một thành viên của Tôn gia ở Đông Hải, Tôn Vệ Đông mặc dù nhiều ít có sợ hãi với người có thể hô mưa gọi gió ở Đông Hải là Liễu Nguyệt này, nhưng đối với hai gã vệ sĩ này lại không coi ra gì. Các vị có hẹn trước không? Đội trưởng vệ sĩ mặt không thay đổi, vẫn giữ nguyên ngữ khí lãnh mạc đó. Không có hẹn trước. So sánh với Tôn Vệ Đông đang cao ngạo đó, người đi theo y hôm nay là người xuất thân từ tầng lớp dưới, biết có biết duỗi, đã thành cáo giả, thấy Tôn Vệ Đông ngữ khí không tốt, tiến lên nói. Vị này chính là Tôn Thiếu, phụ thân là phó tham mưu trưởng của cảnh khu Đông Hải, ta là chủ tịch tập đoàn Thái Hòa Chu Phúc Thái. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn bàn với Liễu Tiểu Thư, xin thông báo dùm. Chờ tại đây. Nghe được lời của Chu Phúc Thái, đội trưởng vệ sĩ ôn hòa đáp lại một câu, sau đó đi thông báo. Chỉ là chó giữ nhà thôi, ra vẻ cái quái gì. Thấy thái độ của người vệ sĩ đó, trong lòng đang khó chịu Tôn Vệ Đông nhìn không được mắng một tiếng. Lão bản, có người tự xưng chủ tịch tập đoàn Thái Hòa Chu Tiên Sinh cùng con trai của phó tham mưu trưởng cảnh khu Đông Hải muốn gặp người. Người đội trưởng đó không để ý đến Tôn Vệ Đông, mà cung kính thông báo cho Liễu Nguyệt. Trong biệt thự, Liễu Nguyệt vừa mới thay y phục đẹp, muốn ra ngoài, nghe được hồi báo của vệ sĩ bên ngoài, nhíu mày rồi lại thản nhiên nói. Đưa bọn hắn đến đại sảnh. Nói xong, khuôn mặt Liễu Nguyệt đã lạnh càng thêm lạnh, trong ánh mắt mơ hồ mang theo vài phần hàn ý. Nửa phút sau, một vệ sĩ khác dẫn Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái vào đại sảnh biệt thự. Trong đại sảnh, Liễu Nguyệt ngồi ở salon, thấy hai người họ tiến vào nhưng cũng không muốn đứng đậy nghênh đón. Chu Phúc Thái thấy vậy cũng không bất mãn, hắn hiểu rõ Liễu Nguyệt ở Đông Hải thậm chí cả vùng Tam Giác Trường Giang có ảnh hưởng kinh khủng cỡ nào, mà Tôn Vệ Đông lại mơ hồ có chút khó chịu, với hắn, tư thái Liễu Nguyệt bày ra thật sự cao. Liễu tiểu thư, gạch chéo ngược. Không đợi Liễu Nguyệt mở miệng, Chu Phúc Thái đã chào hỏi trước. Chu tiên sinh, Tôn thiếu, các ngươi đột nhiên đến thăm, không biết có gì muốn làm. Liễu Nguyệt cao ngạo nhìn hai người họ, chậm rãi mở miệng. Là như vậy, Liễu tiểu thư. Chu Phúc Thái sợ Tôn Vệ Đông mở miệng sẽ mang họa, vì thế cướp lời đáp. Tối hôm qua, nhị tử bất tài của ta cùng cháu tiểu thư đua xe ở bãi đua Bảo Sơn, sau đó gia sư cháu ngài đã chặt đứt hai tay nhị tử ta. Nói tới đây, Chu Phúc Thái không nói nữa. Hắn tin với sự thông minh của Liễu Nguyệt thì biết mục đích của hai người bọn hắn khi tới đây. Liễu tiểu thư, gia sư cháu ngài thật sự quá kiêu ngạo, chẳng những cắt hai tay Chu Đào, còn muốn đánh cả ta. Tôn Vệ Đông mở miệng, giọng nói đầy hận ý. Lầu 2, Đông Phương Lãnh Vũ đang làm bài, phảng phất nghe tiếng nói dưới lầu, liền quăng bút mà chạy khỏi phòng, Bùi Đông Lai nhíu mày cũng đi theo xuống. Ai ra, Tôn Vệ Đông, ngươi là một tên ngốc không có tiền đồ. Thật sự nhìn không được mà mò tới đây. Thấy Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái, Đông Phương Lãnh Vũ biết ý định của hai người, vẻ mặt trào phúng nói. Thế nào, thua mất mặt không chịu nổi nên muốn tính sổ ta cùng Đông Lai ca a hát. Đông Phương Lãnh Vũ vừa xuất hiện, Chu Phúc Thái liền chau mày, hắn không ngờ Đông Phương Lãnh Vũ bảo vệ Bùi Đông Lai đến như thế. Mà Tôn Vệ Đông sắc mặt biến đổi, ngữ khí bất thiện nói. Đông Phương Lãnh Vũ. Chu Đào bị gia sư của ngươi cắt đứt hai tay không nói, còn bị dập nát xương chân, đời này coi như có thể đứng lên, cũng hoạt động bất tiện, gia sư của ngươi thế nào cũng phải cấp một cái công đạo đi. Liễu tiểu thư, cô cũng biết, ta chỉ có một nhi tử, hiện giờ bị người đánh thành như vậy, ta trong lòng rất khó chịu. Nghe được lời nói Tôn Vệ Đông, Chu Phúc Thái ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, ngữ khí lơ đãng cũng cường thế lên. Hắn tựa hồ muốn dùng phương thức này nói cho Liễu Nguyệt,
ta sẽ không tính toán hành động cháu ngươi, nhưng người làm bị thương nhi tử ta nhất định phải giao cho ta. Lúc này đây, Đông Phương Lãnh Vũ không nói gì, mà là vẻ mặt hài hước nhìn hai người Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái, liền giống như đang nhìn hai tên hề. Hắn tuy không hiểu Liễu Nguyệt sao coi trọng Bùi Đông Lai, nhưng hắn có một vạn lý do tin tưởng, nếu Liễu Nguyệt đã cho hắn nhận Đông Lai làm ca ca thì sẽ không bao giờ đem Bùi Đông Lai giao cho hai người họ. Đông Phương Lãnh Vũ nghĩ tới điều này nên không hề sợ hãi, mà Bùi Đông Lai lại đang lo lắng Liễu Nguyệt có chịu ra mặt thay cho hắn hay không, nếu cô ấy không chịu ra thì mình nên làm gì tiếp theo. Gặp việc thì nên chuẩn bị cho những sự tình tồi tệ nhất. Đây là thói quen cho tới nay của Bùi Đông Lai. Các ngươi đến chỗ ta đòi người. Bùi Đông Lai đang lo lắng Liễu Nguyệt có hay không vì hắn ra mặt thì nàng lại mở miệng, giọng điệu làm người ta lạnh giá. Là như vậy, Liễu tiểu thư. Lúc này, không đợi Chu Phúc Thái mở miệng, Tôn Vệ Đông liên cười lạnh nói. Tiểu tử đó chẳng những làm Chu Đào tàn phế, hắn còn dám đánh ta, hắn nhất định phải trả giá thật nhiều. Trả giá thật nhiều ư? Ánh mắt Liễu Nguyệt như dao quét về phía Tôn Vệ Đông đang ngông nghênh trưng quầng sáng Tôn gia gia, thanh âm như từ 9 tầng địa ngục vọng lên. Ngươi thì tính là thứ cái gì? Dám nói với ta như vậy? Ấy! Lời Liễu Nguyệt vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tôn Vệ Đông nháy mắt cứng lại, mà bên kia, Chu Phúc Thái ngạc nhiên nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ vì một người lạ mà Liễu Nguyệt lại ra mặt, không tiếc đắc tội với bọn hắn. Bởi vì kiêng kỵ Liễu Nguyệt, Tôn Vệ Đông không dám trả thù Đông Phương Lãnh Vũ, thậm chí cũng không dám tìm hắn gây phiền phức, cho nên Tôn Vệ Đông mới nhắm đến Bùi Đông Lai, muốn Bùi Đông Lai nhận hết nỗi bực tức này. Hiện giờ, ngay cả Liễu Nguyệt cũng bảo hộ Bùi Đông Lai, điều này làm Tôn Vệ Đông sau cơn kinh ngạc thì hoàn toàn nổi giận. Liễu Nguyệt, ta đã nói rõ ràng, tên đó chẳng những đánh Chu Đào tàn phế, mà còn ra tay đối với ta, thù này gieo xuống rồi. Bởi phẫn nộ lất át tâm trí, Tôn Vệ Đông gọi thẳng tên Liễu Nguyệt, lạnh lùng nói. Nếu cô cứ bảo hộ tiểu tử đó thì cứ chuẩn bị đối đầu với Tôn gia cùng Chu gia, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Đúng vậy, Liễu tiểu thư, tập đoàn Thái Hòa cùng tập đoàn Thiên Tường có không ít mối làm ăn, ngài không cần vì một người xa lạ mà làm quan hệ hai bên xấu đi. Mắt thấy Tôn Vệ Đông tỏ rõ lập trường, Chu Phúc Thái cũng bồi thêm, khi hắn thấy Liễu Nguyệt bảo vệ cho Đông Phương Lãnh Vũ thì hắn có thể hiểu được. Nhưng giờ lại ra mặt cho một tên gia sư thấp kém, điều đó làm hắn khó chịu. Quỳ xuống. Đối mặt với vẻ xạo quần của Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái, Liễu Nguyệt mở miệng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng rõ ràng. Quỳ, quỳ xuống. Ngạc nhiên nghe được hai chữ này, vô luận là Chu Phúc Thái hay là Tôn Vệ Đông đều trợn tròn mắt. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Quỳ xuống, hoặc là để tay lại đây. Các ngươi chọn đi. Liễu Nguyệt lại một lần nữa mở miệng, đồng thời một thanh chủy thủ không biết lấy ra từ đâu xuất hiện trên tay nàng, một cỗ sát ý lạnh lẽo lan khắp bốn phía đại sảnh. Nhìn chủy thủ trong tay Liễu Nguyệt, cảm thụ sát ý trong người nàng, Chu Phúc Thái cùng Tôn Vệ Đông hai người đều giật mình. Việc trước mặt nhưng bọn hắn cứ ngỡ là mơ, bọn hắn không thể không chấp nhận một sự thật, Liễu Nguyệt quyết tâm bảo vệ Bùi Đông Lai. Nhất thời, không khí trở nên căng thẳng. Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái như bị một quả núi đè lên ngực, hít thở không nổi. Mà Bùi Đông Lai thì lại ngạc nhiên. Hắn nghĩ có thể Liễu Nguyệt sẽ ra mặt thay hắn, nhưng lại không ngờ, Liễu Nguyệt không những giúp đỡ hắn, mà còn giúp đỡ đến mức này, buộc Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái phải quỳ xuống. Bùi Đông Lai rất rõ ràng, Liễu Nguyệt làm như vậy chẳng khác gì cùng Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái rạch mặt, hoàn toàn đắc tội gia tộc sau lưng hai người họ. Còn Đông Phương Lãnh Vũ thì không có gì ngạc nhiên. Thứ nhất, hắn biết Liễu Nguyệt luôn hết sức cao ngạo, Chu Phúc Thái bày ra điệu bộ như ông nội người khác, Tôn Vệ Đông lại trưng kiểu thiếu gia đệ nhất, đối với Liễu Nguyệt mà nói chính là khiêu khích. Mặt khác, Liễu Nguyệt hết sức coi trọng Bùi Đông Lai, Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái muốn Liễu Nguyệt giao người sao. Liễu Nguyệt tự nhiên khiến hai người đau khổ mà ra về. Thấy Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái vẫn thờ ơ, Liễu Nguyệt liền đứng dậy. Mang theo chủy thủ hướng về hai người họ, sát ý càng ngày càng đậm, tóc dài phiêu giật không gió mà bay, giống như sát thần hàng lâm. Liễu Nguyệt, chẳng lẽ cô muốn cùng Tôn gia chúng ta không chết không thôi? Cảm thụ được sát ý toát ra từ Liễu Nguyệt, trong lòng Tôn Vệ Đông liền sợ hãi tới cực điểm, nhưng với sự kiêu ngạo của mình, hắn không muốn quỳ xuống, mà lấy cái mác Tôn gia ra đỡ,
hòng gây áp lực với Liễu Nguyệt. Suy cho cùng, gia tộc Tôn gia của hắn ở Đông Hải này cũng không phải một gia tộc tầm thường. Tôn gia, cả Tôn gia trừ cha và thúc thúc của ngươi có chút bản lĩnh, những người khác ai có thể được coi trụ cột đây? Trái ngược với dự tính của Tôn Vệ Đông, Liễu Nguyệt không hề e ngại Tôn gia sau lưng hắn, liền điên cuồng giống khi nãy. Không chết không thôi, hiện tại Tôn gia không có tư cách này, chờ trên vai cha ngươi khiêng thêm một sao, trở thành tổng tham mưu trưởng Đông Hải, hoặc là thúc thúc của ngươi từ phó thị trưởng trở thành thị trưởng đi, thì lúc đó để cho bọn họ nói câu này mới xứng. Điên cuồng. Giờ khắc này Liễu Nguyệt quả thức cuồng ngạo tới cực điểm. Bá. Đối mặt khí thế cuồng ngạo không ai bì nổi đó, Chu Phúc Thái trên mặt không khỏi lộ rõ vẻ sợ hãi. Ngay cả Tôn Vệ Đông sắc mặt đại biến. Hắn nghiến răng, gắt gao nhìn chăm chăm Liễu Nguyệt, không thể tin Liễu Nguyệt không thèm để ý gì đến gia tộc mình như vậy. Quỳ hay không? Tôn Vệ Đông còn đang thất thần, Liễu Nguyệt đã đi đến trước hai người họ, ánh mắt như dao đảo qua đảo lại hai người, mở miệng lần nữa, ngữ khí áp bức khiến người khác khó thở. Bịch! Có lẽ phát giác được Liễu Nguyệt muốn động, hoặc giả bị khí thế áp bức của nàng, Chu Phúc Thái sau thoáng chần chừ, liền quỳ rạp xuống đất. Hắn đã từng nghe qua chuyện trước kia của Liễu Nguyệt, biết danh độc mân côi Liễu Nguyệt, luôn điên cuồng, dám liều mạng với bất cứ kẻ nào. Hơn nữa hắn cũng rõ rằng tuy thực lực tập đoàn Thái Hòa không tệ, nhưng nếu muốn cùng đấu với tập đoàn Thiên Tường thì còn chưa đủ xứng, huống chi thế lực ngầm trong tay Liễu Nguyệt còn làm cả vùng Tam Giác Trường Giang dậy sóng. Liễu tiểu thư xin nguôi giận. Sau khi quỳ xuống, Chu Phúc Thái liền thay đổi cực nhanh, không cường ngạnh đòi người như mới nãy, mà thân hình như dán trên mặt đất, giống như một con chó phạm lỗi đang cầu xin tha thứ. Tôn Vệ Đông, xem ra ngươi không muốn quỳ, phải không? Liễu Nguyệt không để ý đến Chu Phúc Thái, mà lạnh băng nhìn chằm chằm Tôn Vệ Đông. Nhận thấy ánh mắt Liễu Nguyệt, Tôn Vệ Đông cảm giác như trên cổ mình đang đặt thanh chủy thủ Liễu Nguyệt đang cầm vậy. Từ đầu đến chân cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác sợ hãi giống như mầm đầu cắn nuốt lên lòng tự tôn và kiêu ngạo của Tôn Vệ Đông. Bịch! Ngay sau đó, không đợi Liễu Nguyệt mở miệng lần nữa, sắc mặt Tôn Vệ Đông khó coi mà quỳ trên mặt đất. Mặc dù không tình nguyện, nhưng đúng là Tôn Vệ Đông đã quỳ. Dưới ánh đèn, hào quang Tôn gia luôn khiến hắn ngạo nghễ đã không còn, mà chỉ có sự khuất nhục. Khuất nhục này ghi lòng tạc giả. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Lãnh Vũ đang đứng không khỏi cười mắng. Hai tên đần, đây không phải các ngươi tự rước lấy nhục sao? Tự rước lấy nhục ư? Lời Đông Phương Lãnh Vũ vang lên, thiếu chút nữa hai người Tôn Vệ Đông ngất lịm. Bởi vì khi điều tra, Bùi Đông Lai xuất thân từ dân nghèo. Đến làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ, bọn hắn không hề lo ngại gì nữa, bọn hắn không tin, vì một người như thế mà Liễu Nguyệt dám cùng bọn họ kết thù. Bởi vì không lo ngại, nên bọn hắn đi vào biệt thự đàn cung, mới dám hướng Liễu Nguyệt đòi người. Andy, giờ mới biết tên cái biệt thự này. Nhật Bản, dứa thì mua một cái mà ở 88. Kết quả, hiện thực cho bọn hắn một cái tát vang dội. Liễu Nguyệt chẳng những không giao Bùi Đông Lai, mà bất chấp tất cả hoàn toàn đắc tội bọn hắn, bắt bọn hắn quỳ xuống. Tôn Vệ Đông, Chu Phúc Thái, nếu các ngươi tức tối, khó chịu vì ngày hôm nay. Muốn trả thù, ta tùy thời hoan nghênh. Thấy ánh mắt hai người đầy khó chịu, Liễu Nguyệt cười lạnh nói. Mặt khác, ta cảnh cáo các ngươi, nếu dám âm thầm gây khó dễ Đông Lai, nếu để ta biết, thì cũng không phải đơn giản là chặt tay như thế đâu. Bên tai vang lên lời uy hiếp của Liễu Nguyệt, cảm nhận khí thế không gì sánh được của nàng. Vô luận là Tôn Vệ Đông hay Chu Phúc Thái đều không dám lên tiếng, mà đem cục tức nuốt xuống. Cút! Thấy hai người Tôn Vệ Đông và Chu Phúc Thái không dám nói, Liễu Nguyệt cũng không thèm nói thêm lời vô ích, lạnh lùng phun ra một chữ cút. Nghe được từ cút hết sức nhục nhã, Tôn Vệ Đông lẫn Chu Phúc Thái chỉ cảm thấy bị một cái tát thật đau, trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, mà biệt khuất đứng lên, giống như chó nhà tang, xám xịt rời đi. Tiểu cô thật tuyệt, mắt thấy Tôn Vệ Đông lẫn Chu Phúc Thái đều rời đi, Đông Phương Lãnh Vũ không khỏi hưng phấn mà kêu gào lên. Học chung 2 năm, đã sớm coi Tôn Vệ Đông không vừa mắt, nhưng hiềm thân phận cùng địa vị của hắn, nên không có cơ hội dạy dỗ Tôn Vệ Đông. Hiện tại, Liễu Nguyệt xuất đầu thay Bùi Đông Lai, cũng coi như giúp Đông Phương Lãnh Vũ chút sự khó chịu trong lòng. Khi Đông Phương Lãnh Vũ đứng đó mà kêu gào, Bùi Đông Lai chỉ nhìn Liễu Nguyệt một cái. Liễu tỷ, cảm ơn tỷ.
Đông Lai, cậu yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bọn hắn sau này tuyệt đối không dám tiếp tục tìm cậu phiền toái. Andy, giống mấy thằng đại hiệp nói với tiểu Mỹ nhìn quá đi à. Liễu Nguyệt mỉm cười nói với Bùi Đông Lai, nhưng trong lòng cười khổ không thôi, nếu Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái biết cha của Bùi Đông Lai 18 năm trước uy chấn khắp Thần Châu được xưng là Vũ Thần, cho bọn chúng 1.000, 1.000 lá gan cũng tuyệt đối không dám tìm Bùi Đông Lai gây xui xẻo. Trong lòng cười khổ đồng thời có chút nghi ngờ, Đông Lai đến Đông Hải, Vũ Thần không chào đón, tựa hồ cũng im lặng cho qua, rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ Vũ Thần muốn rèn luyện Đông Lai? Chỉ vài giây ngắn ngủi, trong lòng Liễu Nguyệt đã tuôn ra một tràng thắc mắc. Đối với hết thảy mọi chuyện, Tôn Vệ Đông cùng Chu Phúc Thái không thể biết được. Mẹ nó, Liễu Nguyệt này thật sự là một con điếm kiêu ngạo. Ra khỏi biệt thự, Tôn Vệ Đông không có lập tức chui vào xe, mà phẫn nộ quát. Bá! Tôn Vệ Đông vừa thốt lên, không đợi Chu Phúc Thái mở miệng, hai gã vệ sĩ đứng gần liền đem ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Vệ Đông. Sát ý trong mắt không hề che giấu, chỉ cần Tôn Vệ Đông nói thêm một lời không đúng, bọn hắn sẽ liền đem Tôn Vệ Đông đi Diêm Vương Điện đưa tin. Nhận thấy điều đó, Chu Phúc Thái hoảng sợ liền bịt miệng Tôn Vệ Đông lại, dùng ánh mắt ý bảo Tôn Vệ Đông rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tôn Vệ Đông vốn đã nhục nhã trước Liễu Nguyệt, giờ thấy hai gã vệ sĩ nhìn hắn như chó nhìn đồ ăn, liền tức giận muốn hộc máu. Andy, tự ví mình là shit, bâu tây thằng này. Tức giận thì tức giận, Tôn Vệ Đông tựa hồ cũng sợ hai gã vệ sĩ động thủ với hắn, không dám nói năng lỗ mãng, liền chui vào xe. Vài giây, hai chiếc Audi A6 cùng Mercedes-Benz S600 lần lượt rời đi. Chính là, xe Tôn Vệ Đông chạy ra khỏi cổng chưa được bao xa, liền dừng lại. Mắt thấy Tôn Vệ Đông dừng xe, Chu Phúc Thái cũng dừng, đồng thời hắn liền xuống xe đi đến xe Tôn Vệ Đông. Thật sự là một con điếm khinh người quá đáng mà. Khi Chu Phúc Thái đi đến, Tôn Vệ Đông đang oán thán chửi rủa, vẻ mặt nhăn nhó đáng sợ. Liễu Nguyệt quả thật ngông cuồng. Chu Phúc Thái chau mày. Nhưng mà, Vệ Đông, Liễu Nguyệt quả thật có bản lãnh đó, ta và Tôn gia liên thủ sợ rằng không thắng nổi nàng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mang theo sỉ nhục rời đi? Chuyện này cứ như vậy sao? Tôn Vệ Đông mặc dù biết Chu Phúc Thái nói rất đúng sự thật, tuy nhiên hắn không cam lòng, dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn còn không có chịu qua nhục nhã như thế. Không phải như thế. Chu Phúc Thái lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh trầm giọng nói. Vệ Đông, theo ta thấy, Liễu Nguyệt sở dĩ vì một ngoại nhân như thế có lẽ vì động hỏa tính trong người cô ta, chúng ta ngay từ đầu đã thái quá. Tôn Vệ Đông cũng trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ theo lời Chu Phúc Thái suy tính. Vệ Đông, cháu ngẫm lại xem. Liễu Nguyệt ở Đông Hải thậm chí cả vùng Tam Giác Trường Giang nổi danh cường thế. Chu Phúc Thái thấy Tôn Vệ Đông không nói lời nào, lại nói. Chúng ta gặp thẳng mặt gặp nàng đòi người không nói, thái độ còn cường ngạnh, chẳng khác gì đang gây hấn với nàng, nàng phẫn nộ là hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ để cha ta đi gặp nàng? Tôn Vệ Đông buột miệng nói, bất giác lại nhớ câu nói chờ cha mình trên vai đeo thêm một sao nữa thì hãy gặp nàng vừa rồi của Liễu Nguyệt, tức giận cả người run rẩy không dứt. Chu Phúc Thái lắc đầu bỏ qua. Vệ Đông, chuyện đến nước này, chỉ sợ dù ông ấy có ra mặt, Liễu Nguyệt cũng chưa chắc sẽ giao người ra. Vậy thúc nói làm sao bây giờ? Tôn Vệ Đông buồn bực nói. Chu Phúc Thái cười lạnh một tiếng. Vệ Đông, theo ta thấy, trong lời nói Liễu Nguyệt không cho chúng ta tìm tiểu tạp chủng kia, chính là lời nói hình thức. Thúc nói, Liễu Nguyệt chỉ vì mặt mũi của mình, nếu chúng ta âm thầm động thủ với tiểu tạp chủng kia, Liễu Nguyệt sẽ không đá động tới chúng ta. Tôn Vệ Đông cũng không ngốc, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói Chu Phúc Thái. Đúng vậy. Chu Phúc Thái khẳng định nói. Cháu ngẫm xem, chờ chúng ta xử lý tên tạp chủng đó, Liễu Nguyệt nếu gây sự thì chẳng phải là hướng hai nhà chúng ta khai chiến sao? Mà nếu vậy, cho dù nàng thắng, thì cũng trả giá thật lớn. Loại chuyện không được gì hết này, nàng tuyệt đối sẽ không làm. Đúng vậy. Tôn Vệ Đông cho rằng Chu Phúc Thái nói có lý. Liễu Nguyệt sẽ không vì một người chết mà trả giá lớn như vậy. Tiểu tạp chủng kia chẳng những cắt đứt hai chân con ta, còn để ta chịu nhục nhã như thế, chờ hắn rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải ném hắn đến sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Vẻ mặt Chu Phúc Thái ác độc. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông âm trầm cười. Ném sông Hoàng Phổ cho cá ăn đều tiện nghi hắn,
ta muốn để cho hắn sống không bằng chết. Lời nói vừa dừng, Tôn Về Đông và Chu Phúc Thái nhìn nhau, cười lạnh không dứt. Tựa hồ, như hắn thấy, Bùi Đông Lai như cá trên thớt, tùy ý chém giết. Trò chơi săn bắn bắt đầu. Ai là con mồi, ai là thợ săn? Không cần nói cũng biết. Dựa vào thỏa thuận giữa của Bùi Đông Lai và Liễu Nguyệt, buổi sáng hắn phụ đạo cho Lãnh Vũ 3 giờ, buổi trưa tùy ý, buổi tối Đông Phương Lãnh Vũ sẽ tự mình làm bài, do Bùi Đông Lai hắn ra đề, rồi ngày hôm sau nếu Đông Phương Lãnh Vũ có gì không hiểu thì hỏi, hắn sẽ sửa lỗi, giảng giải, phụ đạo. Phụ đạo buổi sáng xong, cơm trưa sẽ có một vệ sĩ tên A Ly làm đưa vào, ngoại trừ tên đó, Đông Phương Lãnh Vũ còn có một vệ sĩ khác, tên A Long. Dùng xong cơm, khi A Ly đang dọn dẹp, A Long liền đi vào biệt thự, đối Bùi Đông Lai nói. Bùi thiếu, căn cứ theo căn dặn Liễu tiểu thư, ta mang ngài đi Đông Nguyệt hội sở, ngài xem khi nào thì khởi hành. Ca gọi Đông Lai là được rồi. Nghe xưng hô A Long đối với chính mình, Bùi Đông Lai cười cười nói. Một hồi nữa chúng ta đi. Ok. Từ khi Bùi Đông Lai vào ở biệt thự này, ấn tượng của A Long đối với Bùi Đông Lai rất tốt, lúc này nghe được lời đó của Bùi Đông Lai, liền nở một nụ cười rất lâu chưa xuất hiện. Long ca cũng mang ta đi chứ. Thấy A Long xoay người rời đi, Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt đáng thương nhìn A Long, khẩn thỉnh nói. A Long mặc dù là vệ sĩ riêng của Đông Phương Lãnh Vũ, nhưng nghe lệnh chính đều từ Liễu Nguyệt, nếu không thì Đông Phương Lãnh Vũ cũng sẽ không bị giam lỏng ở trong nhà. Thật xin lỗi, Đông Phương thiếu gia, Liễu tiểu thư nói cậu không thể đi. A Long cúi người xin lỗi. Hai, Đông Phương Lãnh Vũ buồn bực thở dài, hoàn toàn ỉu xìu. Chăm chỉ đọc sách đi, vẫn là câu nói kia, nếu khi nào kiểm tra mà đạt kết quả xuất sắc, thì khi đó ta sẽ dạy cho chú kỹ thuật đua xe. Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ vẻ mặt buồn bực, Bùi Đông Lai cười cười nói. Đối với Đông Phương Lãnh Vũ mà nói, hắn sở dĩ muốn đi Đông Nguyệt hội sở, chỉ là muốn biết một chút. Thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ, ham thú lớn nhất của hắn vẫn là đua xe. Lúc này, nghe được lời nói Bùi Đông Lai, Đông Phương Lãnh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nháy mắt đã tràn ngập sức lực. Yên tâm đi, Đông Lai ca, rất nhanh sẽ có. Tiểu Vũ ca ca, chẳng lẽ Nhật Xuất Đông Lai lái xe so với ca lại lợi hại hơn? Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, thì lập tức mở mắt to tròn tò mò hỏi han, mà Nhật Xuất Đông Lai là ngoại hiệu nàng đặt cho Bùi Đông Lai. Ta cùng Đông Lai ca so sánh với nhau thì phải là con kiến chênh lệch với con voi. Đông Phương Lãnh Vũ nói xong phất phất tay. Hai, cùng tiểu hài ngươi nói chuyện cũng không hiểu, luyện piano của em đi. Quỷ hẹp hòi, thần bí gì chứ? Tiểu La Lị giả làm mặt quỷ, sau đó thần bí nhìn Bùi Đông Lai, trong lòng không biết đang có chủ ý gì nữa. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai một mình đi ra, do A Long lái xe đưa hắn đến Đông Nguyệt hội sở. Theo lý nào đó mà nói, A Long là một vệ sĩ cực kỳ đủ tư cách, hắn làm việc đúng giờ, gọn gàng không dài dòng. Hơn nữa nói rất ít, việc không nên nói, việc không nên hỏi, tuyệt đối không mở miệng. Sau khi đưa Bùi Đông Lai rời biệt thự đàn cung, một câu đều không có nói, chính là chuyên tâm lái xe, đồng thời sẽ thường thường thông qua kính chiếu hậu quan sát, xem có người theo dõi hay không. Long ca, nghe Liễu tỷ nói, Đông Nguyệt hội sở có thể cách đấu, còn có huấn luyện dùng súng đạn. Không biết qua bao lâu, Bùi Đông Lai đem ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ thu hồi, hướng A Long hỏi. Đối với câu hỏi của Bùi Đông Lai, A Long cũng không giấu giếm, mà trầm ngâm một chút, liền trả lời. Thể chất Bùi thiếu vốn rất tốt, chỉ cần người ở Đông Nguyệt hội sở này rèn luyện, trình độ võ thuật có thể nâng cao, ngoài ra có thể biết sử dụng các loại vũ khí lạnh cùng súng ống chiến đấu. Ách! Nghe được A Long nói như thế, Bùi Đông Lai không khỏi sửng sốt. Nghe như là trại huấn luyện bộ đội đặc chủng A. Bùi thiếu tới rồi sẽ biết. Có lẽ cảm thấy giải thích như vậy cũng không rõ ràng lắm. A Long liền không nói thêm gì cả. Mà Bùi Đông Lai lại âm thầm kinh hãi. Hắn xem ra, Liễu Nguyệt có thể ở Đông Hải có được một hội sở như vậy. Điều này cần có năng lực cỡ nào quả thực làm cho không ai có thể tưởng tượng được. Hiểu được điểm này, tâm lý Bùi Đông Lai cũng mơ hồ có chút dao động. Mặc dù linh hồn Tiêu Phi trước khi tan biến đã nói cho hắn biết Long Nha, nhưng Bùi Đông Lai nhìn ra được cái gọi là Long Nha hẳn là phiên hiệu của một chi bộ đội đặc chủng thần bí nhất, cường đại nhất quốc gia, mà Tiêu Phi là người xuất sắc nhất.
Lúc trước, Đông Phương Lãnh Vũ đua xe đã kích thích phần ký ức cùng kỹ năng đua xe của Tiêu Phi đối với Bùi Đông Lai, hiện giờ tiến vào một nơi giống như trại huấn luyện quân sự, có thể phần trí nhớ và kỹ năng chiến đấu của Tiêu Phi hẳn cũng sẽ khôi phục một phần. Căn cứ theo như lời A Long, Đông Nguyệt hội sở nằm ở vùng ngoại thành Đông Hải. 40 phút sau, Bùi Đông Lai đã đến trước Đông Nguyệt hội sở, bên ngoài nhìn vào hội sở là một cao ốc 6 tầng, phía trước là một hoa viên cũng bãi đỗ xe cỡ lớn, trong bãi đầy các loại xe cao cấp, cơ hồ không có chiếc nào dưới 100 vạn. 1 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,56 tỷ Việt. Đông Nguyệt hội sở trên danh nghĩa là một khu tập bắn, xạ kích, phần ngầm bên dưới mới là chính. Có lẽ thấy được sự nghi hoặc của Bùi Đông Lai, A Long lại giải thích. Nói như vậy, một hồi ta phải đi xuống đất. Bùi Đông Lai nháy mắt minh bạch. Vâng. A Long gật đầu, sau đó ở cổng vào thoáng dừng lại trao đổi với bảo vệ rồi trực tiếp chạy xe vào, dừng ở bãi đỗ. Xuống xe, A Long im lặng dẫn đường phía trước, Bùi Đông Lai theo sau, vừa đi vừa quan sát nơi mà Đông Phương Lãnh Vũ cực kỳ muốn đến này. Tiến ra phía sau cao ốc, Bùi Đông Lai mới phát hiện, so sánh với hoa viên phía trước, lầu sau này rộng lớn hơn nhiều, y diện tích ước chừng bằng 5 sân bóng lớn. Nơi này là sân bắn chính của Đông Nguyệt hội sở, sau lầu có một khu mô phỏng CS đối chiến, một sân bắn dĩa bay, một sân bắn cung tên, cung nỏ. Thấy Bùi Đông Lai tò mò nhìn sân bãi sau lầu, A Long liền giải thích. Bên tai vang lên lời giải thích, Bùi Đông Lai càng rõ ràng hơn những gì đang nhìn, trước mặt không ít nam nữ đang đối chiến trong khu CS giống trò chơi, mà bên sân bắn dĩa lại càng nhiều người hơn, đa phần là người thành công trong xã hội. So ra mà nói, sân bắn cung có hơi quạnh quẽ. Khi Bùi Đông Lai vẫn đang nhìn ngó xung quanh, một gã vóc dáng không cao, mặc sơ mi trắng quần âu đen đưa một tên bàn tử đi đến cười chào bọn hắn. A Long, chắc hẳn vị này là Bùi Thiếu. Khi đến gần, bàn tử mỉm cười chủ động chào hỏi, chợt nhìn giống Phật Di Lặc. Bùi Thiếu, đây là người phụ trách của Đông Nguyệt hội sở, Khương Tiên Sinh. A Long cùng Khương Tiên Sinh gật đầu ý chào nhau, rồi giới thiệu Bùi Đông Lai. Khương Tiên Sinh sẽ sắp xếp cho người hết thảy mọi việc ở đây, tôi ra bên ngoài chờ. Nói xong, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, liền xoay người rồi đi. Giống lừa người đem bán quá. Xin chào Bùi Thiếu, ta gọi là Khương Nam, nếu không chú trọng lễ tiết, gọi ta là Khương Ca thì tốt rồi. A Long vừa đi, Khương Nam liền bước đến giơ tay ý muốn bắt tay với Bùi Đông Lai. Lão bản đã gọi điện thoại ta biết trước, giờ Bùi Thiếu muốn chơi đùa một chút ở đây, hay trực tiếp xuống dưới. Bùi Đông Lai liền bắt tay với Khương Nam, phát hiện Khương Nam bắt tay với mình dùng hai tay, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ. Hắn biết, Khương Nam sở dĩ khách khí với mình như thế, hoàn toàn vì Liễu Nguyệt. Hiểu được điểm này, Bùi Đông Lai cũng không để ý, mà biểu hiện lễ độ nho nhã. Phiền toái Khương ca, mang ta trực tiếp xuống dưới đi. Tốt. Khương Nam cười thu tay về, nhưng trong lòng lại nói thầm. Khi Liễu Nguyệt điện thoại, hắn đã nhìn ra được Liễu Nguyệt coi trọng Bùi Đông Lai rất nhiều, yêu cầu hắn thỏa mãn mọi điều kiện của hắn. Mà chính như vậy, Khương Nam mới nghi hồ, bởi vì, hắn biết rõ, sân huấn luyện ngầm của Đông Nguyệt hội sở dùng để làm gì. Tuy tò mò, nhưng Khương Nam không hỏi nhiều, cũng không thử dò xét Bùi Đông Lai, cũng như trò chuyện phiếm cùng Bùi Đông Lai. Rất nhanh. Dưới sự dẫn đường của Khương Nam, Bùi Đông Lai thuận lợi thông qua trạm gác, bới vào thang máy đi dần xuống dưới. Đinh! Nương theo tiếng vang, thang máy liền dừng lại. Khương Tiên Sinh! Cùng lúc đó, hai đại hán áo đen đứng ở cửa thang máy nhìn lại, đồng thời hướng Khương Nam chào hỏi. Dựa vào sự an bài của lão bản, Bùi Thiếu sẽ đi xuống dưới huấn luyện, các người đưa Bùi Thiếu đi đi. Khương Nam cùng hai gã đại hán trao đổi. Sau đó quay đầu nói với Bùi Đông Lai. Bùi Thiếu, do lão bản quy định, ta không thể đi tiếp được, chỉ có thể đưa ngài tới đây, nếu ngài có yêu cầu gì, có thể nói người ở đây liên hệ với ta. Cảm ơn, gạch chéo ngược. Bùi Đông Lai mỉm cười nói tạ ơn, nhưng trong lòng âm thầm chấn kinh, hắn nhìn ra, Đông Nguyệt hội sở phân chia người phụ trách trên và dưới lầu, mà Khương Nam thân là người phụ trách phía trên lại không thể tiến vào sân huấn luyện phía dưới đất này được. Sau khi Khương Nam rời đi, hai gã đại hán áo đen gật đầu với Bùi Đông Lai tỏ ý chào, sau đó một người ở lại gác thang máy, người còn lại dẫn Bùi Đông Lai đến cuối hành lang, lại có một thang máy khác, dẫn tới một cánh cửa lớn bằng hợp kim.
Đứng trước cửa lớn đó, đại hán áo đen quen tay nhanh việc đưa vào mật mã trên phím bấm, đồng thời đưa mắt lại gần để quét đồng tử. Lạch cạch. Sau khi quét đồng tử xong, cánh cửa kim loại đó liền mở ra, bên trong là một đại sảnh rộng lớn sáng sủa. Cửa lớn vừa mở, trong lòng Bùi Đông Lai liền dâng lên một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trước đại sảnh, bốn gã đeo mặt nạ bằng kim loại, mặc hắc y, nhìn giống bốn cây thương đứng đó, nhìn chằm chằm Bùi Đông Lai, sát ý toàn thân bốn người lan tràn ra xung quanh. Nhận thấy bốn cặp mắt đó nhìn mình, Bùi Đông Lai như cảm thấy bốn đôi mắt của độc xà đang nhìn, da đầu run lên hơn nữa, lông tóc cả người dựng đứng lên. Mặc dù vậy, Bùi Đông Lai lại không có mất bình tĩnh, cũng chẳng hề sợ hãi bốn người kia, ung dung bước vào. Mắt thấy Bùi Đông Lai bước vào mà không hề đổi sắc mặt, bốn gã mặt nạ kim sắc hai mắt đều tỏa sáng. Một người đại hán khôi ngô có vẻ như đứng đầu mang theo ba gã còn lại đón chào, lạng lùng nói. Hoan nghênh tới trụ sở huấn luyện huyết sát. Trụ sở huấn luyện huyết sát. Bùi Đông Lai âm thầm nhớ kỹ tên này, không hề mở miệng. Tiểu tử, tuy ta không biết vì sao Liễu tiểu thư đem ngươi tống đến đây, nhưng đối với những huấn luyện sau này, ta hy vọng ngươi hiểu được. Nơi này không phải thiên đường, mà là địa ngục. Mắt thấy Bùi Đông Lai không có hé răng, đại hán đầu lĩnh khôi ngô lạnh lùng nói. Cho nên, nếu ngươi muốn đổi ý còn kịp, chúng ta bốn người đều không thích dạy dỗ một tên chiến đấu nhu nhược. Ta thích địa ngục. Bùi Đông Lai ngạo nghễ đứng nhìn, thân mình thẳng tắp như thương, gằn từng chữ. Còn như, kẻ nhu nhược, ta tin tưởng, không được bao lâu, các ngươi là người huấn luyện viên của ta mà cảm thấy kiêu ngạo. Một khắc này, thiếu niên trước mặt không hề che giấu dòng máu sục sôi cùng nội tâm cuồng ngạo kia. Có lẽ vì nghĩ tới trụ sở huyết sát, có lẽ lời nói của tên đại hán khôi ngô kích thích đến Bùi Đông Lai, giờ khắc này Bùi Đông Lai không hề che giấu sự nhiệt huyết cùng cuồng ngạo trong tận xương tủy. Hắn cũng rõ ràng, một khi hắn thật sự khôi phục trí nhớ về võ học cùng thực lực cách đấu, nhất định sẽ đem bốn người trước mắt hù dọa ngất đi. Dù sao, thực lực nhiều bức của Tiêu Phi có thể dễ dàng giết bộ đội đặc chủng châu Mỹ hay binh lính Alpha như giết gà vậy. Có lẽ không ngờ rằng BDL cuồng vọng đến vậy, nên khi nghe lời nói của hắn, bất luận là tên đại hán cầm đầu hay là ba người đồng bạn đều có chút ngạc nhiên. Tốt lắm, ta thích những người thanh niên cuồng vọng như cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có phải có vốn liếng của mình, hy vọng cậu không làm cho ta phải thất vọng. Sau một chút ngạc nhiên, đại hán cầm đầu sắc bén nhìn Bùi Đông Lai, gần từng chữ. Tự giới thiệu một chút, ta là Jason, quốc tịch Israel, từng là thành viên của bộ đội đặc chủng dã tiểu tử Israel, sau đó trở thành giáo quan của nhóm bộ đội đặc chủng này, tiếp đó sang Mỹ rồi đến Nga làm giáo quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng của họ. Nghe thấy lời nói kiêu ngạo của Jason, Bùi Đông Lai phát hiện ba gã đeo kim sắc mặt nạ phía sau Jason nhìn hắn có phần kính sợ. Phần kính sợ ấy, khắc sâu vào tận xương tủy. Phát hiện này khiến Bùi Đông Lai hiểu được, vị đại hán Jason này đích thực có một quá khứ huy hoàng, là một nhân vật truyền kỳ. Hiểu được điều này, Bùi Đông Lai không tỏ ra kinh ngạc một chút nào, lại càng không có ý định chủ động lấy lòng Jason. Bởi vì hắn biết, nơi này cùng với thế giới bên ngoài Seattle sự bất đồng, hoàn toàn lấy thực lực để nói chuyện. Hắn có vạn lý do để tin tưởng rằng, dù hắn có tỏ ra tôn kính với đối phương như thế nào mà không bày ra được thực lực khiến họ tán thành, thì cũng sẽ như con chó bị đá ra ngoài mà thôi. Đúng như Bùi Đông Lai dự liệu, thấy hắn sau khi nghe Jason giới thiệu không có biểu hiện gì, vô luận là Jason hay ba gã đồng bạn đều âm thầm gật đầu, ấn tượng đối với hắn cũng có chút chuyển biến. Ta sẽ chịu trách nhiệm dạy cậu đánh nhau tay không và dùng vũ khí lạnh. Ấn tượng với thái độ của Bùi Đông Lai, Jason tiếp tục nói. Ba người phía sau ta sẽ dạy cậu cách dùng súng ống, ám sát và tâm lý học. Kênh, fanpage, The Rossi. Jason vừa nói xong, ba gã đồng bạn của hắn lần lượt giới thiệu bản thân, tuy nhiên không nhắc gì đến quá khứ của mình. Căn cứ theo an bài của Liễu tiểu thư, chúng ta sẽ có một tháng huấn luyện, trong khoảng thời gian này, cậu cần bước đầu nắm giữ những kỹ năng ta vừa nói. Jason lại nói, nếu một tháng sau cậu có thể thuận lợi tốt nghiệp mà vẫn tiếp tục muốn học tập, một người bạn khác của chúng ta sẽ đưa cậu đến Tuyết Sơn, núi cao, rừng rậm có địa hình phức tạp để cậu rèn luyện khả năng sinh tồn. Nghe được lời này, Bùi Đông Lai có chút giật mình. Hắn giật mình không phải vì năng lực của đám người Jason mà là vì trụ sở huấn luyện này của Liễu Nguyệt hoạt động mà không bị chính quyền can thiệp.
Tốt lắm tiểu tử, những điều nên nói ta đã cho ngươi biết rồi, kế tiếp, ta muốn tiến hành kiểm tra thân thể của ngươi, từ đó định ra kế hoạch huấn luyện ngươi trong thời gian tới. Thấy Bùi Đông Lai vẫn không nói lời nào, Jason cũng tính chấm dứt cuộc nói chuyện đầu tiên với hắn. Bây giờ ngươi dựa theo lời ta tiến hành một ít thí nghiệm. Nhớ kỹ, xuất ra toàn bộ sức mạnh. Được. Bùi Đông Lai gật đầu ý bảo chính mình hiểu được. Sau này trả lời chúng ta, đều phải nói, hiểu được thưa giáo quan. Jason lạnh lùng nói. Hiểu được thưa giáo quan. Bùi Đông Lai vừa học liền vận dụng ngay. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Jason, Fanbay và The Rossi ba người rời đi, chỉ còn nam nhân tên Ken ở lại. Hiển nhiên, hắn làm người thực hiện các kiểm tra đối với Bùi Đông Lai. Đi thôi, tiểu tử. Ken phất phất tay với Bùi Đông Lai. Vâng, giáo quan. Bùi Đông Lai đáp lại một tiếng, sau đó vừa đi, vừa đánh giá đại sảnh có chút đặc thù này. Ở trong đại sảnh, Bùi Đông Lai thấy được các loại dụng cụ huấn luyện, mà giữa đại sảnh còn có một cái lôi đài, mặt lôi đài là do bê tông tạo thành, mặt trên còn lưu lại những vết máu đỏ tươi. Gian đại sảnh này chủ yếu dùng cho huấn luyện cách đấu sao, bên kia là sân bắn, bên kia là nơi lắp ráp súng ống. Có lẽ là ấn tượng đối với Bùi Đông Lai cũng không tệ lắm, vừa đi, Ken vừa giới thiệu trụ sở huấn luyện huyết sát với hắn. Căn cứ giới thiệu của Ken, Bùi Đông Lai phát hiện, trụ sở huấn luyện này quả thực chính là ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Tiểu tử, đầu tiên ngươi cần tiến hành kiểm tra thị lực, thính lực, khứu giác, tiếp theo đó kiểm tra trí lực, rồi đến lực lượng. Độ mềm dẻo thân thể, phản ứng thần kinh, tốc độ, sức nhảy. Một lát sau, Ken giải thích cho Bùi Đông Lai về những cuộc kiểm tra sắp làm. Bùi Đông Lai cũng không hỏi nhiều mà lần lượt làm những thí nghiệm theo yêu cầu của Ken. Mỗi khi hắn hoàn thành hạng mục kiểm tra nào, Ken cũng ghi chép lại kết quả vào một cái bảng. Càng kiểm tra, Bùi Đông Lai càng phát hiện ánh mắt Ken đối với hắn đang dần thay đổi, có chút hương vị cổ quái như đang nhìn một con quái vật. Hơn ai hết, Bùi Đông Lai hiểu rõ nguyên nhân. Bởi vì hắn đã bước đầu dung hợp linh hồn của Tiêu Phi, các loại năng lực tiên thiên đó của hắn dù là Ken cũng vô pháp đánh đồng, phải dùng từ khủng bố để hình dung. Mặt khác, từ nhỏ hắn đã bị Bùi Vũ Phu dùng dược vật cải thiện cơ thể, lại kiên trì luyện tập dẫn thể thuật mười mấy năm trời, thân thể so với người luyện võ bình thường còn tốt hơn. Mà trong quá khứ, Bùi Vũ Phu dạy hắn bộ quyền pháp không biết tên, lại kiên trì mỗi ngày dùng loại thuốc bột đặc thù tắm cho hắn. Khiến các kỹ năng cơ thể của hắn tăng lên không ít. Ở hạng mục độ dẻo dai của cơ thể, Ken viết hai chữ, ưu tú mà khóc không ra nước mắt. Bởi vì ở mục trên, các năng lực tiên thiên chỉ có đánh giá, biến thái, còn sức nắm, sức bật, lực lượng, hắn đều đạt mức ưu tú. Trong bảng khảo sát chỉ có hai loại đánh giá này, ngoài ra không có loại đánh giá thứ ba. Đây rốt cục là loại quái vật gì thế này? Ken thầm hỏi chính mình, sau đó nói. Kế tiếp, tiến hành hạng mục kiểm tra thứ hai, phản ứng thần kinh, đầu tiên là kiểm tra tốc độ. Nói xong, hắn cầm bảng, mang theo Bùi Đông Lai đi đến hướng đối diện. Sau khi đi vào, người chỉ cần làm một việc né tránh hồng quang, mặc kệ người dùng biện pháp gì, miễn là không để hồng quang chiếu vào người là được. Trước khi Bùi Đông Lai bước vào cửa, Ken giải thích quy tắc thí nghiệm. Một khi người để hồng quang chiếu vào người thì kiểm tra sẽ chấm dứt. Vâng. Giáo quan. Bùi Đông Lai mỉm cười, đi vào phòng thí nghiệm. Ken, kết quả thế nào? Sau khi Bùi Đông Lai đi vào phòng, ba người Jason quay lại hỏi. Jason, ta rốt cục đã hiểu được vì sao tiểu tử đó lại có biểu hiện cuồng ngạo như thế. Ken cười khổ nói. Bốn người Jason đều là giáo quan do Liễu Nguyệt mời tới, mục đích chủ yếu là làm huấn luyện cho thành viên huyết sát đội của nàng. Cũng chính là những cỗ máy giết người. Bởi vì trước đó Liễu Nguyệt đã dặn dò nên họ cũng biết Bùi Đông Lai không giống như những người khác mà họ huấn luyện. Vì thế, bọn hắn đều cho rằng Bùi Đông Lai là bằng hữu của Liễu Nguyệt. Do đó việc huấn luyện cho Bùi Đông Lai này thì bọn hắn vốn cũng không coi trọng cho lắm. Bất quá, đối với biểu hiện của Bùi Đông Lai, hơn nữa thái độ cuồng ngạo lúc trước của hắn khiến cho bốn người có chút tò mò. Lúc này, nghe lời nói của Ken, trong lòng ba người Jason kinh ngạc. Không hẹn mà cùng hỏi. Tại sao? Chính các ngươi xem đi. Ken cười khổ đem cái bảng trong tay đưa cho Jason ba người. Sau một khắc, ba người Jason ai chẳng trải qua mưa bom bão đạn, cửu tử nhất sinh,
không dễ thay đổi sắc mặt mà giờ phút này cũng trở nên ngây dại nhìn bảng đánh giá trên tay. Dưới ánh đèn, bọn hắn mở to hai mắt nhìn cái bảng, thật lâu không có chuyển đi. Kên, ngươi xác định ngươi không có điền sai. Tiểu tử đó thân thể thoạt nhìn không sai, kết quả ưu tú thì cũng chấp nhận được, như thế nào mà năng lực tiên thiên sao 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 của hắn thành tích đều là khủng bố. Kên, có thể được ngươi đánh giá khủng bố, chẳng lẽ những năng lực đó của hắn so với ngươi, hoặc là nói so với chúng ta bốn người còn mạnh hơn. Một lát sau, ba người Jason lần lượt mở miệng hỏi, ngữ khí có chút cổ quái. Bọn họ cũng biết Kên quân nhân giải ngũ từ đại đội biên phòng thứ 9 của nước Đức, nơi nổi tiếng về kỷ luật. Không có khả năng Kên tùy tiện điền loạn vào bảng đánh giá. Mặt khác, họ lại cảm thấy Kên đánh giá có chút thái quá. Phương diện năng lực tiên thiên của hắn không phải tốt hơn, mà là tốt hơn rất nhiều so với chúng ta. Lời nói của Kên làm nghi hoặc của ba người biến mất hoàn toàn. Ách! Ba người Jason lập tức chớp chớp mắt, không biết nói gì cho phải. Mặc kệ các người có tin hay không, tóm lại, ta thấy hắn rất thích hợp làm quân nhân hoặc sát thủ. Kên hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ hỏi. Bây giờ, xem hắn thể hiện thí nghiệm phản ứng thần kinh như thế nào. Ba người Jason không nói gì nữa mà cùng Kên đi vào phòng điều khiển, thông qua tính chất đặc biệt của cửa kính trong phòng theo dõi Bùi Đông Lai. Trong phòng một mảnh tối đen, bất quá Bùi Đông Lai lại không có chút bồn chồn, mà kiên nhẫn chờ đợi. Tiếp đó, Kên bấm nút bắt đầu kiểm tra. Một đạo hồng quang đột nhiên xuất hiện trong phòng tối, bắn về phía Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai thoải mái làm ra động tác trốn tránh. Đạo hồng quang thứ hai xuất hiện, Bùi Đông Lai vẫn thoải mái tránh thoát. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Kế tiếp, BDL ở trong phòng tránh trái nhảy phải, cứng rắn không cho đạo hồng quang nào chạm vào người dù chỉ một lần. Thậm chí, khi hai đạo, ba đạo, bốn đạo hồng quang cùng lúc xuất hiện, Bùi Đông Lai hơi lộ vẻ chật vật nhưng vẫn là tránh được. Có lẽ trước đó Kên đã sớm bị Bùi Đông Lai dọa cho chết lặng nên nhìn thấy biểu hiện đầy kinh diễm của Bùi Đông Lai dù tỏ ra khiếp sợ, cũng không thể so sánh với biểu hiện của ba người Jason lúc này. Mắt thấy Jason ba người như là choáng váng, ngơ ngác nhìn Bùi Đông Lai biểu diễn ở trong phòng, Kên hỏi. Jason, ngươi làm giáo quan bộ đội đặc chủng, ngươi cho rằng thần kinh phản ứng của bộ đội đặc chủng có thể so sánh với hắn không? Ta hướng thượng đế thề, hắn là một quái vật. Khuôn mặt Jason run rẩy, trong giọng nói khiếp sợ không chút nào che giấu. Phạm Ba Đạt cùng De Rossi hai người gật gật đầu đồng ý. Sao đánh nhau kịch liệt? Sao sao ý nói tuy nhỏ mà vẫn có đầy đủ. Sao 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 năng lực bẩm sinh? Khi Bùi Đông Lai kết thúc kiểm tra phản ứng thần kinh của mình bước ra khỏi phòng, hắn cảm nhận được ba người Jason nhìn mình với ánh mắt dị thường. Đối với điều này, hắn cũng không thấy giật mình. Cũng không có biểu hiện ra cái bộ dạng tự cao tự đại. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi khiến cho bốn người chúng ta vô cùng kinh hỉ. Đồng dạng, ta cũng tin tưởng lời ngươi nói lúc trước. Có lẽ vì ngươi, trong tương lai bốn người chúng ta sẽ thấy kiêu ngạo khi có một người đệ tử xuất chúng. Thấy Bùi Đông Lai từ phòng kiểm tra bước ra, Jason cởi chiếc mặt nạ kim sắc trên mặt xuống, tươi cười nhìn Bùi Đông Lai, ánh mắt cũng trở nên thân mật hơn rất nhiều. Nghe thấy những lời Jason nói, lại nhìn khuôn mặt sắc cạnh kiên nghị của hắn, Bùi Đông Lai mơ hồ cảm nhận được một chút quen thuộc, nhưng cố gắng nhớ lại thì hắn không thể nghĩ ra mình đã gặp Jason ở nơi nào. Hẳn là Tiêu Phi nhận thức Jason, hay ít ra đã từng gặp Jason. Vài giây đồng hồ sau, Bùi Đông Lai mơ hồ đoán ra vấn đề. Tiểu tử, thân thể của ngươi tố chất vô cùng ưu tú không nói, toàn bộ năng lực tiên thiên lại vượt xa người thường, quả thật không thể tin nổi. Ba người Kên sau khi Jason bỏ mặt nạ cũng gỡ chiếc mặt nạ trên mình xuống, Kên rốt cục cũng bật ra cái nghi vấn trong lòng mình nãy giờ. Nhóc, trước kia ngươi lăn lộn chỗ nào? Ta là học sinh trung học, sắp tới sẽ vào đại học. Chuyện tình linh hồn của Tiêu Phi chính là bí mật lớn nhất của Bùi Đông Lai, hắn tất nhiên sẽ không nói cho bốn người Jason biết. Sinh viên, mợ nó, gặp quỷ rồi giấu lớn. Hắn làm sao thế? Trong một gian phòng khác. Thấy Bùi Đông Lai dừng bước, ngồi xuống ôm đầu thì De Rossi liền hỏi. Bá! Không trả lời, Jason liền nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Kên cùng FB theo sát ở phía sau. Bịch! Vài giây sau, Jason liền chạy tới, tung một cước đá văng cửa phòng. Tiểu tử,
ngươi làm sao vậy? Sau khi vào thì đám người Jason liền lần lượt chạy tới hỏi han, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh trí nhớ, trong nháy mắt liền biến mất. Hô! Dưới ánh đèn, sắc mặt Bùi Đông Lai như một tờ giấy trắng, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Jason mà đang ngồi ôm đầu, thở hổn hển. Ta không sao. Coi như lúc bốn người Jason chạy tới trước người thì Bùi Đông Lai liền chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình không có chuyện gì. Nghe được Bùi Đông Lai trả lời, nhìn vào trên người hắn chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch thì bốn người Jason tỏ ra phức tạp, tựa hồ đang suy nghĩ vì sao Bùi Đông Lai đột nhiên lại biến thành bộ dạng như vậy. Lúc này đây, Bùi Đông Lai cũng không có giải thích. Mới vừa rồi, những cảnh của Tiêu Phi đã hiện ra trong đầu của hắn. Dù sao thì Tiêu Phi cũng là quân nhân của Long Nha. Thân là quân nhân xuất sắc nhất của Trung Quốc thì không thể hoài nghi tinh thần yêu nước của Tiêu Phi. Mặt khác, mới vừa rồi trên chiến trường thì một ít trí nhớ của Tiêu Phi đã bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Chẳng qua là, Tiêu Phi thân là Long Nha, trí nhớ liên quan đến chiến đấu thật sự rất nhiều, thế cho nên trong lúc nhất thời Bùi Đông Lai không thể nào tiếp nhận được hơn nữa hắn lại bị đám người Jason cắt đứt. Đối với lần này, Bùi Đông Lai rất rõ ràng, nếu muốn dung hợp toàn bộ trí nhớ chiến đấu, các kỹ năng của Tiêu Phi trong một thời gian ngắn thì có thể khó làm được, hắn chỉ đành phải kiên nhẫn từng bước dung hợp mà thôi. Sau khi hiểu được điều này thì cả người Bùi Đông Lai liền dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn. Thấy một màn như vậy thì bốn người Jason liền tin Bùi Đông Lai quả thật là không có chuyện gì, bất quá tụi hắn lại đang tò mò vì sao đột nhiên Bùi Đông Lai lại trở nên lạ thường như vậy. Người trẻ tuổi, mặc dù chúng ta không biết tại sao, nhưng mà biểu hiện hôm nay của chú mày có thể nói là rất xuất sắc. Tò mò thì tò mò, cuối cùng ra dần cũng không có hỏi tiếp mà là lộ ra vẻ tươi cười. Chú mày là người thanh niên mà ta cảm thấy là có tiềm lực nhất. Cảm ơn. Đối với lời khen của Jason thì Bùi Đông Lai liền mỉm cười, nói câu cảm ơn. À, tiểu tử, người biết biệt danh trước kia của Jason là cái gì không? Là huấn luyện viên ma quỷ đấy. Mắt thấy Bùi Đông Lai nói câu cảm ơn thì fanpage liền tiến tới vỗ vỗ bả vai của Bùi Đông Lai. Ngươi hẳn là phải cao hứng, bởi vì ngay cả những đặc chủng binh của Mỹ quốc hay là bộ đội hải báo cũng không được Jason khen đâu. Dĩ nhiên là bản thân ta cũng cảm thấy ngươi xứng đáng được Jason khen ngợi. Nói xong thì fanpage còn bổ sung thêm một câu. Tiểu tử, khảo nghiệm đã kết thúc, hôm nay đến đây thôi. Jason thu lại nụ cười, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai đúng vào lúc 12 giờ trưa thì ngươi đến đây, chúng ta chính thức bắt đầu tiến hành đặc huấn cho ngươi. Dạ, huấn luyện viên. Hai chân Bùi Đông Lai khép lại, thân thể đứng thẳng như cây thương, lớn tiếng trả lời. Ha ha, thấy hành động của Bùi Đông Lai thì bốn người Jason đều nở ra nụ cười. Năm, sau, nhóm người Jason hộ tống Bùi Đông Lai đi xuống. Thấy một màn như vậy, hai gã đại hán bảo vệ liền trợn mắt há mồm. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn thì phàm là người tiền vào trụ sở huyết sát thì chưa từng có ai đủ tư cách để đám người Jason tự mình đưa tiễn. Thậm chí ngay cả Liễu Nguyệt cũng không có đãi ngộ như thế. Hoàn toàn ngược lại, không ít người tiến vào nơi đây, đều không thể nhận lấy cường độ huấn luyện kinh khủng này cho nên cuối cùng cả đám đều được quăng ra ngoài. Lúc này đây, Khương Nam đã chờ trực từ rất lâu. Bùi thiếu. Mắt thấy cửa thang máy mở ra, trước tiên Khương Nam liền chạy lên nghênh đón, trên mặt nở ra nụ cười giống như Phật Di Lặc. Mạnh khỏe, Khương ca. Bùi Đông Lai mỉm cười bắt chuyện, hắn cũng không tỏ vẻ tự cao tự đại. Thái độ của Bùi Đông Lai làm cho Khương Nam kính trọng thêm vài phần, đồng thời cười cười nói. Bùi thiếu, căn cứ vào an bàn của lão bản thì chúng ta đã chuẩn bị cho ngài một gian phòng, ngài có thể tắm rửa, dùng cơm. Thậm chí có thể nghỉ ngơi ở nơi này. Không cần, ta sẽ trở về. Bùi Đông Lai dứt khoát cự tuyệt ý tốt của Khương Nam, bởi vì hắn nhớ được bên ngoài vẫn còn A Long đang chờ hắn, hắn không muốn để cho A Long đợi quá lâu. Coi như lúc Bùi Đông Lai rời khỏi trụ sở thì trong này bốn người Jason đang tụ tập lại với nhau. Jason, ta đề nghị ngươi nên nói với Liễu Tiểu Thư, để cho tên tiểu tử này ở đây đặc huấn nửa năm. Fanpage đốt một điếu xì gà, nói. Ta tin tưởng qua nửa năm, tên tiểu tử này dưới sự chỉ bảo của chúng ta thì năng lực của hắn sẽ không kém gì so với mấy tên đặc chủng binh.
Ta đồng ý đề nghị của fanpage. Ngay cả Ken luôn nghiêm túc cũng tỏ ra thái độ. Ta cũng đồng ý. The Rossi phụ họa. Jason thấy ba người đều nói lên ý kiến thì hơi trầm ngâm một chút, nói. Thân phận của tên tiểu tử kia có chút đặc thù, ta cần phải thương lượng với Liễu tiểu thư một chút. Jason, người có thể nói cho Liễu tiểu thư biết, căn cứ vào hiệp nghị thì sau 2 tháng nữa chúng ta sẽ rời khỏi Trung Quốc nhưng chỉ cần nàng đồng ý đề nghị của chúng ta thì chúng ta sẽ ở đây thêm 4 tháng nữa. Fanpage lần nữa đề nghị. Lần này, Ken cùng The Rossi cũng không có mở miệng. Jason cũng không nói gì mà lấy ra một máy truyền tin đặc thù, liên lạc với Liễu Nguyệt. Tập đoàn Thiên Tường, trong phòng họp, ngồi ở vị trí chủ trì là Liễu Nguyệt, cảm nhận được tiếng run thì nàng lập tức cắt đứt cuộc nói chuyện của một gã phó tổng. Xin lỗi chư vị, ta cần nghe một cuộc điện thoại, mọi người cứ tiếp tục. Ân, thấy một màn như vậy thì mọi người đều ngạc nhiên. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn thì thân là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tương thì Liễu Nguyệt luôn điên cuồng với công việc. Mà hôm nay, lại bởi vì một cuộc điện thoại mà tạm thời rời khỏi phòng họp sao? Chẳng lẽ là Đông Phương Uyển Nhi hay là Đông Phương Lãnh Vũ gọi điện tới? Trong lúc nhất thời, mọi người liền đoán giả đoán non. Không để ý đến hành động khác thường của mọi người, sau khi ra khỏi phòng họp thì Liễu Nguyệt trực tiếp chạy thẳng vào văn phòng làm việc của mình. Xin lỗi Jason tiên sinh, lúc nãy đang ngồi họp nên không thể nghe máy được. Sau khi điện thoại được chuyển thì Liễu Nguyệt liền nói câu xin lỗi, sau đó mang theo vài phần chờ mong nói. Bây giờ thì có thể nói. Liễu tiểu thử, cô đưa tên tiểu tử kia cho chúng ta, sau khi kết thúc khảo nghiệm thì. Jason hưng phấn nói tiếp. Kết quả khảo nghiệm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Sao? Trong lòng Liễu Nguyệt vừa động, khẩn trương hỏi. Kết quả như thế nào? Thân thể cùng tố chất của hắn hoàn toàn xuất sắc, có thể so sánh với thành viên trong huyết sát sau khi đã trải qua đặc huấn. Jason trầm giọng nói. Bá! Nghe được câu nói này của Jason thì vẻ mặt của Liễu Nguyệt liền biến đổi. Bởi vì, Đông Phương Thần đã hao tốn không biết bao nhiêu tài chính để bồi dưỡng ra tổ chức huyết sát, tất cả thành viên trong này đều phải trải qua một cuộc đặc huấn khắc nghiệt. Mà sau khi trở thành thành viên trong huyết sát thì tố chất của mỗi thành viên trong này không kém gì so với một chi bộ đội đặc chủng. Mà hôm nay, Jason lại nói cho Liễu Nguyệt biết thân thể cùng tố chất của Bùi Đông Lai không thua kém gì so với thành viên của huyết sát sau khi trả qua đặc huấn. Ngoài ra, năng lực bẩm sinh của hắn còn khiến chúng tôi giật mình. Không đợi Liễu Nguyệt mở miệng, Jason đã nói tiếp, càng nói càng lộ ra vẻ hưng phấn. Có thể nói. Năng lực bẩm sinh của hắn là ưu tú nhất trong những người chúng tôi đã gặp. Ách! Lần này, Liễu Nguyệt trực tiếp há to miệng. Nàng tốn một lượng tài chính khổng lồ cùng với thông qua các mối quan hệ mới có thể mời được Jason cho nên nàng sẽ biết được quá khứ huy hoàng của Jason. Jason tiên sinh nói đây là, năng lực bẩm sinh của hắn còn xuất sắc hơn một ít quân nhân đặc chủng sao. Liễu Nguyệt cố kiềm chế nội tâm. Jason rất dứt khoát. Không phải xuất sắc mà là vượt xa hơn. Vượt xa hơn sao? Liễu Nguyệt cả kinh, thiếu chút nữa thì quăng đi chiếc điện thoại. Liễu tiểu thư, vốn là hiệp nghị của chúng là sau 2 tháng nữa sẽ kết thúc, nhưng mà sau khi 4 người chúng ta bàn bạc thì chỉ cần Liễu tiểu thư nguyện ý giao tên tiểu tử kia, để chúng ta tiến hành đặc huấn cho hắn thì chúng ta sẽ nguyện ý ở lại thêm 4 tháng nữa, ngoài ra sẽ không thu bất kỳ một chi phí nào khác. Jason tiên sinh, cảm ơn mọi người. Bên tai vang lên lời nói của Jason thì Liễu Nguyệt cố gắng điều chỉnh, sau đó nói. Chuyện này ta không thể làm chủ được, cần phải hỏi ý kiến của Đông Lai. Được rồi, chúng tôi sẽ chờ. Lời nói của Liễu Nguyệt làm cho Jason có chút tiếc nuối, bất quá hắn cũng biết nếu như Bùi Đông Lai không đồng ý thì hắn không cũng không còn cách nào khác. Tốt, cứ như vậy đi, hẹn gặp lại, Jason tiên sinh. Đô, đô. Mắt thấy đầu bên kia Jason kết thúc thì Liễu Nguyệt liền thở dài 2 hơi. Sau đó nàng không trở lại phòng họp mà nhìn qua bên ngoài cửa sổ, thở dài. Hổ phụ vô khuyển tử, lời này quả thật là không sai a. Đông Lai có thể vượt xa võ thần không? Trong lòng hiện ra ý nghĩ này, đôi mắt Liễu Nguyệt hiện lên vẻ chờ mong. Thời gian giống như nước chảy, thoáng một chút đã trôi qua. Trong lúc bất chi bất giác đã đến hạ tuần tháng 8. Thời tiết lúc này vô cùng nóng, có thể thấy các em luôn luôn mặc những chiếc áo 2 dây, quần thì bó sát vào, lộ ra những đường cong.
Sau buổi chiều thì Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày thường, đi trên chiếc Mercedes-Benz đến hội sở Đông Nguyệt. Ngồi ở trên xe, Bùi Đông Lai không có thưởng thức những em ở bên ngoài mà hắn đang trầm tư, cũng không biết là trong lòng suy nghĩ đến vấn đề gì nữa. Trải qua gần nửa tháng đặc huấn, cả người hắn dường như gầy đi một tí nhưng mà thân thể vô cùng rắn chắn, ánh mắt càng trở nên sắc bén. Đối với sự thay đổi của Bùi Đông Lai thì trong lòng A Long liền khiếp sợ không thôi. Mà về phần bản thân của Bùi Đông Lai thì lại vô cùng nghi ngờ. Bởi vì trong nửa tháng qua, hắn không có xuất hiện dấu hiệu tiếp tục cùng dung nhập linh hồn với Tiêu Phi. Mặc dù không có xuất hiện tình trạng trên nhưng mà hắn phát hiện ra, bất cứ là học tập ở nội dung nào như cách đấu hay súng ống thì hắn cứ đụng vào là biết, có thể nói rằng là tiến bộ vô cùng thần tốc. Ngay từ đầu, Bùi Đông Lai cho rằng bản thân mình dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên năng lực bẩm sinh đều tăng cường lên, học cái gì cũng nhanh chóng. Nhưng mà sau đó, bốn người Jason nói cho hắn biết cho dù năng lực bẩm sinh có biến thái đến đâu đi chăng nữa thì trong một thời gian ngắn cũng không thể tiến bộ nhanh đến như vậy, nhất là về phương diện súng ống, hắn có thể dễ dàng tháo hay lắp vào một khẩu súng bình thường. 40. Sau, khi Bùi Đông Lai vừa mới đến dưới hội sở Đông Nguyệt thì bốn người Jason đã sớm đừng chờ ở nơi đây. Tiểu tử, như cũ, 20, tập thể dục. Mắt thấy Bùi Đông Lai tiến vào sân huấn luyện thì Jason nói. 15, chạy chậm, 5, tăng tốc chạy nhanh. Vâng thưa giáo quan, Bùi Đông Lai vô cùng kính trọng đám người Jason này. Bởi vì hắn từ trong miệng của Liễu Nguyệt biết được, bốn người Jason chấp nhận ở lại Trung Quốc là vì hắn, hơn nữa bọn họ không lấy một đồng thù lao nào cả. Đây quả thật là một ân tình lớn đối với Bùi Đông Lai. Giống như với trước kia, sau khi chạy chậm 15, thì Bùi Đông Lai đột nhiên tăng tốc, hắn giống như là một cơn gió. Thân ảnh vô cùng mơ hồ. Ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc là tên tiểu tử này còn bao nhiêu tiềm lực. Thấy Bùi Đông Lai tăng tốc thì fanpage liếc mắt. Nếu như cách đây nửa tháng thì thân thể của hắn mặc dù có thể so sánh với một đặc chủng binh bình thường nhưng mà hôm nay thân thể của hắn có thể nói là đã gần như là bằng một quân nhân đặc chủng tinh nhuệ. Nghe được fanpage nói như vậy thì mấy người còn lại cũng không nói gì, bất quá vẻ mặt của bọn hắn cũng tỏ ra đồng ý. Bùi Đông Lai cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa của bản thân, đối với việc này thì hắn rõ ràng nhất, hắn có được như thế này hoàn toàn là do dược phấn của Bùi Vũ Phu cho hắn. Trong vòng nửa tháng qua, mỗi khi đặc huấn kết thúc thì hắn đều mỏi mệt, nhưng mà sau khi trở về dùng dược phấn pha vào để tắm thì cả thân thể hắn liền trở nên phấn chấn, ngày hôm sau hắn còn thể nhận thấy các cơ năng trong cơ thể mình tăng lên. Tốt lắm tiểu tử, khởi động đã xong. Mắt nhìn thời gian đã gần 20, thì Jason lên tiếng. Bên tai vang lên lời nói của Jason thì Bùi Đông Lai liền dừng lại, giống như ngày thường, hắn liền đi vào lôi đài giữa đại sảnh chuẩn bị huấn luyện cách đấu. Rất nhanh, Jason nhảy lên lôi đài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử, vẫn là quy cũ, toàn lực tấn công vào ta. Nghe được Jason nói như vậy thì Bùi Đông Lai cũng không có nóng lòng tấn công mà là âm thầm suy nghĩ. Trải qua nửa tháng đặc huấn, Bùi Đông Lai biết công phu cách đấu mà Jason đã dạy cho hắn hoàn toàn không giống với Bùi Vũ Phu. Jason thì chú ý đến ngoại công, luyện cho thân thể trở thành sắt thép, không ngừng đề cao lực lượng cùng thân thể, ở trong quá trình chiến đấu thông qua tốc độ khủng khiếp sẽ không thể để đối thủ có cơ hội tránh né, lấy lực lượng cuồng bạo đánh chết đối thủ, một kích chí mạng. Còn Bùi Vũ Phu thì chú ý đến nội, cái gọi là minh kính là đem lực lượng toàn thân đánh vào mục tiêu. Sau đó đột nhiên bùng nổ, lợi dụng sự bạo phát trong không khí, trong nháy mắt truyền ra tiếng vang giòn. Vèo. Sau khi lấy lại tinh thần, Bùi Đông Lai không nói hai lời, cả người liền bắn lên giống như là một mũi tên đã rời khỏi cung vậy, tốc độ cực nhanh bắn về phía Jason. Hô. Trong chớp mắt hắn đã đến trước mặt Jason, liền thuận thế tung ra một cước. Hiện giờ. Tuy rằng Bùi Đông Lai không thể đem toàn lực xuất ra nhưng mà lực lượng một cước này của hắn có thể nói là bá đạo vô cùng, một cước đá ra, trong không khí liền vang lên những tiếng vù, vù. Đối mặt với một cước của Bùi Đông Lai thì Jason cũng không có ngạnh kính mà hắn nhẹ nhàng lui về phía sau. Jason vừa lui ra thì lập tức làm cho một cước của Bùi Đông Lai đá vào khoảng không. Sau đó, không đợi Bùi Đông Lai thu chân, Jason liền tung người lên, hóa tay thành đao. Chém thẳng về phía cổ của Bùi Đông Lai. Mặc dù Bùi Đông Lai biết trong lúc đặc huấn Jason sẽ không sử dụng sát chiêu đối với hắn, tới thời điểm mấu chốt sẽ thu lại lực.
biết là thế nhưng hắn cũng không dám chậm trễ, hắn liền thu chân lại, sườn liền né qua một bên, cả động tác diễn ra vô cùng hành văn liền mạch. Mắt thấy Bùi Đông Lai né tránh, tay của Jason liền biến đổi, năm ngón tay mở ra, chụp thẳng vào yết hầu của Bùi Đông Lai. Dồn lực lượng, bạo phát tại một điểm. Đối mặt với một chiêu của Jason thì Bùi Đông Lai cũng không có trốn tránh, trong đầu của hắn hiện lên những lời ngày đó Bùi Vũ Phu đã nói cho hắn. Đồng thời, tay phải của hắn nâng lên, đấm thẳng vào năm ngón tay của Jason. Trong phút chốc, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đã được tập trung, truyền vào nắm đấm của hắn, lúc nào cũng có thể bạo phát được. Mặc dù không ngờ rằng Bùi Đông Lai sẽ dám lấy cứng đối cứng nhưng mà Jason trước tiên liền hóa trảo thành trưởng, hướng về phía nắm đấm của Bùi Đông Lai. Bạo! Trong lúc quyền trưởng giao nhau thì Bùi Đông Lai quát lên một tiếng lớn, lực lượng tập trung vào nắm đấm, toàn thân bùng nổ, tất cả bạo phát trên thủ trưởng của Jason. Oanh! Một tiếng giòn vang truyền ra, quyền trưởng giao nhau, lực lượng khủng bố làm cho cánh tay Jason rung lên, trên tay truyền đến một trận đau nhức. Phát hiện này, làm cho sắc mặt Jason không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn biết được lực lượng của Bùi Đông Lai, hắn tự tin bản thân sẽ có thể dùng trưởng để hóa giải lực lượng của Bùi Đông Lai sau đó hóa trưởng thành trảo, bắt lấy cổ tay của Bùi Đông Lai, khiến cho Bùi Đông Lai thúc thủ chịu trói. Hiện giờ, lực lượng một quyền của Bùi Đông Lai đã nằm ngoài dự tính của hắn, làm cho hắn không còn cách nào biến chiêu được nữa, hắn liền thu tay lại. Lần đầu tiên thấy lực lượng trong cơ thể tập trung lại một điểm thì trong lòng Bùi Đông Lai liền vui vẻ, đồng thời hắn dựa theo phương pháp lúc nãy rồi tung ra một cước. 3. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai đá ra một cước, nương theo một tiếng vang do bê tông dưới đất vỡ vụn ra, thậm chí có thể thấy một dấu chân rõ ràng. Thấy một màn như vậy thì ở dưới đài ba người còn lại đều khiếp sợ, đồng tử đột nhiên phóng đại. Không riêng gì bọn hắn mà ngay cả Jason cũng vẻ mặt kỳ lạ. Tiểu tử, tại sao lực lượng của ngươi đột nhiên lại trở nên mạnh như thế? Jason trừng mắt con mắt, nhìn chằm chằm vào mảnh vụn xi măng ở dưới đất, bộ mặt giật mình hỏi. Lực lượng của ta cũng không có tăng lên. Phát hiện được bản thân mình đã có thể đem lực lượng bản thân tập trung lại một điểm thì Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu nói. Ta chỉ học được một phương pháp phát lực. Phương pháp phát lực. Không đợi Jason mở miệng, ở bên dưới, fanpage đã nhảy dựng lên. Oh my god, chẳng lẽ đó là công phu truyền thuyết của tung của sao? Vâng, là công phu tung của. Bùi Đông Lai vừa cười vừa giơ nắm đấm lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Minh kính sẽ thành. Công phu Trung Quốc. Mắt thấy Bùi Đông Lai xác nhận việc này thì không riêng gì Jason mà ngay cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. Là một quân nhân đặc chủng hay là một sát thủ đều phải huấn luyện ở cường độ cao để phát ra tiềm lực của bản thân. Một lần rồi lại một lần đột phá cực hạn của bản thân, do đó những người có tố chất thân thể cao thường lợi dụng điểm này trong lúc giao thủ với kẻ địch mà một kích chí mạng, đạt được hiệu quả cao. Đây cũng gọi là thuật giết người, dùng lực lượng mạnh nhất tập kích vào nơi yếu nhất của địch nhân. Mà Bùi Vũ Phu dạy cho Bùi Đông Lai võ thuật truyền thống Trung Quốc thì càng chú trọng đến phương thức phát lực, dùng phương thức đặc thù để có thể khiến cho lực công kích tăng lên. Không biết Tiêu Phi có giống với đám người Jason không? Phải chăng là đều dùng ngoại công? Thấy vẻ mặt kỳ quái của bốn người thì Bùi Đông Lai thầm hỏi. Không có đáp án. Ở Bùi Đông Lai xem ra, phương pháp dạy cách đấu trong quân đội là đều chú ý đến chiêu thức để bắt địch. Tiêu Phi luyện tập ngoại công là tất nhiên nhưng mà Tiêu Phi thân là một long nha thần bí nhất. Dưới dạng như vậy thì rất có thể là Tiêu Phi sẽ chân chính luyện qua võ thuật truyền thống Trung Quốc. Xem ra sau này chính bản thân mình cần phải luyện nội công và ngoại công. Đem võ thuật truyền thống Trung Quốc kết hợp với thuật giết nhiều, như vậy thì sức chiến đấu mới có thể đề thăng lên được. Bùi Đông Lai âm thầm làm ra quyết định. Tiểu tử, lực lượng, tốc độ phản ứng cùng với sự mềm dẻo của thân thể của nhà người đã hơn hẳn cả ta. Kinh ngạc trôi qua, Jason lấy lại tinh thần, vẻ mặt phức tạp nói. Nhưng mà, khuyết điểm hiện giờ của ngươi chính là thiếu kinh nghiệm PK, cho nên ta cũng không có cái nào để dạy cho người nữa. Nghe Jason nói như vậy thì Bùi Đông Lai liền có chút ngạc nhiên nhưng sau đó hắn liền bình thường trở lại. Jason chính là giáo quan của mình cho nên tự nhiên hắn sẽ không thể trong quá trình luận bàn mà hạ tử thủ với mình, bởi vậy sẽ không có cách nào để có kinh nghiệm trong lúc chém giết sinh tử. Jason giáo quan, cảm ơn người. Hiểu được tất cả mọi chuyện, Bùi Đông Lai liền cúi đầu thật sâu nói cảm tạ với Jason. Sau này,
nếu ngươi muốn có thêm kinh nghiệm thì có vài cách, một là có thể tham gia hắc quyền, hai là gia nhập các dòng bình đoàn trên thế giới thông qua lửa đạn để khảo nghiệm bản thân, ba là có thể gia nhập bộ đội đặc chủng của quý quốc, chấp hành các nhiệm vụ đặc thù. Đối mặt với lời cảm tạ của Bùi Đông Lai, Jason cũng không có khách sáo, mà hắn nói ra những điều này cho Bùi Đông Lai biết. Ừ, Bùi Đông Lai gật gật đầu. Tiểu tử, ta nghĩ, ta cũng không có cái gì để dạy cho ngươi nữa. Lúc này, ba người còn lại nhảy lên lôi đài, Ken dùng một ánh mắt phức tạp nhìn vào Bùi Đông Lai nói. Ngươi đã nắm được những nguyên lý của súng, các kỹ xảo cùng với yếu tố dùng súng đã biết rõ, hiện giờ muốn đề cao lên thì chỉ cần luyện tập thêm, đồng thời giống như lời nói của Jason, ngươi cần phải trải qua những trận chiến thì tiểu tử ngươi mới có thể cảm nhận được cái cảm giác lần thứ hai được sống, đồng thời nó cũng trở thành một bộ phận không thể thiếu trong thân thể ngươi. Đây chính là một đạo lý để có thể trở thành một cao thủ chân chính. Tiểu tử, tuy rằng tham gia chiến đấu cũng có thể nâng cao năng lực ám sát của ngươi nhưng mà ta đề nghị ngươi nên tham gia chiến đấu ở bên ngoài, còn có thể cảm nhận được cảm giác làm sát thủ. Fanbay cũng nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi có năng lực lĩnh ngộ cực nhanh, tin tưởng rằng thông qua chiến đấu thì năng lực của ngươi sẽ tăng lên một cách đáng sợ, tâm lý cũng sẽ trở nên biến thái. De Rossi nói cuối cùng. Cảm ơn. Bùi Đông Lai không có đắc ý mà là khom người xuống. Tiểu tử, chúng ta không cần những lời cảm tạ của ngươi, chúng ta muốn biết sau này người sẽ trở thành một loại gì. Fanbay tức giận giáo huấn một câu, sau đó vẻ mặt chờ mong hỏi. Tiểu tử, ngươi còn không nói cho chúng ta biết, ngươi tính toán đi chỗ nào đây? Nhất thời Bùi Đông Lai không biết trả lời ra sao. Đối với hắn mà nói, tăng cường sức chiến đấu là bước thứ nhất. Hắn không muốn giống như Tiêu Phi hay bốn người Jason, biến thành một kẻ giết người, chấp hành những nhiệm vụ. Tạm thời thì chưa tính đến việc ấy. Thấy vẻ mặt chờ mong của bốn người thì Bùi Đông Lai cười khổ lắc đầu. Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai thì bốn người liền cảm thấy thất vọng. Tiểu tử, trừ bỏ việc gia nhập bộ đội đặc chủng quý quốc thì vô luận là người muốn đánh nhau ở hắc quyền ngầm hay là muốn gia nhập một dòng bình đoàn nào đó thì ta cũng có thể giúp ngươi. Jason không nhịn được mà nhắc nhở. Ta sẽ để lại phương thức liên lạc, sau khi quyết định thì có thể liên hệ với ta. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Bùi Đông Lai cũng biết là Jason muốn tốt cho mình, sau khi nói cảm tạ thì trong lòng hắn vừa động, nhịn không được mà hỏi. Jason giáo qua, ngài đã từng nghe nói qua Long Nha chưa? Long Nha. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì sắc mặt bốn người đều biến đổi. Thấy được điểm này thì Bùi Đông Lai biết, chẳng lẽ bốn người này cũng biết Long Nha sao? Long Nha là một chi bộ đội đặc chủng thần bí nhất của quý quốc, nhân số rất ít nhưng mà sức chiến đấu lại rất khủng bố. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, vẻ mặt Jason tỏ ra phức tạp, nói. Bọn họ là quân nhân đặc chủng cường đại nhất thế giới. Tiểu tử, không lẽ ngươi muốn gia nhập Long Nha sao? Jason nói xong thì vẻ mặt Fanbay kỳ lại hỏi. Bùi Đông Lai không trả lời mà hỏi tiếp. Bốn vị giáo quan, theo mọi người thì chênh lệch giữa ta và quân nhân đặc chủng trong Long Nha có lớn hay không? Lớn. Jason nói rõ ràng. Cách đấu thì miễn cưỡng người có thể so sánh với bọn họ, ngoài ra về các phương diện còn lại thì sự chênh lệch rất lớn, thậm chí cho dù người có công phu thần kỳ Trung Quốc đi chăng nữa, nhưng bởi vì người không có kinh nghiệm chiến đấu cho nên người cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe được lời giải thích của Jason thì Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn thông qua vẻ cuồng ngạo của Tiêu Phi thì đã đoán ra được Long Nha quả thật rất cường đại. Thậm chí, Bùi Đông Lai cũng rõ ràng, tuy rằng hắn đạt tới cảnh giới minh kính, lực lượng cùng tốc độ phản ứng vượt qua cả Jason nhưng một khi tiến hành quyết đấu sinh tử với Jason thì người chết nhất định sẽ là hắn. Tất cả chuyện này, đơn giản là hắn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng chênh lệch hiện nay giữa người và Long Nha không nhỏ, nhưng lấy tiềm lực của ngươi muốn đạt tới thực lực như bọn họ, thậm chí là vượt qua thì cũng không phải là một việc khó. Mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, vẻ mặt của Ken trở nên nghiêm túc nói. Nghe được Ken nói như vậy thì Bùi Đông Lai cũng cười, không nói gì cả. 10. Sau. Bùi Đông Lai rời đi khỏi trụ sở huấn luyện huyết sát. Trước lúc rời đi, Jason đã đưa cho hắn phương thức liên lại. Hơn nữa lại đưa cho Bùi Đông Lai một thanh quân đao M9. Trừ cái đó ra thì Ken cũng đưa cho Bùi Đông Lai khẩu xích P210.
nếu có một khẩu súng lục được xưng là binh thương chi vương thì đó chắc hẳn là khẩu xích P210. P210 được sản xuất từ Thụy Sĩ hoàn là làm bằng tay, vô cùng hoàn mỹ, độ chuẩn xác cao, độ tin cậy của súng cũng rất tốt. Bùi Đông Lai đi theo Ken nửa tháng để luyện súng thì biết được Ken rất thích khẩu P210 này, bất quá hắn cũng không cự tuyệt ý tốt của Ken. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngày mai bốn vị giáo quan sẽ rời khỏi Trung Quốc, không biết sau này có cơ hội gặp mặt lại không. Ra khỏi hội sở Đông Nguyệt thì Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm hỏi. Bùi thiếu. A Long liền mở cửa xe để Bùi Đông Lai đi lên. Long ca, tối nay ta sẽ ăn cơm với cổ hiệu trường, ca không cần phải chờ ta, trực tiếp chở xe đi. Bùi Đông Lai mỉm cười nói. A Long lắc lắc đầu. Không có việc gì, Bùi thiếu, ta sẽ chở ngài đến đó. Long ca, ta biết Liễu tỷ an bài ca ở bên cạnh ta là muốn bảo vệ ta. Bùi Đông Lai cười cười. Sau này không cần phải làm phiền Long ca nữa, ta có năng lực bảo vệ bản thân. Nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy, cảm nhận được sự tự tin của Bùi Đông Lai, A Long cũng biết được thực lực của Bùi Đông Lai đã tăng lên không ít, hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Bùi thiếu như vậy đi. Trước tiên ta chở ngài đến chỗ của cổ hiệu trưởng rồi sau đó xin chỉ thị của Liễu tỷ. Tốt. Bùi Đông Lai gật gật đầu, sau khi lên xe thì dự định gọi điện thoại nói cho Liễu Nguyệt biết một tiếng. Bởi vì lúc này là hoàng hôn cho nên kẹt xe, tận một giờ sau Bùi Đông Lai mới tới biệt thự của cổ Bồi Nguyên. Mà sau khi gọi điện thông báo cho Liễu Nguyệt thì A Long chở Bùi Đông Lai đến biệt thự của cổ Bồi Nguyên rồi rời đi. Sau khi A Long rời đi khoảng 10. Tại một tửu điểm 5 sao, Chu Phúc Thái đang bàn việc hợp tác với một người, sau khi nhận điện của thủ hạ, tranh thủ đi toilet rồi bấm điện thoại cho Tôn Vệ Đông. Vệ Đông, người của ta báo lại, sau khi tên tiểu tử đó rời khỏi hội sở Đông Nguyệt thì tên bảo tiêu của hắn đã rời đi. Sau khi điện thoại được chuyển thì vẻ mặt của Chu Phúc Thái phức tạp, hỏi. Cậu xem cần động thủ luôn không? Tục ngữ có câu, thù không qua đêm. Đối với Tôn Vệ Đông thì hắn nằm mơ cũng muốn trả thù. Nhưng mà bởi vì kiêng kỵ thân thủ khủng bố của Bùi Đông Lai, bởi vì sợ Đông Phương Lãnh Vũ sẽ ra mặt thay cho Bùi Đông Lai cho nên ngày hôm ấy hắn mới cố nén ý niệm báo thù, biệt khất mà rời đi. Về sau, hắn tự cho là đúng mà dẫn Chu Phúc Thái đến biệt thự đàn cung, kết quả là bị Liễu Nguyệt biểu quỳ xuống, sau đó giống như là một con chó Trung Quốc mà rời khỏi biệt thự. Sau đó... Trải qua phân tích thì hắn và Chu Phúc Thái cho rằng chính thái độ của bọn hắn đã chọc giận Liễu Nguyệt, vì thế bọn hắn liền đem Bùi Đông Lai trở thành miếng thịt trên thớt, muốn băm lúc nào là băm. Thế nhưng mà nửa tháng qua hắn gần như là không băm được. Hiện giờ, sau khi biết được bảo tiêu của Bùi Đông Lai đã rời đi, Tôn Vệ Đông lập tức nói. Chu Thúc, chúng ta đã đợi nửa tháng rồi, hiện giờ ngài nói chúng ta có nên động thủ không? Cổ Bồi Nguyên bên kia thì thúc không cần phải lo lắng. Nói xong, dường như biết Chu Phúc Thái còn băn khoăn cho nên Tôn Vệ Đông bổ sung thêm một câu. Hẳn là như vậy. Chu Phúc Thái hơi trầm ngâm, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta thấy dã tâm của hắn cũng không nhỏ, người như vậy một khi lớn lên sẽ cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết ngay từ trong trứng. Hiển nhiên là Chu Phúc Thái cũng biết được sự tồn tại của trụ sở huấn luyện huyết sát. Không riêng gì hắn mà ngay cả Tôn Vệ Đông cũng biết chuyện. Lúc này nghe được Chu Phúc Thái nói như vậy thì vẻ mặt của Tôn Vệ Đông lộ ra sát ý, nói. Chu Thúc, chúng ta ngàn vạn lần không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Yêu tâm đi Vệ Đông, ta đã tìm được hai người, đêm nay, tên tiểu tạp chủng kia cho dù có cánh cũng không thể thoát được. Chu Phúc Thái loại trừ vẻ băn khoăn, vẻ mặt lạnh lẽo tươi cười, giống như là đã thấy được bi kịch của Bùi Đông Lai. Lúc trước, ở trên đường đi đến biệt thự của cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai phát hiện mình bị theo dõi, hơn nữa người này cũng là người đã theo dõi mình trong vài ngày gần đây. Bất quá, Bùi Đông Lai lại không vạch trần, càng không biểu hiện ra ngoài, hắn tính toán sau khi rời khỏi biệt thự cổ Bồi Nguyên thì nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Màn đêm buông xuống, Bùi Đông Lai ngồi ở bên bàn ăn cùng với cổ Bồi Nguyên dùng cơm tối. Bên cạnh bàn cơm, trừ hắn và cổ Bồi Nguyên ra còn có một vị thiếu niên. Thiếu niên tên là Cổ Văn Cảnh là cháu của cổ Bồi Nguyên, cùng với Bùi Đông Lai thi vào đại học, thành tích cũng không có biến thái như Bùi Đông Lai, bất quá cũng nằm trong top 10 của Đông Hải.
Căn cứ theo lời nói của cổ Bồi Nguyên thì sau khi kết thúc thi đại học xong thì cổ Văn Cảnh liền đạp xe vòng quanh vùng núi, mãi đến đêm qua mới trở về. Đông Lai, tối nay ta gọi cháu đến dùng cơm là muốn giới thiệu Văn Cảnh cho cháu làm quen. Cơm qua ngũ vị, vẻ mặt cổ Bồi Nguyên mỉm cười, nói. Văn Cảnh, sau này cần phải học tập Đông Lai. Cổ Văn Cảnh cười nói. Thi đại học mà đạt được 745 điểm thì quả thật là quá pro a, Đông Lai, ca đây chuẩn bị theo đuổi em gái của cậu đấy. Trải qua tiếp xúc với cổ Văn Cảnh thì Bùi Đông Lai nhìn ra được cổ Văn Cảnh là một người rất hiền hòa. Mà nguyên nhân có lẽ là do cổ Văn Cảnh thừa kế của cổ Bồi Nguyên, mang theo vài dáng thư sinh, nhìn qua không có dã tâm gì. Nghe được cổ Văn Cảnh trêu ghẹo thì Bùi Đông Lai cười cười. Hiệu trưởng nói quá lời, cháu sẽ theo Văn Cảnh ca học tập. Cổ Bồi Nguyên cười nói. Chờ sau khi khai giảng xong thì ta đem hai đứa xếp vào chung một phòng, như vậy thì hai đứa sẽ có nhiều cơ hội để giao lưu với nhau hơn. Có lẽ là do nguyên nhân đạo bất đồng bất tương vi mưu cho nên cổ Văn Cảnh cũng không bài xích Bùi Đông Lai nhưng cũng không có ý lôi kéo làm quen, mà Bùi Đông Lai bên này cũng giống như vậy. Đối với việc ở chung phòng này thì cả cổ Văn Cảnh và Bùi Đông Lai cùng cười cười, không nói gì. Cổ Bồi Nguyên dường như cũng biết đây là lần đầu hai người gặp mặt, cho nên trực tiếp để cho hai người nói chuyện với nhau, cũng không có đề cập đến đề tài lúc nãy nữa. Một giờ sau, bữa cơm cũng đã kết thúc. Văn Cảnh, cháu đi nhiều ngày như vậy, phỏng chừng cũng đã mệt rồi, mau đi tắm rửa rồi lên phòng nghỉ sớm một chút, ông đến thư phòng tán gẫu với Đông Lai vài câu. Sau khi cơm tối kết thúc thì cổ Bồi Nguyên cười nói. Văn Cảnh đáp một tiếng, rồi sau đó hướng Bùi Đông Lai mở miệng. Đông Lai, tối nay ca không thể nói chuyện với chú, đợi sau khi chúng ta đến trường học thì sẽ chậm rãi trò chuyện với nhau. Tốt! Bùi Đông Lai gật đầu cười. Đông Lai! Ở chỗ của Liễu Nguyệt có quen không? Sau khi vào thư phòng thì cổ Bồi Nguyên khẽ nhấp một ngụm nước trà, hỏi. Bùi Đông Lai gật gật đầu, nói. Cũng tốt, cảm ơn hiệu trưởng đã giúp đỡ. Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cổ Bồi Nguyên nói xong, im lặng vài giây rồi lại hỏi. Ta nghe nói, cháu từng cùng với Đông Phương Lãnh Vũ đi tới tràng đua xe ngầm Bảo Sơn, hơn nữa mỗi ngày lại chạy tới hội sở Đông Nguyệt, có đúng không? Dạ. Nghe cổ Bồi Nguyên nói như vậy thì Bùi Đông Lai biết cổ Bồi Nguyên một mực chú ý đến mình, cho nên cũng không giấu giếm gì. Cùng Tiểu Vũ đi tới tràng đua xe Bảo Sơn là muốn nhìn một chút, còn về phần đến hội sở Đông Nguyệt là học chơi súng. Chơi súng. Nghe được hai chữ này, đôi chân mày của cổ Bồi Nguyên khẽ nhíu lại. Đông Lai, cháu đã ở đó 2 tháng rồi, cũng biết Liễu Nguyệt là ai chưa? Yên lặng trong giây lát, vẻ mặt cổ Bồi Nguyên tỏ ra phức tạp, hỏi. Bùi Đông Lai nhìn ra được, có vẻ cổ Bồi Nguyên không đồng ý về việc làm của mình, bất hắn cũng không giấu giếm gì, mà là gật đầu trả lời. Liễu Tỷ là chủ tịch của tập đoàn Thiên Tường, hơn nữa còn có một ít thế lực và sinh ý không thể lộ ra bên ngoài được. Tất cả những tài sản này là Liễu Nguyệt kế thừa từ ca ca của nàng, mà ca ca của nàng là đại ca SSD, phía dưới có không ít sản nghiệp bẩn. Cổ Bồi Nguyên nói, Đông Lai, cháu là một hạt mầm tốt. Thêm vào tự thân cháu cũng rất cố gắng, chỉ cần kiên trì tới cùng thì tiền đồ trong tương lai sẽ không thể đong đếm được. Cho nên, lão già như ta đây hy vọng cháu không bị cái lợi che mắt, mà đi con đường khác. Nói xong, cổ Bồi Nguyên không nhịn được mà thở dài, âm thầm hối hận lúc trước mình giới thiệu Bùi Đông Lai làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ. Cảm ơn lời nhắc nhở của hiệu trưởng. Mặc dù Bùi Đông Lai biết được bản thân mình sẽ không như vậy. Nhưng mà hắn cũng biết đây là hảo tâm của cổ Bồi Nguyên cho nên hắn lập tức nói cảm ơn. Ừ, thấy được trong đôi mắt của Bùi Đông Lai hiện lên vẻ kiên định thì cổ Bồi Nguyên có chút lo lắng, nhưng cũng không tiếp tục nói đến đề tài này nữa. Bởi vì cổ Bồi Nguyên biết rõ, nhân sinh của mỗi người đều dựa vào chính bản thân của người đó. Nửa giờ sau khi nói chuyện xong với cổ Bồi Nguyên thì Bùi Đông Lai liền rời khỏi biệt thự. Cùng lúc đó, bên ngoài biệt thự cổ Bồi Nguyên, một chiếc Passat có rèm che đang đứng ở một góc tối. Mẹ nó, đêm nay thừa dịp không có bà nương Liễu Nguyệt kia, nhất định phải đắc thủ, nếu không thì còn phải tiếp tục theo dõi. Trong ô tô, một tên thanh niên chọc đầu, hung hăng hút một điếu thuốc, âm trầm nói. Nương theo ngọn đèn bên đường thì có thể thấy được trên đỉnh đầu của hắn của một hình xăm, trừ thứ đó ra thì trên mặt của hắn còn có một vết sẹo, khiến người khác cảm thấy ghê sợ. Liên Hoa ca,
ca nói tên vương bát đản Chu Phúc Thái kia rốt cuộc sẽ đưa cho bát gia bao nhiêu tiền a? Vì sao bát gia lại dám mạo hiểm đắc tội với cả Liễu Nguyệt? Tên thanh niên ngồi ở vị trí lái mở miệng hỏi. So sánh với tên đại hán Liên Hoa mà nói thì tên thanh niên này có diện mạo khá tốt. Chẳng qua, ở Hàng Châu, thanh danh của tên này cũng không thua kém gì so với tên Liên Hoa kia. Bởi vì, hắn từng chặt ngón tay út của mình, sau đó đem xương làm thành một chiếc vòng rồi đeo ở trên cổ. Tàn nhẫn. Đây là tính cách của hắn trong giới hắc đạo ở Hàng Châu, thậm chí là ở cả phương Nam. Không ít tiền đâu. Liên Hoa hút một hơi, nghĩ nghĩ gì rồi nói. Nếu không thì bát gia sẽ không mạo hiểm như thế. Ta cũng nghĩ như thế. Vẻ mặt Cửu Chỉ buồn bực nói. Mẹ nó, nếu không phải sợ lộ ra thì chúng ta đã không phải theo dõi tên tiểu tử này cả nửa tháng. Không phải hôm nay đã xong sao? Liên Hoa bóp tắt tàn thuốc, cười âm trầm. Cửu Chỉ cũng không lên tiếng. Hắn vào Liên Hoa được xưng là Cửu Liên Bảo Đăng trong giới hắc đạo của Nam Phương. Trong một năm qua, bọn hắn chưa bao giờ thất bại khi làm một nhiệm vụ nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đã đến. 30 giây sau, Cửu Chỉ liền thốt ra khi thấy chiếc Mercedes-Benz S350 chạy ra khỏi tiểu khu, hắn lập tức hưng phấn vỗ vỗ vào bả vai của Liên Hoa. Trước tiên cứ theo sau đã, tìm vị trí thích hợp rồi động thủ. Liên Hoa liền khởi động xe. Trong Mercedes-Benz S350, Bùi Đông Lai thấy được chiếc Passat khởi động thì dường như là đoán được ý đồ của đối phương, hắn cố ý tăng tốc. Một lát sau, chiếc Mercedes-Benz S350 của Bùi Đông Lai đã đi về phía nội thành. Bởi vì biệt thự của cổ Bùi Nguyên nằm ở ngoại thành cho nên ở trên đường xe cộ qua lại cũng không nhiều. Năm, mắt thấy trên đường không còn chiếc xe nào cả thì Bùi Đông Lai liền giảm tốc độ lại, sau đó dừng xe ở ven đường. Hắc hắc, hắn lại chủ động dừng xe, giảm bớt phiền toái rồi. Thấy một màn như vậy thì Liên Hoa liền cười lạnh một tiếng. Mẹ nó, rốt cuộc cũng đã xong nhiệm vụ. Ngồi ở vị trí phụ lái, Cửu Chỉ khẽ lắc cổ. Đây là thói quen mỗi khi hành động của hắn. Két. Rất nhanh, chiếc Passat liền thắng lại, sau đó liền dừng lại phía trước chiếc Mercedes-Benz S350, phòng ngừa Bùi Đông Lai sẽ chạy trốn. Mắt thấy chiếc Passat dừng lại, Bùi Đông Lai cũng không có xuống xe mà lẳng lặng nhìn về phía trước. Khi hắn nhìn thì cửa chiếc Passat liền mở ra, trong nháy mắt cả Liên Hoa và Cửu Chỉ cùng xuống xe một lúc. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hai tên này lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhưng mà, điều làm cho Bùi Đông Lai chú ý nhất chính là ở trên người tên đầu chọc kia có súng. Trong nháy mắt, Bùi Đông Lai liền làm ra quyết định kết thúc. Cót két, Bùi Đông Lai không đợi hai tên kia đi vào, mà là chủ động mở cửa, bước xuống xe. Thấy Bùi Đông Lai xuống, Cửu Chỉ cùng Liên Hoa liền dừng bước, trong đó Liên Hoa liền vuốt chiếc đầu chọc của mình rồi nói. Tiểu tử, có người muốn mua cái đầu của mày. Nếu không muốn bị giày vò thì mau đi theo chúng ta. Hai tử, không cần phải sợ, tạm thời mày còn có thể hưởng thụ cuộc sống ở nhân gian, ấy mà, chỉ là một chút nữa thôi. Liên Hoa vừa nói xong, Cửu Chỉ liền bẽ vài ngón tay, nhẹ nhay xoay cổ một chút. Mặt khác, hai tử, không cần phải nghĩ cách cầu cứu, lại không cần phải nghĩ cách bỏ trốn, tính đến bây giờ thì không một ai có thể chạy trốn từ tay của huynh đệ chúng ta. Chẳng lẽ chúng mày cho rằng tao cố ý để Bảo Tiêu rời khỏi, sau đó dừng xe ở chỗ này là muốn chạy trốn sao? Nghe hai tên nói như vậy thì Bùi Đông Lai nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập vẻ hài hước. Anh đây đã biết chúng mày theo dõi từ lâu rồi. Quát! Bên tai vang lên lời nói, lại thấy vẻ hài hước trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Cửu Chỉ cùng với Liên Hoa đều giật mình, chẳng lẽ là do Bùi Đông Lai cố ý? Bá! Trong lòng hiện lên ý nghĩ này thì sắc mặt của Liên Hoa và Cửu Chỉ liền biến đổi, mà Liên Hoa theo bản năng liền muốn rút súng ra. Vèo! Không đợi Liên Hoa rút súng ra, một đạo hắc ảnh đã hiện lên, Bùi Đông Lai giống như quỷ mị, trong nháy mắt đa xuất hiện trước mặt của Liên Hoa và Cửu Chỉ, hắn híp mắt nhìn vào hai tên này. Không cần giãy giụa làm gì, vừa rồi ta có thể giết các ngươi 10 lần. Không cần giãy giụa làm gì, vừa rồi ta có thể giết các ngươi 10 lần. Ban đêm yên tĩnh, lời nói của Bùi Đông Lai giống như là một đạo sấm đột nhiên vang lên giữa mùa xuân, Cửu Chỉ và Liên Hoa nghe thế thì khẽ run lên, mà động tác rút súng của Liên Hoa cũng dừng lại.
Dựa vào tư liệu mà Chu Phúc Thái cung cấp thì Bùi Đông Lai chỉ là một tên gia sư của Đông Phương Lãnh Vũ, có công phu mèo cao, hạ thủ tàn nhẫn mà thôi. Mà hiện giờ trong con mắt của bọn hắn thì Bùi Đông Lai lại biến thành thợ săn, không chờ bọn hắn rút súng ra thì Bùi Đông Lai đã xuất hiện trước mặt. Loại tương phản này đã làm cho Cửu Chỉ và Liên Hoa chấn động. Là ai phái các ngươi tới? Mắt thấy Cửu Chỉ và Liên Hoa không dám hành động thiếu suy nghĩ, Bùi Đông Lai mở miệng lần nữa. Là Chu Phúc Thái hay là Tôn Vệ Đông? Chưa trả lời. Trong màn đêm, Liên Hoa và Cửu Chỉ nhìn nhau một lát, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác, cả hai cùng rút chủy thủ và súng lục ra. Tuy rằng bọn hắn chấn kinh nhưng mà dù sao thì cả đời bọn hắn cũng sống trên lưỡi đao, cho nên tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói mà tính toán cá chết rách lưới. Muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Mắt thấy hai người không cam lòng khuất phục, muốn chống lại thì Bùi Đông Lai cười lạnh, liền xuất ra một trường. Hô! Một trường của Bùi Đông Lai truyền ra một tiếng xé gió, như đao phóng hướng về phía Cửu Chỉ. Ba! Cửu Chỉ vừa mới lấy ra chủy thủ, còn chưa kịp vung lên thì bàn tay của Bùi Đông Lai đã tới, đánh vào mặt của Cửu Chỉ. Răng rắc! Âm thanh gãy xương vang lên. Lực đạo trực tiếp làm gãy quai hàm của Cửu Chỉ hơn nữa còn làm hắn bay ra bên ngoài. Ông, trên không trung bên tai Cửu Chỉ vang lên nhưng tiếng ông, vết máu tươi trên mặt hắn tràn ra, nửa bên mặt đã nát bấy, cả khuôn mặt đã nhuộm màu đó, vô cùng thê thảm. Hô, Bùi Đông Lai cũng không dừng lại, tay phải của ngắn đột nhiên chém ra, năm ngón tay mở ra, chụp vào cổ tay của Liên Hoa. Thật vất vả lắm Liên Hoa mới móc được súng ra. Định đem họng súng chĩa vào đầu Bùi Đông Lai nhưng phát hiện cổ tay của mình đã bị giữ lại, không thể nổ súng. Súng không phải là thứ mà ngươi có thể dùng để đùa giỡn. Bùi Đông Lai mỉm cười, tay phải đột nhiên phát lực. Răng rắc. Trong nhất thời, tay phải của Liên Hoa đã bị gãy, súng lục rơi xuống, Bùi Đông Lai liền lấy được súng, họng súng nhắm ngay vào đầu Liên Hoa. Tay không đoạt súng. Vô cùng đau đớn, Liên Hoa hít một hơi thật sâu. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu từ trên trán hắn rơi xuống, hắn không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngươi nói đi, nếu ta bóp cò thì viên đạn sẽ bay về đâu? Bùi Đông Lai mỉm cười, chậm rãi đem nòng súng bỏ vào trong miệng của Liên Hoa, chậm rãi mở miệng nói. Giáo quan dạy ta bắn súng có nói, sẽ theo cái ót này mà đi ra. Nói xong, sát ý trên người của Bùi Đông Lai bộc phát. Ô! Cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng, nhận thấy được sát ý trên người của Bùi Đông Lai thì LN sợ tới mức vẻ mặt trở nên tái nhợt. Đối mặt với nòng súng đã chĩa vào mồm thì hắn phát hiện được ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Mà bên kia, Cửu Chỉ cố gắng nén đau mà đứng dậy, hắn ngạc nhiên khi phát hiện Bùi Đông Lai đang đem nòng súng nhét vào trong miệng của Liên Hoa. Phát hiện này làm cho đồng tử hắn mở to ra, sau đó hắn cắn răng, cố gắng vung tay, dùng sức lấy chủy thủ ra. Liên Hoa thích chơi súng, Cửu Chỉ thích chơi đao, hơn nữa đao kỹ của hắn không tầm thường. Vù! Trong màn đêm, Cửu Chỉ dùng sức phung thanh chủy thủ lên, nhắm ngay cổ của Bùi Đông Lai mà vung tới. Dư quang thấy được thanh chủy thủy đang bay về phía mình thì tay trái của Bùi Đông Lai liền vung lên. Bụp! Ngay sau đó, Bùi Đông Lai đã thuận thế, trực tiếp nắm được thanh chủy thủ. Ra! Thấy được hành động chỉ có trong phim thì miệng của Cửu Chỉ há to ra. Thiếu chút nữa mà bị hù chết. Liên Hoa cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt của hắn mở to còn hơn cả mắt trâu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Tốc độ quá chậm. Bùi Đông Lai cười lạnh, đột nhiên phóng thanh chủy thủ ra. Hô! Thanh chủy thủ hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ so với Cửu Chỉ thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vèo! Trong phút chốc, thanh chủy thủ đã đến trước người Cửu Chỉ, trực tiếp xuyên thẳng vào tay của hắn. Đau đớn kịch liệt làm cho Cửu Chỉ không kìm lòng được mà phát ra một tiếng kêu rên. Sợ. Giờ phút này, Cửu Chỉ thật sự sợ. Hắn đã từng giết người, hơn nữa không chỉ giết một người. Nhưng mà, đối mặt với Bùi Đông Lai thì hắn giống như là một đứa trẻ nhỏ đang đứng trước mặt một người lớn, không đáng được nhắc tới. Bởi vì sợ hãi nên Liên Hoa cố gắng cầu xin. Kết quả là bị nòng súng nhét vào trong mồm nên chỉ có thể phát ra những tiếng ô. Ô, ta chỉ lưu lại một viên đại, mày chỉ có một cơ hội để nói chuyện. Bùi Đông Lai rút nòng súng ra, sau đó để lại trong đó một viên đạn.
nếu ta nói thì ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Thấy động tác của Bùi Đông Lai thì thân hình Liên Hoa run lên. Mày có tư cách nói điều kiện với ta sao? Bùi Đông Lai lẳng lặng nhìn Liên Hoa. Không, không có. Liên Hoa sợ tới mức thiếu chút nữa là tè ra, nói chuyện cả lăm. Là Chu Phúc Thái tìm chúng ta. Gọi điện báo cho hắn, nói cho hắn biết mày đã bắt được ta, sau đó tìm một địa phương gặt mặt. Bùi Đông Lai nói nhanh gọn, dường như hắn đã suy nghĩ ra đối sách. Không trả lời, Liên Hoa liếc mắt nhìn về phía Cửu Chỉ. Không hiểu lời tao nói à? Không, không phải, hắn phụ trách liên lạc với Chu Phúc Thái. Liên Hoa sắp khóc, nếu hắn có thể liên lạc với Chu Phúc Thái thì còn dám lẻ nhẻ sao? Cửu Chỉ cũng biết dường như tối nay mình đã đá trúng thiết bản, cho nên không dám nhiều lời, liền rút một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra. Gọi điện thoại, không nói đến việc này. Bùi Đông Lai hơi trầm ngâm, mở miệng lần nữa. Dạ, dạ. Tay phải của Cửu Chỉ đã bị máu tươi nhuộm đó, cầm điện thoại lên thì tay hắn không ngừng run rẩy, cả nửa ngày cũng chưa bấm được số. Thấy một màn như vậy thì Bùi Đông Lai liền nhíu mày. Thấy Bùi Đông Lai nhíu mày, Liên Hoa hoảng sợ, không đợi Bùi Đông Lai mở miệng hắn đã vội vàng chạy đến bên người Cửu Chỉ, cầm lấy di động, bấm số của Chu Phúc Thái. Tại khách sạn 5 sao, Chu Phúc Thái nghe được di động vang lên thì lập tức rút ra. Thấy được người gọi là Cửu Chỉ thì Chu Phúc Thái không khỏi vui vẻ, vội vàng nhấn trả lời, hỏi. Đã bắt được người chưa? Vâng, Chu lão bản, chúng ta hiện giờ đem hắn đến đâu đây? Mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng Liên Hoa cũng cố gắng không chế ngôn từ của mình. Ngày hôm ấy, khi Cửu Chỉ và Liên Hoa vừa mới đến Đông Hải thì Chu Phúc Thái đã dẫn hai người ăn chơi, nhậu nhẹt, chơi gái, cho nên đối với giọng nói của Liên Hoa thì Chu Phúc Thái cũng không lạ gì. Lúc này nghe được Liên Hoa nói như vậy thì trên mặt Chu Phúc Thái hiện ra vẻ hưng phấn, suy nghĩ một chút rồi nói. Đem người tới bến tàu, lát nữa ta sẽ nói vị trí cụ thể. 3. Nói xong, Chu Phúc Thái liền cúp điện thoại. Đô, đô, bến tàu phải không? Trong màn đêm, vẻ mặt của Liên Hoa cùng Cửu Chỉ đều sợ hãi nhìn về phía Bùi Đông Lai, cảm giác như Bùi Đông Lai là một tử thần, lúc nào cũng có thể lấy mạng của bọn hắn. Lấy xe của các ngươi đi. Bùi Đông Lai nói xong thì liền đi tới chiếc Passat, đồng thời rút di động ra bấm số của Đông Phương Lãnh Vũ, nói A Long đến đây lái xe về. Có lẽ biết mạng sống của mình nằm trong tay của Bùi Đông Lai cho nên cả Cửu Chỉ và Liên Hoa đều không dám mang tâm tư khác, thành thành thật thật đi vào xe rồi do Liên Hoa lái xe đi đến bến tàu. Cùng lúc đó, Chu Phúc Thái đã ngồi vào chiếc Mercedes-Benz S600 đi đến bến tàu, đồng thời bấm số điện thoại của Tôn Vệ Đông. Vệ Đông, đã bắt được tên tiểu tập chủng kia, hiện giờ đã đưa hắn tới kho hàng ở bên tàu, cháu có qua không? Sau khi điện thoại chuyển tới thì Chu Phúc Thái liền nói, khóe miệng hắn nở ra nụ cười lạnh như băng. Cha cháu hôm nay về, muốn tìm cháu nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại, vẻ mặt Tôn Vệ Đông buồn bực. Chu Thúc, Thúc nhớ kỹ, không cần phải đùa chết tên tiểu tử đó, lưu lại nửa cái mạng cho cháu. Không thành vấn đề. Chu Phúc Thái đáp ứng một cách sảng khoái. Thúc chờ cháu. Một tên tiểu tạp chủng ở trong núi bước ra, hắn nghĩ có thể ở địa phương Đông Hải này lại muốn hỗn hay sao? Cúp điện thoại, Chu Phúc Thái châm một điều xì gà, vẻ mặt cười lạnh nói. Dám chặt dứt hai chân nhi tử ta sao? Tao muốn băm mày ra thành ngàn mảnh rồi vứt cho cá ăn. Sông Hoàng Phổ không ngừng chôn lấy hài cốt, còn chôn cả dã tâm. 20 năm trước. Người nói muốn ném qua tử xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn đã bị vứt xuống sông Hoàng Phổ. 20 năm. Bùi Đông Lai ra sao? Hắn sẽ làm cho những người này phải cảm thấy hối hận khi đã đầu thai, sống ở trên đời này. Cảng Đông Hải, vào ban đêm, những ngọn đèn chiếu sáng cả cảng, trên cảng từng container được các cần cầu cầu lên, có thể thấy được những công nhân đang làm việc, thậm chí còn nghe được những tiếng quát lớn của bọn họ. Trong một kho hàng. Thân là chủ tịch tập đoàn Thái Hòa thì miệng Chu Phúc Thái ngậm một điếu xí gà, nhìn ra cửa kho hàng, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt hiện lên vẻ hưng phấn mà tàn nhẫn. Rút gân, lột da, róc xương. Ngay khi trên đường đến đây thì hắn đã suy nghĩ hơn 10 cách để trị Bùi Đông Lai. Mặc dù hai người Cửu Chỉ và Liên Hoa còn chưa mang Bùi Đông Lai đến nhưng mà hắn đã rất muốn báo thù rồi. Lúc này, trong chiếc Passat,
lòng bàn tay của Liên Hoa đổ mồ hôi mà ngồi ở vị trí phụ lái, bởi vì bị mất máu quá nhiều cho nên sắc mặt của Cửu Chỉ giống như tờ giấy trắng. Giờ phút này, vô luận là Liên Hoa hay Cửu Chỉ thì trên mặt của hai người cũng không tìm thấy vẻ hung hăng hay càn quấy, nếu có thì đó chính là vẻ sợ hãi thấm vào tận sâu trong xương tủy. Đến nơi rồi. Mắt thấy địa điểm đã hiện ra trước mắt thì Liên Hoa có nén sự sợ hãi trong nội tâm, run rẩy mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt của Bùi Đông Lai. Nghe được Liên Hoa nói thì Bùi Đông Lai cũng không có hé răng. Bùi Đông Lai trầm mặc khiến cho Liên Hoa và Cửu Chỉ cảm thấy sợ hãi, bọn hắn sợ Bùi Đông Lai sẽ giết người diệt khẩu. Một phút sau, Liên Hoa dừng xe trước kho hàng, hắn cũng không dám mở cửa xe, cũng không dám lên tiếng mà là ngồi im một chỗ, mà bên cạnh hắn Cửu Chỉ cũng không khá hơn, trên mặt Cửu Chỉ xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh. Các người theo ta xuống xe. Bùi Đông Lai hờ hững nói một câu, sau đó mở cửa xe rồi đi nhanh vào bên trong kho hàng, tựa hồ hắn không sợ Cửu Chỉ và Liên Hoa sẽ chạy trốn. Nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì Cửu Chỉ và Liên Hoa liền âm thầm thở ra rồi liền xuống xe, đi theo Bùi Đông Lai. Trong kho hàng, Chu Phúc Thái thấy bóng dáng của Bùi Đông Lai xuất hiện ngay cửa kho hàng thì đồng tử của hắn đột nhiên phóng đại, sau đó cười lạnh vứt điếu xì gà xuống. Tiểu tạp chủng, ngươi tưởng rằng ngươi có Liễu Nguyệt làm chỗ dựa thì ta không dám động tới mày sao? Trong kho hàng, Chu Phúc Thái mang theo tên lái xe đi ra. Đêm nay, bản thân ta muốn nhìn Liễu Nguyệt có cánh cũng có thể bay đến cứu ngươi được không? Nói xong, Chu Phúc Thái nở nụ cười. Cảm giác kia như muốn nói, lúc này Bùi Đông Lai đã là cá nằm trên thớt, hắn muốn làm gì thì còn phải xem tâm tình của hắn ra sao. Chỉ là, nụ cười trên mặt hắn nhanh chóng liền cứng ngắc. Bởi vì hắn thấy rõ vẻ mặt của Bùi Đông Lai mà ở phía sau Bùi Đông Lai trên bàn tay của Cửu Chỉ còn xuất hiện vết máu. Cửu Chỉ, chẳng lẽ các ngươi gặp của người Liễu Nguyệt ư? Thấy tình cảnh bi thảm của Cửu Chỉ, nụ cười trên mặt Chu Phúc Thái liền biến mất, hắn nhịn không được mà hỏi. Ở hắn xem ra, nếu thật sự Cửu Chỉ cùng Liên Hoa xảy ra xung đột với Liễu Nguyệt thì chuyện này liền trở nên có chút khó giải quyết. Ba, không trả lời. Vẻ mặt Bùi Đông Lai không thay đổi, đi đến chỗ của Chu Phúc Thái mà phía sau Liên Hoa cùng Cửu Chỉ hai người theo sát Bùi Đông Lai, tiếng bước chân nặng nề liền vang lên trong kho hàng. Ân, Cửu Chỉ và Liên Hoa trầm mặc, không nói chuyện khiến cho Chu Phúc Thái cau mày, theo sau lại hỏi. Tại sao hai người không nói chuyện? Nói chuyện ư? Giờ phút này, Cửu Chỉ và Liên Hoa hận không thể bóp cổ Chu Phúc Thái. Trong lúc trầm mặc, ba người Bùi Đông Lai đã đi đến gần Chu Phúc Thái, khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn. Rốt cuộc, Chu Phúc Thái cũng nhìn rõ biểu tình của ba người Bùi Đông Lai. Dưới ánh đèn, vẻ mặt Bùi Đông Lai bình tĩnh, bước chân trầm ổn, mà hai người Liên Hoa cùng Cửu Chỉ thì sắc mặt bọn họ tràn ngập vẻ sợ hãi, toàn thân mồ hôi toát ra như mưa, bước chân vô cùng nặng nề, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất vậy. Bá! Phát hiện này làm cho sắc mặt Chu Phúc Thái liền biến đổi. Một điềm báo không tốt hiện lên trong lòng của hắn. Lão bản, dường như tình huống có chút không đúng. Không riêng gì Chu Phúc Thái mà ngay cả tên tài xế của hắn cũng nhận ra điểm không thích hợp. Cửu Chỉ, Liên Hoa, rốt cuộc là các ngươi đang làm cái trò quỷ gì đây? Chu Phúc Thái cắn răng, mở miệng hỏi lần nữa, nhưng mà giọng nói không còn giống như lúc trước nữa, thanh âm mơ hồ có chút run rẩy. Lúc này đây, sau khi Chu Phúc Thái nói xong thì Bùi Đông Lai liền dừng bước, khoảng cách Chu Phúc Thái không đến 5 thước. Hai người có muốn sống hay không? Sau khi dừng bước, Bùi Đông Lai giống như đã đem Chu Phúc Thái trở thành không khí, hắn quay đầu lại phía sau hỏi. Bá! Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, trong nháy mắt vẻ mặt của Chu Phúc Thái và tài xế của hắn liền cuồng biến. Dưới ánh đèn, bọn hắn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai. Trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Phải biết rằng, Cửu Chỉ và Liên Hoa phụ trách đưa Bùi Đông Lai đến đây để tùy ý Chu Phúc Thái xử trí, mà hiện giờ Bùi Đông Lai lại hỏi Cửu Chỉ và Liên Hoa, hai người có muốn sống hay không? Chu Phúc Thái cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, hắn cố gắng mở to mắt, để nhìn rõ ràng. Muốn chết sao? Đương nhiên là không. Bọn hắn liền gật đầu, sau đó Bùi Đông Lai nói tiếp. Xử lý hắn. Ta sẽ bỏ qua cho hai ngươi. Mắt thấy Liên Hoa cùng Cửu Chỉ gật đầu thì Bùi Đông Lai mỉm cười. Tiểu tạp chủng, ngươi nói cái gì?
Mắt thấy Bùi Đông Lai gật đầu thì Chu Phúc Thái mở to hai mắt, giống lên, hắn không tin mọi thứ trước mắt là sự thật. Dù sao, Cửu Chỉ và Liễu Nguyệt cũng là người mà hắn mời về để xử lý Bùi Đông Lai, hiện giờ Bùi Đông Lai lại muốn Cửu Chỉ và Liên Hoa xử lý hắn. Chu Phúc Thái chỉ cảm thấy cả thế giới này đảo lộn cả rồi. Tốt! Lại nghe Bùi Đông Lai nói tiếp thì cả Cửu Chỉ và Liên Hoa đều run lên, sau đó giống như là từ địa ngục trở lại thiên đường, khí lực toàn thân đã khôi phục lại. Sau đó, không đợi Chu Phúc Thái lấy lại tinh thần thì Cửu Chỉ cùng Liên Hoa đã vọt tới người Chu Phúc Thái. Cửu Chỉ, Liên Hoa, các ngươi làm gì đây? Mắt thấy ánh mắt của Cửu Chỉ cùng Liên Hoa lộ ra sát ý thì Chu Phúc Thái sợ tới mức cả người run lên, giọng nói run rẩy. Không riêng gì hắn mà ngay cả lái xe cho hắn cũng sợ tới mức vỡ mật. Chu Phúc Thái, ta cào nãi nãi nhà ngươi, ngươi còn mặt mũi hỏi chúng ta làm gì ư? Đối mặt với lời chất vấn của Chu Phúc Thái thì Cửu Chỉ mở miệng, giọng nói vô cùng phẫn nộ, ở hắn xem ra, nếu như không phải tình báo của Chu Phúc Thái sai lầm thì làm sao hắn lại có thể biến thành bộ dạng như thế này? Không riêng gì Cửu Chỉ mà ngay cả Liên Hoa cũng vô cùng giận dữ. Tình báo nói rằng Bùi Đông Lai chỉ là công phu mèo cào. Ở hắn xem ra, nếu như công phu của Bùi Đông Lai là mèo cào như lời nói của Chu Phúc Thái thì người tự xưng là cao thủ như hắn nên nhảy xuống sông Hoàng Phổ đi. Cửu Chỉ, Liên Hoa, ta và lão đại của các ngươi có quen biết với nhau, các ngươi. Mắt thấy Cửu Chỉ và Liên Hoa lộ ra bộ dạng đằng đằng sát khí thì Chu Phúc Thái liền ăn nói lộn xộn. Bá! Chu Phúc Thái không mở miệng thì thôi. Tới lúc mở miệng thì Cửu Chỉ liền tức điên lên, hắn nén đau rút thanh chủy thủ bên hông ra. Để cho ta tới. Coi như lúc còi cảnh sát vang lên giữa đêm tối, từng chiếc xe cứu hỏa đi về phía cảng Đông Hải thì trong một khu biệt thự ở Đông Hải, vẻ mặt Tôn Vệ Đông lộ ra vẻ nghi ngờ, đi vào thư phòng. Vào đi. Trong thư phòng, truyền ra một giọng nói uy nghiêm. Cót két. Nương theo tiếng mở cửa, Tôn Vệ Đông đẩy cửa vào. Rõ ràng thấy được phụ thân mình Tôn Tường Vân đang ngồi ở trên ghế. Dù cho khi đã hết giờ làm việc, nhưng Tôn Tường Vân vẫn mang trên người một bộ quân trang, bộ dáng không giận mà uy. Cha! Đi vào thư phòng, Tôn Vệ Đông cung kính đi đến trước người Tôn Tường Vân, hai chân khép lại, ngẩng đầu lên chào hỏi. Thấy được bộ dáng của nhi tử mình giống như một quân nhân thì Tôn Tường Vân vui mừng, gật gật đầu. Trên thực tế, cho tới nay, Tôn Tường Vân đều hài lòng đối với Tôn Vệ Đông. Ngồi xuống đi, ta có việc muốn nói với con. Tôn Tường Vân bảo Tôn Vệ Đông ngồi xuống. Nhìn thấy nụ cười, thấy được vẻ vui mừng trên mặt Tôn Tường Vân thì Tôn Vệ Đông không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì, trong ký ức của hắn thì lúc nào đứng trước mặt hắn Tôn Tường Vân cũng lộ ra một dạng nghiêm túc. Trừ cái đó ra, kể từ sau khi hắn vào đại học thì Tôn Tường Vân cũng chưa tìm hắn nói chuyện lần nào. Mà hôm nay, chẳng những Tôn Tường Vân tìm hắn nói chuyện, hơn nữa vẻ mặt lại tỏ ra vui mừng, điều này có thể không khiến cho Tôn Vệ Đông kinh ngạc sao? Cha, có chuyện gì sao? Kinh ngạc rất nhiều, theo bản năng Tôn Vệ Đông đã đoán được cái gì, vẻ mặt trở nên hưng phấn hỏi. Ừ, mặc dù Tôn Tường Vân đã cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể che giấu sự vui sướng trong lòng, hắn gật đầu cười. Nhịn nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã chấm dứt, rất nhanh. Trên vai sẽ có thêm một sao. Chúng mừng cha đã thực hiện được nguyện vọng. Nghe được Tôn Tường Vân nói như vậy, Tôn Vệ Đông vốn là ngẩn ra, sau đó liền đứng dậy chúc mừng. Hắn rất rõ ràng, giấc mộng làm tướng quân của phụ thân hắn rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật, tự nhiên đáng giá chúc mừng. Trừ việc đó ra thì Tôn Vệ Đông cũng rất rõ ràng, bởi vì Tôn Tường Vân trở thành tướng quân cho nên địa vị của Tôn gia ở Đông Hải thậm chí là ở quốc nội cũng sẽ tăng lên. Quân ủy đã hạ lệnh, trước quốc khánh sẽ điều động ta đến quân khu Vân Nam đảm nhận chức tham mưu trưởng. Đối với Tôn Tường Vân mà nói, sở dĩ hắn hưng phấn là bởi vì trừ việc trên vai có thêm một sao, thì hắn nắm quyền lớn ở Vân Nam một nơi gần biên cảnh. Vệ Đông, ngồi xuống đi. Mắt thấy bộ dáng hưng phấn của Tôn Vệ Đông, Tôn Tường Vân liền khoát ta, chờ sau khi Tôn Vệ Đông ngồi xuống thì Tôn Tường Vân đã khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc, gần từng chữ. Vệ Đông. Hôm nay ta tìm con là muốn nói cho con biết chuyện này, nhưng thật ra việc tiếp theo cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Cha, chẳng lẽ còn chuyện quan trọng hơn chuyện cha trở thành tướng quân sao? Vẻ mặt Tôn Vệ Đông kinh ngạc. Tôn Tường Vân gật gật đầu, nói. Hai hôm trước, ta tới Yên Kinh họp thì gặp phải Lưu Kiến Quốc,
một viên tư lệnh ở quân khu Vân Nam, Lưu Kiến Quốc mời ta một bữa cơm, trong quá trình dùng cơm thì ta biết được Lưu Kiến Quốc có một người cháu ngoại, tuổi cũng sấp xỉ con, cho nên ta liền đề nghị cho hai đứa ở cùng một chỗ. Đậu má, chưa thấy mặt gì mà ở chung liền, vãi. Ách, nghe được Tôn Tường Vân nói như vậy thì Tôn Vệ Đông liền khiếp sợ, hắn há to miệng, sau đó vẻ mặt xúc động hỏi. Hắn đồng ý sao? Hắn không có trực tiếp đáp ứng, bất quá hắn có nói nếu thích hợp thì liền tổ chức đính hôn, chờ sau khi hai đứa tốt nghiệp thì sẽ làm hôn lễ. Vẻ mặt Tôn Tường Vân mang theo ý cười. Đúng rồi, cháu ngoại của Lưu Kiến Quốc tên gọi là Hạ Y Na, nó cùng với con giống nhau đều học ở Đại học Đông Hải, sau này mỗi ngày hai đứa sẽ có cơ hội gặp mặt nhau. Cha, xin cha cứ yên tâm, con biết nên làm như thế nào rồi. Tôn Vệ Đông rất rõ ràng. Chỉ cần hắn thu phục được Hạ Y Na thì sẽ trợ giúp được con đường làm quan của cha hắn, đồng thời tương lai sẽ có vô số tác dụng đối với bản thân hắn. Vệ Đông, Hạ Y Na là cháu ngoại của nhân vật số 1 ở quân khu Vân Nam, hơn nữa phụ thân của Hạ Y Na cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Thấy được Tôn Vệ Đông đảm bảo thì Tôn Tường Vân hài lòng, gật gật đầu, bổ sung thêm. Phụ thân Hạ Y Na tên là Hạ Hà, hàng năm ở làm việc ở biên giới, một người buôn bán ngọc thạch. Được xưng là Trung Quốc Ngọc Thạch Chi Vương. Lúc này đây, Tôn Vệ Đông cũng không có hé răng mà là nắm chặt hai nắm tay, cảm giác kia muốn nói nếu hắn không tán được Hạ Y Na thì liền nhảy xuống sông Hoàng Phổ. Nhảy đi, để lại đôi dép cho ca, dép. Trước khi vào học, Hạ Y Na sẽ đến Đông Hải, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì Hạ Hà cũng sẽ tới. Tôn Tường Vân lại nói. Đến lúc đó, Ý Quy sẽ đích thân ra mặt, mời hai cha con Hạ Y Na ăn cơm. Đồng thời cũng tạo ra một cơ hội cho con nhất định phải nắm chắc cơ hội này, phải gây ấn tượng tốt trong lòng gặp đầu tiên. Tôn Vệ Đông cũng biết, vì thế liền lập tức gật đầu. Chút nữa, ta sẽ giao tư liệu của Hạ Y Na cho con cần phải nắm rõ những sở thích, tính cách của nó, kiên quyết không nắm chắc thì không đánh. Thấy Tôn Vệ Đông gật đầu, Tôn Tường Vân lại dặn dò một câu. Cha, từ nhỏ đến lớn, con chưa bao giờ khiến cha phải thất vọng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Tôn Vệ Đông đứng lên, chém đinh chặt sắt nói. Tốt. Tôn Tường Vân vui mừng gật gật đầu, sau đó nói. Tốt lắm, con đi ra ngoài đi, ta sẽ gọi điện cho thúc thúc của con. Tôn Vệ Đông giữ yên lặng đi ra khỏi thư phòng. Liễu Nguyệt, con đàn bà đáng chê, ngươi không phải nói chờ sau khi trên vai của cha ta thêm một sao thì mới có tư cách đến gặp ngươi sao? Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng ngày đó của Liễu Nguyệt, sau khi trở lại gian phòng của mình thì Tôn Vệ Đông nắm chặt hai nắm đấm, cười lạnh. Bản thân ta muốn xem thử, ta đem tên tiểu tạp chủng kia vứt xuống sông cho cá ăn thì ngươi có dám phóng dám hay không? Nói xong thì Tôn Vệ Đông liền rút điện thoại ra, gọi cho Chu Phúc Thái. Xin lỗi, số máy quý khách. Giọng nói của tiểu thư kia truyền vào tai Tôn Vệ Đông. Cái gì? Nghe được như thế. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông liền có chút nghi ngờ. Phải biết rằng, khoảng một giờ trước, Chu Phúc Thái đã gọi điện cho hắn, nói cho hắn biết đã bắt được Bùi Đông Lai. Dưới một dạng như thế thì lúc này không gọi được điện thoại cho Chu Phúc Thái, điều này khiến cho Chu Phúc Thái vô cùng khó hiểu. Reng, reng. Ngay tại lúc Tôn Vệ Đông tỏ ra khó hiểu, thì điện thoại trong tay của hắn lại vang lên. Tôn Vệ Đông liền cầm điện thoại lên, thấy người gọi đến là Chu Đào. Thấy Chu Đào gọi tới thì trước tiên Tôn Vệ Đông liền nghe máy. Tôn Thiếu, cha của ta ở cùng một chỗ với người sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói Chu Đào vô cùng sốt ruột, sau khi Chu Phúc Thái nhận được điện thoại của Liên Hoa thì đã gọi thông báo cho Chu Mẫu và Chu Đào biết, vài phút trước, bởi vì Chu Đào muốn biết kết cục bi thảm của Bùi Đông Lai cho nên đã gọi điện thoại đến Chu Phúc Thái, kết quả là gọi không được, cho nên đành phải gọi qua cho Tôn Vệ Đông. Hắn biết hận ý của Tôn Vệ Đông đối với Bùi Đông Lai cũng không ít hơn so với hắn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù Bùi Đông Lai. Không có. Vẻ mặt Tôn Vệ Đông nghi ngờ nói. Lúc trước Chu Thúc có gọi điện cho ta, nói với ta rằng đã bắt được tên tiểu tạp chủng kia, bởi vì ta phải nói chuyện với cha ta nên chưa thể qua đó, vừa rồi ta có gọi điện cho Chu Thúc nhưng kết quả là gọi không được. Đầu bên kia điện thoại, nghe Tôn Vệ Đông nói như thế Chu Đào liền ngạc nhiên. Sau đó, không đợi Chu Đào mở miệng, cửa phòng Tôn Vệ Đông đã bị đẩy ra, Tôn Tường Vân nhíu mày đi đến, trầm giọng hỏi. Vệ Đông, lúc nãy con có nói chuyện qua điện thoại với Chu Phúc Thái không?
Nghe Tôn Tường Vân hỏi như vậy thì trong lòng Tôn Vệ Đông liền tuôn ra một ý niệm không tốt, hắn mang theo vài phần khẩn trương hỏi. Cha, cha hỏi cái này để làm gì? Vừa rồi, Tư lệnh Đông Hải có gọi điện tới, nói là kho hàng của Chu Phúc Thái ở cảng đã xảy ra một vụ nổ mạnh, hiện giờ kho hàng đã biến thành một mảnh hoang tàn, hơn nữa lại không thấy bóng dáng của Chu Phúc Thái đâu, điện thoại cũng gọi không được, con có biết là hắn đã đi đâu không? Nổ tung. Hỏa hoạn. Điện thoại không gọi được. Lời nói của Tôn Tường Vân làm cho Tôn Vệ Đông hoảng sợ, dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Vệ Đông, con đang gạt ta chuyện gì phải không? Mắt thấy vẻ mặt khác thường của Tôn Vệ Đông, trong lòng của Tôn Tường Vân liền động, nghiêm túc hỏi. Không, không có. Hắn lắc đầu một cách nhanh chóng. Cha, cha nên biết, nhi tử của Chu Phúc Thái luôn đi chơi với con, vừa rồi Chu Phúc Thái có gọi điện thoại tới. Mời con đi ăn cơm nhưng con đã từ chối. Dùng cơm ở chỗ nào? Tôn Tường Vân trầm ngâm vài giây, lại hỏi. Tôn Vệ Đông lắc lắc đầu. Thấy Tôn Vệ Đông lắc đầu, lông mày Tôn Tường Vân nhíu lại, nói. Hiện tại, ta đi trả lời cho Tư lệnh Đông Hải, con hãy gọi điện cho Chu Phúc Thái, nếu có tin tức gì thì lập tức báo cho ta biết. Đã biết thưa cha. Tôn Vệ Đông cố gắng không chế tâm tình của mình nhưng chẳng là trong đôi mắt hắn lại hiện lên vẻ sợ hãi. Tôn Thiếu, Tôn Thiếu. Lúc Tôn Tường Vân rời khỏi phòng thì đồng thời ở bên kia đầu dây, giọng nói của Chu Đào vang lên. Ta vừa nghe bác Tôn nói đến cha của ta, hiện giờ làm sao rồi? Không trả lời. Tôn Vệ Đông trực tiếp cúp điện thoại. Chẳng lẽ Chu Phúc Thái bị giết người diệt khẩu sao? Trong đầu hiện ra khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Tôn Vệ Đông liền cảm thấy hoảng sợ, khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch, ngoài ra từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, thân thể hắn không khống chế được mà run lên. Cùng lúc đó, bên trong một khu biệt thự ở khu nhà giàu Tử Viên, Quý Hồng Thân mang theo một chiếc khăn tắm, nằm trên ghế sofa. Người xác định là người trẻ tuổi kia giết Chu Phúc Thái, hơn nữa còn đốt cả kho hàng, hủy thi diệt tích hư. Nghe được thuộc hạ báo cáo thì Quý Hồng liền đứng dậy. Đúng vậy, dựa theo sự phân phó của lão bản, ta đã một mực theo dõi hắn, tuyệt đối không sai. Đầu bên kia điện thoại, tên thuộc hạ khẳng định. Bùi Đông Lai tiểu bằng hữu, người mới tới Đông Hải đã bị CBN thu làm đệ tử, làm gia sư cho Đông Phương Lãnh Vũ hơn nữa mỗi ngày còn chạy tới hội sở Đông Nguyệt. Hiện nay người lại làm thịt Chu Phúc Thái. Dưới ánh đèn, Quý Hồng tươi cười. Việc đua xe ngày đó. Người thắng Khang Tử Kiện và Thôi Vĩnh Tinh còn chưa nói, chỉ nói riêng về việc này thì thật sự, tỷ tỷ đây rất muốn gặp mặt ngươi. Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa lên thì một chiếc Lincoln dưới sự bảo vệ của hai chiếc Ben đã tới khu du lịch Tân Hải. Khi xe dừng lại, thân là bảo tiêu thì Tiểu Lang liền xuống xe, mở cửa xe chiếc Lincoln ra. Khi cửa xe mở ra, Đông Phương Lãnh Vũ liền nhảy xuống xe, Bùi Đông Lai là người thứ hai. Tiểu La Lị Đông Phương Uyển Nhi cũng Liễu Nguyệt liền ở phía sau. Bất đồng so với lúc trước, hôm nay Liễu Nguyệt mang theo một bộ trang phục thể thao. Ngày hôm qua, sau khi xử lý xong Chu Phúc Thái, Bùi Đông Lai liền trở về biệt thự Đàn Cung, sau khi trở về thì Đông Phương Uyển Nhi liền nói cho hắn biết, bởi vì sắp khai giảng cho nên hôm nay Liễu Nguyệt sẽ dẫn mọi người đến đây để nghỉ ngơi. Đến bờ biển, lão bản của khu du lịch liền đi ra nói chuyện với Liễu Nguyệt. Trước khi rời đi không biết là do cố ý hay là vô tình mà ánh mắt của hắn khẽ nhìn Bùi Đông Lai một cái, trên mặt lộ ra vẻ hơi nghi ngờ. Tất cả chuyện này, đơn giản là từ sau Đông Phương Thần mất đi thì chưa có một nam nhân nào có thể cùng sánh vai với Liễu Nguyệt đi du ngoạn. Rất nhiều người muốn nhưng lại không dám, rất nhiều người dám nhưng lại không có cơ hội. Vừa đặt chân đến thì Tiểu La Lị liền lấy ra bàn vẽ, chuẩn bị vẽ tranh mà Liễu Nguyệt thì ở bên cạnh nàng, khuôn mặt lộ ra vẻ cương triều. Đông Lai ca, sau khi khai giảng ca ở đâu, hay là ca ở lại đây đi, tiếp tục làm gia sư cho ta, nếu không thì một mình ở nhà cũng chán chết. Đông Phương Lãnh Vũ cùng Bùi Đông Lai đứng ở bờ biển, lắng nghe tiếng sóng biến, vẻ mặt Đông Phương Lãnh Vũ lộ ra vẻ chờ mong, hỏi Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai lắc đầu, nói. Ta tính toán ở lại ký túc xá trong trường học, như thế sẽ tiện hơn, đến cuối tuần ca sẽ trở về phụ đạo cho chú. Trải qua hai tháng ở chung, Đông Phương Lãnh Vũ cũng biết Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến, hơn nữa một khi đã quyết định chuyện gì thì không một ai có thể thuyết phục được, hắn đành phải ủ rũ lên tiếng. Được rồi. Tiểu Vũ,
một tháng này chú tiến bộ rất nhanh, chỉ cần giữ vững thì thành tích sẽ không có vấn đề gì. Bùi Đông Lai cười nói sang chuyện khác. Cho đến nay, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không có hứng gì đối với việc học tập, mãi cho đến khi Bùi Đông Lai làm gia sư cho hắn, bởi vì Bùi Đông Lai đã ra quy định, chỉ cần Đông Phương Lãnh Vũ học tốt thì hắn mới dạy đua xe cho Đông Phương Lãnh Vũ. Bởi vì ước định đó, cho nên trong thời gian qua, Đông Phương Lãnh Vũ đã tiến bộ một cách thần tốc. Đối với việc này Bùi Đông Lai cũng đã thực hiện ước định, đem một ít kinh nghiệm cùng phương pháp đua xe truyền thụ lại cho Đông Phương Lãnh Vũ. Đi luyện công buổi sáng nào? Mắt thấy Đông Phương Lãnh Vũ tỏ ra mất mát thì hắn không nhịn được mà cười, hắn biết, tuy rằng Đông Phương Lãnh Vũ luôn hướng ngoại hơn nữa luôn làm ra bộ dạng ông trời nhất, ông địa nhì, lão tử đứng thứ ba nhưng trên thực tế, nội tâm của Đông Phương Lãnh Vũ thật sự rất cô độc, bên người hắn không có một người bằng hữu. Không đi. Đông Phương Lãnh Vũ bĩu môi, vẻ mặt buồn bã. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không bắt buộc, hắn đi đến bên cạnh Liễu Nguyệt nói. Liễu tỷ, ta chạy bộ một lát. Đông Lai ca, chờ sau khi ca chạy bộ về thì bức tranh này cũng đã hoàn thành. Trong hai tháng qua, chẳng những Đông Phương Lãnh Vũ đã tiếp nhận Bùi Đông Lai mà quan hệ giữa hắn và Tiểu La Lị này cũng trở nên rất tốt, nếu không thì Tiểu La Lị cũng sẽ không vẽ tranh cho Bùi Đông Lai. Cảm ơn Uyển Nhi. Bùi Đông Lai gật đầu cười. Uyển Nhi, cháu để cho Tiểu Vũ ca ca cùng cháu vẽ tranh đi, ta cùng chạy bộ với Đông Lai. Liễu Nguyệt mỉm cười, khẽ xoa vào đầu Đông Phương Uyển Nhi. Đông Phương Uyển Nhi quệt quệt cái miệng, dường như có chút không vui, bất quá cũng gật đầu đáp ứng. Tiểu Vũ, tới cùng Uyển Nhi vẽ tranh này. Liễu Nguyệt đứng dậy phân phó một tiếng, sau đó liền cùng Bùi Đông Lai, chạy dọc theo bờ biển. Tuy rằng Liễu Nguyệt phá lệ cùng chạy bộ mình, bất quá Bùi Đông Lai dường như đã đoán được cái gì, cũng không cảm thấy bất ngờ. Không cần phải quan tâm đến chuyện tối qua, tất cả mọi chuyện cậu làm rất tốt, nếu như lộ ra dấu vết gì thì ta cũng có biện pháp giải quyết. Lúc chạy, Liễu Nguyệt mỉm cười, quay đầu lại nói. Liễu tỷ, tỷ có quen biết với ba của ta sao? Cảm nhận vẻ quan tâm trong ánh mắt của Liễu Nguyệt, Bùi Đông Lai hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình. Cho tới nay Bùi Đông Lai luôn suy nghĩ vì sao Liễu Nguyệt lại quan tâm với mình như vậy. Cuối cùng hắn đã có kết luận, rất có thể là Liễu Nguyệt có quen biết với ba của mình, hơn nữa lại có quan hệ rất sâu. Đối với câu hỏi của Bùi Đông Lai, Liễu Nguyệt cũng không có giấu giếm. Ta và phụ thân của Tiểu Vũ đã chịu ân của phụ thân cậu. Có ân. Lời nói của Liễu Nguyệt khiến Bùi Đông Lai có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cũng không có hỏi chuyện quá khứ của Bùi Vũ Phu. Hắn hy vọng một ngày nào đó chính miệng Bùi Vũ Phu sẽ kể cho hắn biết. Mặc dù là Tôn Vệ Đông không biết chuyện tối qua là do cậu làm, nhưng cũng đủ để hắn cảm thấy kinh sợ. Thấy Bùi Đông Lai không việc có liên quan đến Bùi Vũ Phu thì Liễu Nguyệt liền nao nao sau đó lại nói. Sau này, nếu như hắn có trêu chọc đến cậu thì không cần phải xử lý hắn như xử lý Chu Phúc Thái, bởi vì thân phận của Tôn Vệ Đông hơi đặc thù, hơn nữa ta nghe nói phụ thân hắn rất nhanh sẽ trở thành thiếu tướng. Ừ, Bùi Đông Lai nhẹ gật đầu, hắn cũng biết bối cảnh của Tôn gia cho nên không muốn khai đao xuống Tôn Vệ Đông, đương nhiên đó là Tôn Vệ Đông không có trêu chọc hắn, nếu không thì hắn cũng không để ý, mà khiến cho Tôn Vệ Đông xuống kia uống cà phê với Chu Phúc Thái. Tôn Vệ Đông nếu ngươi thông minh thì tốt nhất nên thu tay lại, nếu không thì ta có một vạn lý do để tin tưởng bởi vì ngươi mà cả Tôn gia sẽ rơi xuống. Có lẽ là đoán được tâm tư của Bùi Đông Lai cho nên Liễu Nguyệt cũng không nói gì nữa. Âm thầm cảm thán một câu. Reng, reng. Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Liễu Nguyệt liền thu lại ánh mắt. Bùi Đông Lai cười xin lỗi, dừng bước, móc điện thoại ra. Ngay sau đó, đột nhiên đồng tử Bùi Đông Lai phóng to ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình di động, thậm chí bàn tay của hắn cũng khẽ run lên. Đông Lai, nghe điện thoại đi, ta trở lại Bùi Uyển Nhi vẽ tranh. Mặc dù là rất tò mò là ai gọi điện đến cho Bùi Đông Lai nhưng Liễu Nguyệt cũng không hỏi nhiều, mà là cười nói một câu, không đợi Bùi Đông Lai trả lời, liền trực tiếp rời đi. Phù! Nhìn trên màn hình hiện lên ba chữ Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai khẽ hít một hơi thật sâu, rồi nhận điện thoại, cười nói. Tần Đông Tuyết đồng học, từ khi em trở lại Yên Kinh thì liền chơi trò mất tích, anh nghĩ rằng em sẽ quên rồi chứ. Đầu bên kia điện thoại. Dù mỉm cười nhưng trong lòng rất đau đớn. Vậy anh rằng cho em có làm như vậy không? Khẳng định là không. Chẳng biết tại sao,
khi nghe được giọng nói quen thuộc của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai lại muốn trêu chọc. Bởi vì, mỗ đã ký tên vào khế ước bán mình, sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Ai ký vào khế ước cùng anh? Trong trái tim của Tần Đông Tuyết có chút đau đớn nhưng giọng nói của nàng vẫn như cũ, vẫn thoải mái. Nhận sách vở chưa? Sau khi về có gặp phiền toái hay không? Bùi Đông Lai nhìn ánh mặt trời phương xa, giọng nói ôn nhu, thay đổi đề tài. Trong lòng Tần Đông Tuyết hơi run lên, hời hợt nói. Có một chút, sau đó ông nội đã giam lỏng em gần 2 tháng, dạo này mới thả lỏng ra. Cảm thấy ủy khuất không? Sau khi xác minh suy đoán của mình, trong lòng Bùi Đông Lai không khỏi đau xót, nhẹ giọng hỏi. Không ủy khuất. Tần Đông Tuyết nở nụ cười, cười đỏ cả 2 mắt. Bởi vì có một người ngốc luôn luôn đúng vào thời gian trong một ngày sẽ gọi điện thoại cho em, 60 ngày như một ngày. Ánh dạng đông, Bùi Đông Lai trầm mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thầm hỏi. Còn mất bao nhiêu lâu nữa? Không có đáp án. Mặc kệ bao lâu, em cũng chờ anh. Yến Kinh, cô gái Tần gia nhìn về phía Tử Cẩm Thành, trong lòng tự nhủ. Chờ người nam nhân kiêu ngạo của Bùi gia bước lên Tử Cẩm Thành. 3 ngày sau, Đại học Đông Hải bắt đầu báo danh. Sáng sớm, sau khi luyện công xong thì Bùi Đông Lai cùng Liễu Nguyệt, Đông Phương Uyển Nhi, Đông Phương Lãnh Vũ dùng qua bữa sáng. Sau khi dùng xong thì đang muốn trở về phòng lấy đồ vật thì lại bị Đông Phương Uyển Nhi cản đường. Bùi Đông Lai trước khi đi em muốn nhắc anh 2 chuyện. Trong phòng khách, Tiểu La Lị 2 tay chống nạnh, trừng mắt nói. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Em nói đi. Thứ nhất, bức tranh em tặng anh thì anh phải hảo hảo giữ lấy. Đây là lễ vật đầu tiên em tặng cho anh. Nếu anh dám giánh mất nó thì em sẽ đánh anh thành đầu heo. Tiểu La Lị hung hăng nói. Đầu của Bùi Đông Lai đầy hắc tuyến. Còn gì nữa không? Trước đây anh đã từng nói qua muốn đem vị tỷ tỷ kia giới thiệu để em làm quen, kết quả cho tới bây giờ cũng chưa thấy động tĩnh. Tiểu La Lị của trách nói. Bùi Đông Lai cười khổ, liền cắt ngang lời nói của Tiểu La Lị. Có cơ hội thì nhất định sẽ giới thiệu cho em. Được rồi, ngoéo tay nào. Tiểu La Lị nhìn chằm chằm vào Bùi Đông Lai, cuối cùng vẫn là tin Bùi Đông Lai. Ngoéo tay, nếu ai dám nói láo thì ra đường bà bắn bùm bùm. Tiểu La Lị giữ lấy ngón tay út của Bùi Đông Lai rồi hừ hừ nói. Nếu anh dám thất hứa thì em sẽ đem anh đánh thành đầu heo. Tiểu La Lị làm ra bộ dạng đề phòng. Uyển Nhi, em cũng biết là ca đối luôn đối tốt với em. Đông Phương Lãnh Vũ cũng biết rằng ấn tượng của mình trong lòng Uyển Nhi không tốt bằng Bùi Đông Lai cho nên nói thêm. Em xem này, anh ở đây gần mấy chục năm với em mà em chưa có lần nào. Cái gì? Tiểu La Lị liếc mắt nhìn Đông Phương Lãnh Vũ. Tiếp tục để Đông Lai ca một yêu cầu, sau này phải ở nơi này. Đông Phương Lãnh Vũ đáng thương nói. Tiểu La Lị quệt quệt miệng rồi lắc lắc cái mông rời đi. Bùi Đông Lai cũng cười một lát rồi trở về phòng của mình. Đông Phương Lãnh Vũ vô lực ngồi ở trên ghế salon, khóc không ra nước mắt. Nửa giờ sau, Bùi Đông Lai cự tuyệt để Liễu Nguyệt đưa hắn tới trường mà để cho A Long lái xe đưa hắn đến Đại học Đông Hải. Giống như ngày thường, sau khi khởi động xe thì A Long cũng chuyên chú lái xe mà Bùi Đông Lai thì lại ngó ra ngoài cửa sổ. Tựa hồ đối với hắn mà nói thì Đông Hải kia chỉ là một cảnh vật không có lực hấp dẫn đối với hắn. Long ca, mộ khuynh nhan kia là một nữ nhân rất sao. Khi ô tô đang chạy thì thấy một trên áp phích một nữ nhân tên là mộ khuynh nhan, vì vậy hắn không nhịn được mà hỏi A Long một câu. Xem ra Bùi thiếu lúc bình thường cũng không để ý đến giới giải trí A. A Long cười cười nói. Mộ khuynh nhân là đương kim nghệ sĩ thời nay, mấy ngày nữa nàng sẽ đến Đông Hải để biểu diễn. Thì ra là thế. Bùi Đông Lai thu hồi ánh mắt, ra vẻ đã hiểu. Bùi thiếu, lấy bổn sự hiện tại của người thì không cần phải lên trên học A. Có lẽ do Bùi Đông Lai chủ động nói chuyện nên đã gợi lên hứng thú cho A Long nên hắn nhịn không được mà nói. Hiện tại ngoài đường ở Đông Hải đều là sinh viên. Ta thấy làm sinh viên sau này cũng không biết làm gì. Đọc sách cuối cùng cũng có ích, cụ thể như thế nào thì xem vào bản lĩnh. Bùi Đông Lai cười cười nói. Cổ Bồi Nguyên lão tiên sinh đã coi trọng ta, lại còn có ân với ta, ta không muốn phụ sự kỳ vọng của người. Hơn nữa Cổ Bồi Nguyên lão tiên sinh được xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu về lĩnh vực kinh tế nên có nhiều thứ đáng giá để ta cần phải học hỏi.
Ta là người thô kệch, không hiểu được điều này đã khiến Bùi Thiếu chê cười. A Long hơi có vẻ xấu hổ, cười nói. Bùi Đông Lai lắc đầu ý bảo không có việc gì. Cũng giống như các trường đại học khác, lúc này ở cổng trường cũng thấy nhiều phụ huynh đưa con em đến đây. Trước cổng trường còn có nhiều học sinh tình nguyện, mỗi khi thấy người từ trên xe buýt xuống thì vội vàng ra đón rồi giúp đỡ các new member. 40. Sau khi A Long đưa Bùi Đông Lai đến trước cửa Đại học Đông Hải thì một chiếc xe buýt cũng vừa mới đến, Bùi Đông Lai cũng may mắn thấy được một màn này. Long ca, đem xe dừng ở đây, để một mình ta đi vào, thuận tiện làm quen một chút. Mắt thấy phía trước đã kẹt xe thì Bùi Đông Lai nói. Tốt. Trước tiên A Long trả lời rồi sau đó đậu xe vào ven đường. Cảm ơn Long ca.